Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 45. Trên một ngọn núi nhỏ vùng ngoại thành Tokyo, bên ngoài trang viên theo phong cách Nhật kiểu cổ. Đèn lồng màu đỏ chiếu sáng đêm tối, cũng chiếu bóng người càng đi càng gần. Dưới đèn lồng trước cửa, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen nhìn người đi một mình tới, khinh miệt quát. Tiểu tử, nơi này là địa bàn của nhà ODA, không phải nơi cậu nên tới. Từ chỗ nào tới thì nhanh cút về chỗ đó. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai chữ nhà ODA trên bảng hiệu cổ xưa treo trên cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người này. Tôi tới nhà ODA. Á ế ế ắn vừa nói xong, thân thể hai người trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào cửa. Rầm một tiếng thật lớn, cửa đỏ thắm rơi trên đất, bụi bặm nổi lên bốn phía. Dưới động tĩnh lớn như vậy, nhà ODA yên tĩnh lập tức sôi trào hừng hực. Vù vù vù, tiếng xé gió vang lên, vô số người ở tứ phía xông tới cửa. Chỉ trong phút chốc, vậy mà trên bậc thềm trong cửa tụ tập hơn trăm người, khí tức trên người mỗi người đều không kém, uy áp khổng lồ như ngọn lửa đè về phía Mạc Phàm. Kẻ nào dám làm càn ở nhà ODA, không muốn sống nữa à? Một người đàn ông mặc trang phục võ sĩ quát. Bảo ODA Giangtoku ra gặp tôi. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, thản nhiên nói. Bảo ODA đại nhân gặp cậu, phải hỏi kiếm của tôi có đồng ý hay không đã. Người đàn ông hơi nhếch miệng, nhảy lên trên cao hơn 10 thước, rút trường kiếm bên hông ra, kiếm khí như hoa xẹt qua thiên không, nhấc lên một trận kình phong hùng hổ chém về phía Mạc Phàm. Tử! Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, trong chớp mắt kiếm khí cộng cả trường kiếm bị dập nát. Thân thể võ sĩ kia cũng chia làm đôi ở giữa, rơi từ không trung xuống, huyết nhiễm trời đêm. Sắc mặt những người ở đây khó coi, lộ ra vài phần nghi ngờ. Hàng năm có không ít người tới nhà ODA trả thù, không có mấy ai tuổi như Mạc Phàm, nhưng vẫn có mấy người nghĩ quẩn trong lòng đi tìm cái chết, không ngờ lần này lại là cao thủ tới, chỉ dùng mắt đã giết người được. Tiểu tử, hãy xưng tên ra, nhà ODA chúng tôi không giết hạng người vô danh. Một người đàn ông đầu bóng loáng mặt có sẹo, đứng trên bậc thang đầu lạnh lùng nói. Ông là ODA Giangtoku sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh giọng hỏi. Đối phó với người như cậu, sao có thể cần ODA đại nhân ra tay? Không phải thì câm miệng, tử. ODA Giangtoku cũng không có tư cách hỏi tên hắn, vậy mà đám người này dám hỏi tục danh của hắn, ha ha. Lại một chữ tử vang lên, thân thể người kia giống như một quả bom nổ mạnh, người kia trực tiếp bùng nổ ra, thân thể và huyết dịch bắn ra xung quanh. Liên tiếp có hai người chết, cuối cùng ở đây cũng yên tĩnh lại, trên mặt mọi người không còn khinh miệt như trước. Tiểu tử, còn có chút bản lĩnh đó, mọi người cùng xông lên giết cậu ta. Bên cạnh tên đầu bóng loáng, một người đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói xong, không ít người xung quanh biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đến bên cạnh Mạc Phàm, trường đao trường kiếm lấn người mà lên, muốn lấy đi tính mạng của Mạc Phàm. Những người còn lại một số thì ném ám khí, chắn đường né tránh của Mạc Phàm. Một số ít thì tạo pháp ấn, một đám pháp thuật có ý đồ định trụ Mạc Phàm, hay nuôi thế lát nữa bùng nổ. Trong lúc này, bầu trời đêm vô cùng rực rỡ. Mạc Phàm nhìn những người này, khẽ lắc đầu. Thôi, nếu ODA Giangtoku không ra, vậy tôi tới giết ông ta. Hắn tiến lên trước, chân vừa hạ xuống đất, mặt đất lắc lư kịch liệt giống như động đất, khe hở to lớn lan tràn ra xung quanh. Võ giả vừa đến trước người hắn dưới chân trống không, lảo đảo một cái, trực tiếp rơi vào trong khe hở. Rút lui. Sắc mặt thủ lĩnh trong đó thay đổi, vội vàng nói. Đi, các người đi được sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lại bước thêm một bước, lực lượng mạnh hơn vừa rồi rầm rầm từ dưới chân hắn văng tung tóe ra. Trái lại mặt đất không vỡ ra nữa, nhưng võ giả đến quanh hắn còn chưa rút lui, khe hở như mạng nhện xuất hiện trên người bọn họ. Xoẹt, huyết hoa bắn ra, toàn bộ đám người vỡ ra, không có một ai chạy thoát. Mọi người xung quanh sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử tới báo thù vì bị đoạt bạn gái hay bị nhà ODA giết người nhà, thực lực sẽ không quá mạnh, ai biết Mạc Phàm lại đáng sợ như vậy. Bọn họ có thể vào nhà ODA, ít nhất cũng phải trúc cơ trở lên, thậm chí còn có một số thượng sư cảnh giới tiên thiên. Vốn dĩ không có hạng người vô danh, nhưng ở dưới tay tiểu tử này thì không khác gì con kiến. Một ánh mắt giết người.
Một câu giết người. Một bước lại giết một đám võ sĩ. Cho dù là Oda Zantoku gia chủ nhà Oda, cũng không mạnh như vậy. Nhanh ngăn cậu ta lại, tiểu tử này không đơn giản. Người đeo mặt nạ nghiến răng kêu lên. Từng đạo thuật pháp theo tiếng rơi xuống, giống như sao băng rơi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn tới, một bước dẫm lên bậc thang, một đạo ánh sáng xuất hiện dưới chân hắn, lực lượng vô cùng khủng bố giống như núi lửa áp lực đã lâu bỗng nhiên nổ tung. Bạch quang lan ra bốn phương tám hướng, đến chỗ nào những pháp thuật và ám khí chỗ đó hóa thành bụi biến mất không thấy, bậc thang lên núi biến thành phấn trắng, bạch quang động vào người cũng nhanh chóng biến mất giống ngọn lửa đốt người giấy. Mắt mọi người mở to, trong mắt đều là hoảng sợ. Trốn, chạy mau. Người này không phải người bọn họ có thể đối phó, cho dù tất cả hợp lực cũng vậy. Số người còn lại không một ai ở lại, toàn bộ đều chạy như điên về sau. Bạch quang đến bậc thang tận cùng, lúc đến rìa sân mới biến mất. Trốn, Oda Zantoku không ra, các người ai cũng không trốn được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tay hắn vung lên. Từng đạo vách tường hơn 10 thước xuất hiện trên đường trốn của bọn họ, giam mọi người ở bên trong. Mấy người chạy trốn không cẩn thận đụng vào vách tường, tường giống như một màn nước, mấy người xuyên qua một cách dễ dàng. Tường này là giả, không ngăn được người, chạy mau. Một người trong đó hưng phấn nói. Nhưng ông ta vừa đi qua vách tường, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kỳ lạ, sau đó thần quang trong mắt nhanh chóng tắt đi. Bùm, cả người hóa thành thịt nát. Nổ tung bên kia tường. Bùm bùm bùm, có mấy tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, những người khác dừng lại, khuôn mặt tái mét, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn ác ma. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Nhà Oda chúng tôi không thù không oán với cậu, vì sao cậu lại ra tay với chúng tôi? Không thù không oán. Mạc Phàm lắc đầu cười. Nếu hắn không thù với nhà Oda, hắn sẽ ra tay sao? Tôi giết các người. Đã nói lên các người có lý do phải chết, chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Năm ngón tay hắn nắm chặt, một khí đao ba trượng xuất hiện trong tay hắn, đao hoa nhoáng lên một cái, hắn muốn chém về phía những người này. Đúng lúc này, một âm thanh cười to vang lên. Mạc tiên sinh đại giá quang lâm, Zantoku không tiếp đón từ xa, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Ông ta vừa nói những lời này, vẻ mặt mọi người ở đây đều ngẩn ra. Mạc Phàm. Người này là Mạc Phàm sao? Ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm tràn đầy kính sợ. Hai ngày trước, tên Mạc Phàm còn chưa có mấy ai biết, cho dù biết cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ cả Nhật Quốc bàn luận về Mạc Phàm nhiều nhất, gần như không ai không biết. Vậy mà một người hung mãnh như vậy lại đến nhà Oda. Chẳng trách tiểu tử này đáng sợ đến thế. Người đàn ông đeo mặt nạ nuốt nước bọt nói. Giọng nói kia vừa vang lên. Tiếng guốc gỗ lạch cạch vang lên, một bóng người xuyên qua bức tường ánh sáng đi đến. Người đàn ông này khoảng 40-50 tuổi, mặc bộ kimono, chân đi guốc gỗ, nuôi dâu cá chê, gương mặt hình chữ quốc khiến người ta có cảm giác không giận tự uy. Người đàn ông này đúng là Oda Zantoku, gia chủ nhà Oda. Oda Zantoku vừa xuất hiện, người nhà Oda ở đây đều hành lễ với ông ta. Đại nhân, Oda Zantoku mỉm cười, vẫy tay với mọi người đi tới sân. Ông ta nhìn chỗ cửa không khác gì đống đổ nát, lông mày nhíu lại lập tức giãn ra. Mạc tiên sinh đúng là danh bất hư truyền, phòng hộ nhà Oda chúng tôi gần hỏng rồi, nếu kẻ hèn này không xuất hiện, chỉ sợ không thấy được nhà Oda rồi. Oda Zantoku mỉm cười nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Oda Zantoku một cái, mí mắt hơi nâng lên. Trốn rất nhanh, nhưng ông dùng tượng gỗ này cũng coi là gặp mặt tôi sao? Vừa rồi hắn cảm nhận được trong trang viên có hai người khí tức không tệ, bây giờ hai khí tức này không còn nữa, chỉ còn lại người rất giống Oda Zantoku này, thực ra chỉ là con rối do người ta tạo ra. Nhưng tượng gỗ này cũng không tệ, gần như có thể lấy giả loạn thật, còn có thực lực không tầm thường. Chuyện gì cũng không thể gạt được Mạc tiên sinh, đại thần quan và tôi đều không phải đối thủ của Mạc tiên sinh, chỉ có thể tạm thời rời đi, để tượng gỗ này gặp mặt Mạc tiên sinh. Mong Mạc tiên sinh không trách cứ. Oda Zantoku cười âm dương quái khí nói. Ông ta không phải là những võ phu nhà Koga, Iga, Yagyu và thần đạo, ông ta cũng không phải là kẻ điên nhà Phiêu Ma, đối đầu trực diện với Mạc Phàm. Người như Mạc Phàm, nếu không thể giết chết, nhất định phải phòng tránh ngàn dặm, nếu không chỉ có chết. Mạc Phàm nhíu mày,
lông mày lập tức giãn ra. Không thể không nói, Oda Zantoku này không chỉ thông minh lanh lợi hơn những người hắn gặp nhiều, còn vô cùng gian trá, chỉ riêng điểm co được giãn được không phải ai cũng có thể so sánh. Ông dùng tượng gỗ này tới gặp tôi, là muốn gặp mặt tôi, sau đó nói mấy câu sao? Mạc Phàm hỏi. Bản thể của Oda Zantoku đã rời đi, nếu không có chuyện, ông ta hoàn toàn không cần để tượng gỗ này xuất hiện. Nếu xuất hiện, nhất định là có chuyện khác. Đương nhiên không phải, gặp Mạc Tiên Sinh quá nguy hiểm, kẻ hèn này mạo hiểm xuất hiện ở đây, thứ nhất là hy vọng Mạc Tiên Sinh có thể thủ hạ lưu tình, để lại một con đường sống cho những người không biết chuyện, thứ hai sao, còn muốn nói một câu với Mạc Tiên Sinh. Oda Zantoku cười nói. Câu gì? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Vẫn là câu nói đó, mong Mạc Tiên Sinh mau chóng rời khỏi Nhật Quốc. Oda Zantoku hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Chỉ một câu này, đủ sao? Mạc Phàm hỏi. Nói chuyện với người như Mạc Tiên Sinh đúng là dễ dàng, hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng, nhưng kẻ hèn này chỉ có thể nói cho Mạc Tiên Sinh, nếu Mạc Tiên Sinh sớm rời khỏi Nhật Quốc tuyệt đối không hối hận, trái lại sẽ cảm thấy may mắn vì mình nhanh chóng rời khỏi Nhật Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oda Zantoku thần bí nói. Mạc Phàm nheo mắt, ánh sáng lạnh nở rộ trong con người hắn, bắn về phía con rối Oda Zantoku. Tuy hắn không biết Oda Zantoku này có thứ gì uy hiếp được hắn, nhưng hắn có cảm giác Oda Zantoku sẽ không phải là người chơi không thành kế với hắn. Nếu Oda Zantoku đang nói dối, hắn nhất định có thể phát hiện ra. Nhưng thứ gì sẽ khiến hắn hối hận? Tôi có thể hiểu thành ông đang uy hiếp tôi không? Mạc Tiên Sinh nói quá lời rồi, tôi cũng không có lá gan này, nhưng nếu Mạc Tiên Sinh cảm thấy là vậy, cũng có thể lý giải như thế, Mạc Tiên Sinh nghe hay không nghe là chuyện của Mạc Tiên Sinh. Oda Zantoku nhún vai, trên mặt đều là lạnh nhạt, nói. Ông cảm thấy ông như vậy, tôi sẽ không bắt được ông, không giết được ông sao? Mạc Phàm khẽ nhớn mày hỏi ngược lại. Nếu ngay cả như vậy cũng bị Mạc Tiên Sinh giết chết, vậy Oda Zantoku tôi cũng chỉ có thể nhận tội, nhưng Mạc Tiên Sinh cậu thật sự có thể giết được sao? Oda Zantoku cười nói, vẻ mặt không tin. Con rối khác với phân thân tương đương với sinh mệnh thứ hai, nhưng con rối chỉ là máy móc hình người, giống như người máy. Con rối cấp thấp chỉ dựa vào lệnh của chủ nhân, làm một số chuyện đơn giản. Con rối cấp cao, không chỉ không khác phân thân, còn có chút ưu đãi. Con rối bị hủy bản thể sẽ không chịu bất luận thương tổn gì, đây cũng là lý do vì sao ông ta lựa chọn dùng con rối gặp Mạc Phàm. Tượng gỗ này không cần ông ta tế luyện, không có lạc ấn của ông ta, cũng không cần ông ta dùng linh khí, càng không cần ông ta điều khiển thông qua thần thức, chỉ thông qua giọng nói nghe lệnh, thông qua một số pháp khí truyền âm, truyền giọng nói của ông ta. Mạc Phàm lợi hại đến mấy, còn có thể không cần thông qua lạc ấn, linh khí, thần thức giết chết ông ta. Ông ta không biết Mạc Phàm có bản lĩnh này. Chẳng lẽ Mạc Phàm thông qua âm thanh cũng có thể giết người, nếu như vậy ông ta không còn gì để nói rồi. Mạc Phàm lắc đầu, khóe miệng nhếch lên cười mỉa. Nếu dùng con rối có thể chạy trốn khỏi hắn, không chỉ Miyamoto Musashi không thua bởi hắn, Abe Seimei cũng không chết. Hắn chẳng muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Oda Zantoku, mở miệng thốt lên mấy âm phù kỳ lạ. Hồng mã ni mạ hồng. Không có nhiều âm tiết lắm, nhưng theo âm thanh này vang lên. Trong không gian có một không gian đặc biệt màu đen khoảng 10 mét vuông, xung quanh ngoại trừ hắc khí ra thì không còn gì khác. Oda Zantoku đang cầm một ngọc phù đột nhiên sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt cũng đờ đẫn hơn, giống như con rối gỗ. Mấy âm phù này kết thúc, Mạc Phàm nheo mắt lại. Con rối không có linh hồn, nói chuyện với hắn là bản nhân của Oda Zantoku. Ông ta nghĩ hắn không thể khống chế người khác thông qua âm thanh sao? Lúc hắn đến cảnh giới trúc cơ, có thể thông qua di động dùng đại diễn ma âm khống chế Khổng Tuyên. Hiện giờ hắn đã ngưng tụ thần nguyên, sao không thể khống chế Oda Zantoku thông qua âm thanh được? Nói đi, ông dùng cái gì uy hiếp được tôi? Trong không gian màu đen, Oda Zantoku chau mày, giống như hơi đau đớn, nhưng ngay sau đó tươi cười quỷ dị xuất hiện trên mặt ông ta. Uy hiếp cậu, đương nhiên uy hiếp cậu là long. Một chữ long mới vang lên, ông ta còn chưa nói hết câu, một bàn tay trắng nõn nhấn sau gáy Oda Zantoku, ông ta trực tiếp hôn mê bất tỉnh, giọng nói của Oda Zantoku cũng im bặt lại,
chỗ cửa nhà ODA, Mạc Phàm nhíu mày. Bị ngắt lời rồi, đại thần quan sao, hai người đúng là thông minh. Đại thần quan và ODA Zantoku cùng biến mất, đánh ODA Zantoku ngất xỉu chỉ có đại thần quan rồi. Nhưng uy hiếp hắn là long, long gì đây? Suy nghĩ một lát, Mạc Phàm vung tay lên, một đạo đao khí chém nhà ODA thành hai, lúc này mới rời đi. Mạc Phàm rời đi không lâu, ở chỗ con rối, một cửa lớn màu đen mở ra, thiên đại tử mặc kimono dẫn ODA Zantoku ngất xỉu đi từ trong cửa lớn ra. Ngón tay thiên đại tử lóe lên bạch quang hình giọt nước, điểm lên mi tâm ODA Zantoku. ODA Zantoku mở mắt ra, chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt mê mang nhìn trước mắt. Tôi làm sao vậy? Ông ta nhớ rõ ông ta đang nói chuyện với Mạc Phàm thông qua con rối, nghe thấy mấy âm phù thì mất đi ý thức. Thiếu chút nữa chúng ta bị Mạc Phàm giết chết rồi. Thiên đại tử hơi nhếch môi lên, nhìn phía Mạc Phàm rời đi nói. Rõ ràng thiếu chút nữa chết đi, nhưng cô ta không có chút sợ hãi, trái lại đầy hứng thú. Cô ta tưởng rằng thông qua con rối trao đổi với Mạc Phàm, rồi trốn vào trong hư không, thì không bị Mạc Phàm thương tổn được. Ai biết thông qua âm thanh ODA Zantoku vẫn bị Mạc Phàm khống chế. May mà cô ta kìm nén tò mò, không nghe giọng Mạc Phàm, nếu không đợi ODA Zantoku bị Mạc Phàm khống chế hoàn toàn, hai bọn họ sẽ chết ở trong âm thanh của Mạc Phàm. Vẻ mặt ODA Zantoku ngây ngốc, nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán ông ta. Mạc Phàm này cũng quá khủng bố rồi. Có thể giết người thông qua âm thanh, ông ta chưa từng nghe nói đến. Không khủng bố, vậy thì không phải là Mạc Phàm danh chấn thế giới, chúng ta cũng không cần trốn cậu ta rồi. Thiên đại tử cười nói. Mạc Phàm như vậy, chúng ta có thể đối phó sao? ODA Zantoku nghi ngờ nói. Lúc trước ông ta vẫn không tin lắm, nhưng chân chính gặp được Mạc Phàm, tin tưởng của ông ta dao động rồi. Mạc Phàm nhìn thế nào cũng không giống như sử dụng bí pháp, không có chút suy yếu nào. Có phải hay không phải thử mới biết được. Chỉ dựa vào những người nhà ODA thì không thử ra. Hai tay thiên đại tử ôm ngực cười nói. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cho dù Mạc Phàm suy yếu, đám võ sĩ nhà ODA cũng không thể so sánh được. Đối phó với những võ sĩ này, vốn dĩ không nhìn ra Mạc Phàm có khôi phục hay không. Nhưng Mạc Phàm có khôi phục hay không đều không có vấn đề gì, nếu cậu ta chưa khôi phục thì tốt nhất, nếu cậu ta khôi phục hoàn toàn mà nói, ha ha. Thiên đại tử cười mà không nói. Có ý gì, chẳng lẽ chỗ dựa lớn nhất của chúng ta không phải là thân thể Mạc Phàm chưa khôi phục sao? ODA Zantoku cảm thấy khó hiểu nói. Ông cũng quá coi thường chúng tôi rồi, nếu hoàn toàn dựa vào Mạc Phàm bị thương chưa lành, không khác gì tự tìm đường chết. Thiên đại tử cười khinh thường nói. Nếu không phải, vậy vì sao chúng ta còn đi trêu chọc Mạc Phàm? Bởi vì có nơi sắp mở ra. Chúng ta nhất định phải thu thập Mạc Phàm trước khi mở ra, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mấy ngày gần đây nơi đó lại ổn định lại, cho nên Mạc Phàm muốn ở Nhật Quốc mấy ngày thì ở đi, chỉ cần cậu ta không hối hận. Thiên đại tử hơi nhếch miệng, cười nói. Mạc Phàm sử dụng bí pháp khiến thân thể bị thương, chỉ là lý do có cũng được không có cũng không sao, lý do chân chính muốn Mạc Phàm nhanh rời đi là khi nào nơi này mở ra. Vừa rồi cô ta đạt được tin tức, tiên mộ đã ổn định lại. Bọn họ không cần phải mạo hiểm đi trêu chọc Mạc Phàm. Cô muốn nói tiên mộ ở Hoa Hạ sao? ODA Zantoku nhướng mày, nói. Chuyện tiên mộ toàn thế giới không ai không biết, tuy mỹ phụ này không nói rõ, nhưng chắc chắn là nơi này. Không sai. Thiên đại tử không giấu giếm, nói thẳng. Cô biết tin tiên mộ nhanh như vậy, cô thật sự chỉ là đại thần quan sao? ODA Zantoku nhíu mày hỏi. Ông ta vẫn luôn chú ý tin tức tiên mộ, ông ta luôn thấy mình biết tin không chậm hơn kẻ nào, dù sao có khả năng trong tiên mộ có phương pháp đột phá đến thần cảnh, trình độ chân quý không thua thứ gì. Nhưng ông ta còn chưa nhận được tin tức, thiên đại tử đã nhận được, chắc chắn thiên đại tử không chỉ là đại thần quan đơn giản như vậy. Chuyện này thì đợi Mạc Phàm rời khỏi Nhật Quốc ông sẽ biết, bây giờ ông chỉ cần biết hai chuyện, chuyện thứ nhất là chúng ta cùng phe. Thứ hai là chỉ cần Mạc Phàm rời đi sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ông biết những chuyện này là đủ rồi, những chuyện khác ông đều đặt trong bụng là được. Thiên đại tử vô cùng tự tin nói, giống như Mạc Phàm đã là vật ở trong tay cô ta. ODA Zantoku nhíu mày, trên mặt lộ ra không vui. Tuy ông ta hợp tác với thiên đại tử,
nhưng ngoại trừ biết người phụ nữ này có một thân phận là đại thần quan gia, thì ông ta không biết gì cả. Những lời ông ta nói với Mạc Phàm đều do Thiên Đại Tử sắp xếp. Rốt cuộc Thiên Đại Tử là ai, còn quân bài gì chưa lật đối phó Mạc Phàm, ông ta cũng không biết. Chỉ là ông ta thấy Thiên Đại Tử không có ý nói cho ông ta cũng không hỏi nhiều. Vậy tôi mỏi mắt chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm mang theo mọi người đến du thuyền ở Tokyo khi tới, đi về phía biển sâu. Du thuyền mới lái đến biển sâu không lâu, Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đi tới. Mạc Phàm, không phải anh muốn ở Nhật Quốc 3 ngày sao, sao mới 2 ngày đã quay về rồi? Vẻ mặt An Hiểu Hiên bất mãn nói. Bởi vì thay đổi thời gian, cô còn rất nhiều đồ trang điểm muốn mua mà chưa mua được. Mạc Phàm không chấp nhặt với An Hiểu Hiên, hắn vốn định ở Nhật Quốc một ngày, nhìn xem còn ai bất mãn với hắn không. Nhưng sau khi khôi phục di chứng do thi triển bí pháp để lại, hắn không cần thiết phải ở nơi này nữa. Nếu cô còn muốn ở Nhật Quốc mấy ngày, tôi có thể bảo Tengu đưa cô quay về. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Ý niệm của hắn vừa động, Tengu đi từ trong khoang thuyền ra. Chủ nhân, người có gì sai bảo ạ? Cô muốn quay về không? Mạc Phàm hỏi An Hiểu Hiên. Nơi đó không có gì vui, tôi còn lâu mới quay về. An Hiểu Hiên bĩu môi nói. Mạc Phàm tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Nhật Quốc, cô không phải là kẻ ngốc, muốn một mình ở Nhật Quốc. Anh trở về gấp như vậy, không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ? An Hiểu Hiên hỏi tiếp. Trong mắt Tiểu Tuyết hiện lên chút lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm, tối qua sau khi Mạc Phàm quay về, cô cũng không đến hỏi Mạc Phàm. Có chuyện gì hay không, về Hoa Hạ thì biết. Mạc Phàm nhíu mày nói. Oda Zangtoku luôn miệng nói có thứ uy hiếp hắn, bởi vì đại diễn ma âm bị người ta cắt ngang, hắn không biết được tin tức gì từ miệng Oda Zangtoku, vậy thì xem Oda Zangtoku có gì khiến hắn hối hận. Không phải bọn họ muốn ra tay trên đường chúng ta quay về đấy chứ? An Hiểu Hiên nhướng mày, sau đó hỏi. Mạc Phàm vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt hắn phát lạnh, nhìn về phía mặt biển cách đó không xa. Trên mặt biển vốn bốn bề dậy sóng, không hiểu sao lại bay tới sương mù nồng đậm. Trong sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu đảo đứng vững cách đó không xa. Tiểu đảo này không rộng lắm, nhưng không ở trong nước biển, mà trôi nổi giữa không trung, giống như tiên đảo trong truyền thuyết. Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cảm nhận được thay đổi của Mạc Phàm, ánh mắt nhìn về phía phù không đảo, vẻ mặt lập tức thay đổi. Lúc bọn họ tới cũng đi đường này, mà không thấy tiểu đảo đó. Đây là kẻ địch. Mạc Phàm nhìn đảo này thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa nói xong, Ngao Thiên, Tiểu Vũ, Bạch Tử Hàn cũng nhận ra được dị dạng ở hải vực quanh đây, nên đi từ trong khoang thuyền ra. Ngao Thiên sinh, đây là Đông Doanh một trong ba tiên đảo trong truyền thuyết sao? Tiểu Tuyết nhìn đảo nhỏ trong không trung, chau mày hỏi Ngao Thiên. Trong ghi chép của Bạch gia, trên biển Đông có ba tòa tiên sơn trôi nổi trong không trung lần lượt là Bồng Lai, Đông Doanh, Phương Trượng, Bồng Lai và Phương Trượng đều gần Hoa Hạ, Đông Doanh thì gần Nhật Quốc hơn. Bọn họ vừa rời khỏi Nhật Quốc không lâu, có khả năng tiểu đảo này là Đông Doanh. Ngao Thiên thân là Long Vương, có lẽ sẽ biết. Trên mặt Ngao Thiên hiện lên vẻ hổ thẹn, lắc đầu. Ông ta có biết về truyền thuyết này, nhưng ông ta sống nhiều năm như thế chưa từng gặp ba tiểu đảo trong truyền thuyết. Không chỉ ông ta chưa từng thấy, ngay cả trưởng bối của ông ta cũng chưa từng thấy luôn. Có khả năng lần này để Bạch Tiểu Thư thất vọng rồi, tôi cũng không biết. Ngao Thiên không biết, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Tôi không biết về Tiên Sơn Đông Doanh, nhưng chắc chắn tiểu đảo lơ lửng này không phải là Tiên Sơn Đông Doanh. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, nói chắc chắn. Nếu thật sự là Tiên Sơn trong truyền thuyết, sẽ có tiên khí lượn lờ, nhưng khí tức trên phù không đảo này khác hoàn toàn với tiên khí, hắn thấy khí tức này rất quen thuộc. Không phải Tiên Sơn Đông Doanh sao, đó là... An Hiểu Hiên hỏi. Chúng thần Sơn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Hắn vốn tò mò Oda Zangtoku chắc chắn như thế, rốt cuộc là có quân bài gì chưa lật để đối phó hắn, bây giờ hắn hiểu rồi. Trên hòn đảo này nồng đậm ma khí phương Tây, có khả năng là chúng thần Sơn. Hắn không biết chúng thần Sơn có quan hệ gì với Oda Zangtoku. Nhưng cũng chỉ có chúng thần Sơn mới khiến Oda Zangtoku tự tin như vậy. Chúng thần Sơn sao? Mấy chữ này vừa vang lên,
sắc mặt đám Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên đều thay đổi. Thanh bang tập hợp rất nhiều thế lực tụ tập ở chúng thần Sơn Châu Âu, chuẩn bị đối phó Mạc Phàm, bọn họ đều biết chuyện này. Ai biết chúng thần Sơn Châu Âu lại xuất hiện ở nơi đây? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? An Hiểu Hiên lo lắng nói. Dựa theo tin tức của Hắc Thị truyền lại, chúng thần Sơn không chỉ tụ tập Thanh bang, Phu thần giáo, còn có Hắc ám giáo đình, Thứ thần và mấy thế lực đối nghịch với thần điện, những thế lực này dốc hết sức lực, không có một thế lực nào dễ đối phó. Nhưng khó đối phó nhất không phải là những thế lực này, mà là điện chủ của thần điện, chủ nhân của chúng thần Sơn. Chưa có ai từng thấy điện chủ của thần điện, cũng không có ai biết ông ta có bản lĩnh gì. Nhưng toàn bộ thế giới sợ điện chủ của thần điện không kém sợ Mạc Phàm. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ có một là đủ. Nhìn thấy điện chủ của thần điện còn là nhiệm vụ thần cấp trên liệp sát bảng, nhiệm vụ này được treo trên liệp sát bảng trăm năm, nhưng không ai có thể hoàn thành, bởi vì không ai nhìn thấy điện chủ thần điện mà còn sống quay về. Lúc này chúng thần Sơn xuất hiện, khả năng bọn họ quay về Hoa Hạ không đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ, binh đến tướng chặn, chúng thần Sơn đến rồi, chém là được. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh nhạt nói. Chém, trái lại anh nói dễ dàng thật, anh chém thử xem. An Hiểu Hiên tức giận nói. Nếu Mạc Phàm nói chém núi nào đó, cô sẽ không nghi ngờ chút nào. Bây giờ trên núi Phú Sĩ còn một đạo khe hở do Mạc Phàm để lại, nhưng trước mắt là chúng thần Sơn, nơi thần linh hàng lâm, muốn chém thì chém được sao? Mạc Phàm không để ý đến An Hiểu Hiên, mà lấy một hạt châu to bằng nắm tay từ trong ngực ra, ném cho Ngao Thiên. Đây là yêu đan của Bát Kỳ Đại Xà, trải qua hắn dùng chân hỏa rèn luyện, bên trong đã không có một chút tạp chất. Hắn vốn định tự mình luyện hóa, nhưng phát hiện thứ này không hợp với công pháp hắn tu luyện. Ngao Thiên nhìn hạt châu này, trước mắt sáng lên, sau đó nhìn Mạc Phàm với vẻ khó hiểu. Mạc tiên sinh, cậu đây là... Lúc này Mạc Phàm đưa yêu đan của Bát Kỳ Đại Xà cho ông ta, chuyện này làm ông ta hơi khó hiểu. Lúc trước tôi đồng ý với Ngao Sương, chỉ cần cô ấy bảo vệ Giang Nam giúp tôi sẽ giúp cô ấy tiến vào thần cảnh, viên yêu đan này là đủ rồi, ông mang về cho Ngao Sương. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vẻ mặt Ngao Thiên lập tức sửng sốt, mãi mới phản ứng kịp. Yêu thú thần cảnh vốn không nhiều lắm. Giống Bát Kỳ Đại Xà yêu thú thần cảnh từ thời Thái Cổ để lại thì càng có thể ngộ không thể cầu. Bát Kỳ Đại Xà này có yêu đan thần cảnh, cho dù là ông ta cũng sẽ động tâm, chỉ cần ông ta luyện hóa lực lượng trong đó, chắc chắn thực lực của ông ta sẽ nâng cao một bước. Đổi lại là những người khác, cho dù dẫn tới chiến tranh cũng phải đoạt được tới tay. Dù sao yêu đan như vậy, rất có khả năng nghĩa là cao thủ thần cảnh. Nhưng Mạc Phàm lại đưa thứ chân quý như vậy cho con gái ông ta. Mạc tiên sinh có gì phân phó, cậu cứ việc nói, chỉ cần Ngao Thiên có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Ngao Thiên cung kính nói. Ông ta thân là Long Vương, nếu đến nước này còn không hiểu ý của Mạc Phàm, vậy ông ta sống uổng phí mấy ngàn năm rồi. Ông mang bọn họ về Hoa Hạ trước, tôi sẽ quay về sau. Môi Mạc Phàm khẽ mở, thản nhiên nói. Cái gì? Đám Tiểu Tuyết sửng sốt. Ngao Thiên cũng sửng sốt. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ, vậy mà Mạc Phàm bảo ông ta mang những người khác về Hoa Hạ. Mạc tiên sinh, một mình cậu tới chúng thần Sơn quá nguy hiểm rồi. Mắt Ngao Thiên khẽ đảo, lo lắng nói. Bọn họ cách chúng thần Sơn ít nhất cây số, nhưng khí tức trên chúng thần Sơn truyền đến, còn mạnh hơn vài lần thực lực của ABC Mây khi tới đỉnh phong. Nếu lại gần chút nữa, khí tức trên chúng thần Sơn khủng bố bao nhiêu? Tối qua Mạc Phàm mới xuất quan. Thân thể còn chưa khỏi hẳn, Mạc Phàm lại bảo ông ta rời đi. Anh, đảo này nhìn rất lợi hại, em đi với anh. Tiểu Vũ bĩu môi nói. Tiểu Vũ mới mở miệng, Tiểu Ngọc và Tiểu Khương Nguyệt cũng nói theo. Chúng con cũng muốn đi cùng sư phụ. Nguy hiểm sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn chúng thần Sơn một cái, cười nhạt một tiếng, sờ đầu Tiểu Vũ. Nếu chúng thần Sơn này thật sự nguy hiểm như vậy, anh sẽ quay về với mọi người. Nhưng rõ ràng là đảo này không nguy hiểm như vậy. Không dễ dàng gì hắn mới đến bước này, sao có thể để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sở dĩ hắn cho Ngao Thiên yêu đan của Bát Kỳ Đại Xà, chỉ là hoàn thành lời hứa với Ngao Sương, không liên quan gì đến chúng thần Sơn, nếu hắn quay về với Ngao Thiên, hắn cũng sẽ đưa yêu đan cho Ngao Sương. Sở dĩ hắn bảo đám Tiểu Vũ quay về,
là vì không phải ai cũng có thể đi lên chúng thần sơn. Thay vì để bọn họ đợi, không bằng bảo bọn họ rời đi trước thông qua hải nhãn. Nếu luận về nguy hiểm, hoàn thành thứ thể châm càng nguy hiểm hơn chúng thần sơn này. Chuyện này, Ngao Thiên lộ ra do dự, nhìn về phía Tiểu Tuyết. Anh cẩn thận một chút, chúng em về trước. Tiểu Vũ suy nghĩ một lát nói. Trên thuyền các cô gái Bạch Gia khác đều là người bình thường, bọn họ ở đây cũng không giúp được gì, vẫn nên rời đi thì hơn. Anh sẽ, bắt đầu đi, Ngao Thiên. Ngao Thiên do dự một lát, vẫn mở hải nhãn ra, dù thuyền lái vào trong hải nhãn biến mất không thấy. Trên mặt biển mênh mông sương mù, Mạc Phàm đứng ở trên không, mắt sáng như đuốc nhìn chúng thần sơn lơ lửng. Thứ thể hoàn thành, còn chưa thử uy lực thế nào, mượn chúng thần sơn thử xem sao. Tiểu đảo lơ lửng vừa xuất hiện trên biển, cách nơi này không xa, trong một đám hạm đội đi với tốc độ cao. Trên chủ hạm, một tướng quân trên vai có hai sao nhanh chóng nhận được điện thoại. Chỉ trong phút chốc, vị tướng quân này tắt điện thoại, nhìn một đám thuộc hạ ở phía trong. Lập tức quay đầu, lái hạm đội tới gần đảo Long Nha. Lão đại, không phải chúng ta đến Đại Tây Dương chấp hành nhiệm vụ cấp SS sao, sao bỗng nhiên lại quay đầu vậy? Một người đàn ông nửa nằm trên ghế, mặc trang phục ngụy trang cả lơ phất phơ nói. Đối diện người đàn ông này là một người phụ nữ có làn da rất trắng, mặc trên người lễ phục thông thường, đang vuốt ve kính mắt. Không có nhiệm vụ nào cao hơn cấp SS sao? Bỗng nhiên nhiệm vụ thay đổi, chỉ có một khả năng, đó là có nhiệm vụ cấp cao ở gần đây. Cao hơn nhiệm vụ cấp SS sao? Tiểu Bạch cô nói đùa à, hay hôm nay uống nhầm thuốc rồi? Người đàn ông mặc trang phục ngụy trang không chấp nhận được cười nói. Cấp SS gần như đã là nhiệm vụ cấp cao nhất rồi, loại nhiệm vụ này không chỉ phải ít nhất 10 tu sĩ tiên thiên hay vũ khí tiên tiến tham dự, còn uy hiếp đến an nguy của một quốc gia. Hơn nữa chuyện này khẩn cấp đến trình độ nhất định, tất phải lập tức giải quyết. Giống như chuyện Resident Evil và gió bão toàn thế giới, mới có thể được định là nhiệm vụ cấp SS. Nếu có nhiệm vụ trên cấp SS, trừ phi là người ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu hay đại chiến thế giới. Tôi thấy là nhiệm vụ cấp SS xuất hiện biến cố, không cần chúng ta đi nữa, ở đảo Long Nha đợi mệnh lệnh. Người đàn ông mặc trang phục ngụy trang duỗi thắt lưng, nói tiếp. Tiểu Hắc, đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy, ở yên đợi mệnh lệnh sẽ không chọn đảo Long Nha. Một quan quân khác nói. Cho dù ở tại chỗ đợi mệnh lệnh, cũng phải đợi mệnh lệnh ở nơi gần nhiệm vụ cấp SS, sẽ không quay đầu về, lựa chọn một địa điểm không liên quan. Không phải là... Trong phòng, tiếng bàn tán vang lên, khoảng chừng 5 phút mới dừng lại. Nói xong chưa, vị tướng quân kia hỏi. Lúc này những người khác mới câm miệng, nhìn về phía vị tướng quân này. Nhiệm vụ cấp SS không có bất luận thay đổi gì, chúng ta phải đến đảo Long Nha là vì nơi đó có nhiệm vụ thần cấp, tất cả nhân mã đều xuất phát, trong nửa giờ sẽ tới, người nào đến muộn, xử trí theo quân pháp. Vị tướng quân kia lạnh lùng nói. Một câu đơn giản. Sắc mặt mọi người ở đây thay đổi. Cái gì? Nhiệm vụ thần cấp. Nhiệm vụ thần cấp trên nhiệm vụ cấp SS, bình thường đều liên quan tới cao thủ thần cảnh, mới có nhiệm vụ thần cấp. Nhưng trên địa cầu đã sớm không có cao thủ thần cảnh xuất hiện, khả năng tồn tại nhiệm vụ thần cấp gần như bằng không. Cho dù lần trước Mạc Phàm quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt cũng là nhiệm vụ cấp SS, lần này là... Có người tiến vào thần cảnh, hay là lão già kia xuất thế rồi? Chúng thần sơn xuất hiện trên biển Đông, hẳn là liên quan đến Mạc Phàm. Tướng quân giải thích, chúng thần sơn, Mạc Phàm. Mọi người không còn gì để nói. Điện chủ của thần điện ở chúng thần sơn có phải thần cảnh hay không bọn họ không biết, nhưng chúng thần sơn xuất hiện ở gần vùng biển quốc tế, đã đủ là nhiệm vụ thần cấp, vì quá đặc biệt rồi. Ngoài ra trên chúng thần sơn tụ tập mấy thế lực nổi tiếng thế giới, Thanh Bang, Phu Thần Giáo, Thứ Thần, Hắc Ám Giáo Đình. Những thế lực này bất luận là thế lực nào động, đều có thể khiến thế giới run rẩy. Những thế lực này cùng đối phó Mạc Phàm danh chấn thế giới, quả thật quan trọng hơn nhiệm vụ cấp SS. Còn ai có vấn đề gì không? Vị tướng quân kia hỏi. Đã không còn. Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng lái chiến hạm quay lại. Không lâu sau, hạm đội lái hết tốc độ tiến về phía đảo Long Nha. Cùng lúc đó, trên hải vực gần đó. Hạm đội quốc gia khác cũng lần lượt đạt được tin tức. Quân hạm và phi cơ trực thăng gần đó được các quốc gia điều động,
toàn bộ lái về phía đảo Long Nha. Không chỉ có vậy, bốn hệ thống định vị toàn cầu độc nhất vô nhị bên ngoài tầng khí quyển cũng chậm rãi chuyển động. Màn ảnh khổng lồ đều chĩa về phía hải vực gần đảo Long Nha, hình ảnh được phóng to, càng ngày càng rõ xuất hiện trước mắt một đám người. Trong thời gian ngắn, bầu không khí áp lực, khẩn trương lan tỏa toàn bộ thế giới. Mạc Phàm còn chưa đến chúng thần Sơn đã tìm Mạc Phàm hay chúng thần Sơn bị đánh bại, đều khiến cho cả thế giới thay đổi, chuyện như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Trên du thuyền, đám Ngao Thiên, Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết thông qua một thủy kính, nhìn Mạc Phàm đứng trên mặt biển với vẻ khẩn trương. Ích, xung quanh Mạc Phàm, sương mù nồng đậm bao trùm gần hết 10 dặm quanh đây, tiểu đảo lơ lửng như một đám mây cỡ lớn, cũng theo gió bay tới chỗ cách Mạc Phàm không xa, che khuất hơn nửa bầu trời. Trên tiểu đảo, hai người vươn người nhảy xuống dưới. Bùm, hai tiếng vang thật lớn vang lên, sóng biển văng tung tóe mấy chục mét cao, trong sóng biển lộ ra hai bóng người. Hai người một nam một nữ, đúng là Sentaiko Đại Thần Quan và Odea Zangtoku. Chẳng qua hôm nay Sentaiko không mặc kimono, mà thay bằng trang phục chiến đấu, bên hông là một trường kiếm màu lục. Dáng người nóng bỏng dưới bộ chiến y như được điêu khắc mà ra, diêm dúa lòe loẹt, quyến rũ và anh khí trên người tỏa ra bốn phía, có phong cách rất đặc biệt. Odea Zangtoku mặc chiến giáp màu đỏ thời cổ, bên hông là trường kiếm màu đỏ sậm, giống như tướng quân thời cổ. Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Sentaiko hơi nhếch môi, cười quyến rũ nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, ánh mắt nhìn về phía Sentaiko, lông mày lập tức nhướng lên, trong mắt hắn hiện lên vẻ hiểu ra. Không ngờ còn là trưởng lão Thanh Bang. Tươi cười trên mặt Sentaiko và Odea Zangtoku cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Odea Zangtoku cũng vừa mới biết thân phận khác của Sentaiko không lâu, Mạc Phàm vừa nhìn là biết thân phận của Sentaiko. Nhất là Sentaiko, cô ta xem không ít video clip về Mạc Phàm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm đoán được cô ta là đại thần quan còn chưa tính, vậy mà biết cô ta là trưởng lão của Thanh Bang. Vậy mà Mạc tiên sinh biết về Sentaiko, đúng là khiến Sentaiko vô cùng vinh hạnh. Sentaiko hơi cúi thấp người, cười nói. Cô vinh hạnh hơi sớm rồi đó. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sở dĩ hắn biết Sentaiko, là vì kiếp trước Sentaiko đại diện cho Thanh Bang đi khám bệnh cho Dạ Tình. Bởi vì lúc ấy hắn cũng có mặt, đúng lúc gặp được Sentaiko. Nhưng nói như vậy, thì mọi chuyện đều rõ ràng hết cả rồi. Hình như Mạc tiên sinh vẫn đang rất tin tưởng, khiến tôi có cảm giác chúng tôi sắp thua rồi. Sentaiko cũng không tức giận, vẫn cười như trước hỏi. Các người thua hay không là chuyện của các người, tôi đã đến đây rồi, bây giờ các người có thể nói, các người có thể khiến tôi hối hận thế nào? Mạc Phàm nheo mắt, lạnh như băng hỏi. Lúc trước hắn dùng đại diễn ma âm khống chế Odea Zangtoku, chỉ biết được một chữ Long. Chỉ có bốn chữ Long có quan hệ với hắn, Long Tổ, Long Nhược Tuyết, Long Nữ Ngao Sương, còn lại là Long Hoa Hội thủ đô. Long Tổ và Long Hoa Hội đều không có gì phải lo lắng, chỉ còn lại Long Nhược Tuyết và Long Nữ Ngao Sương. Bên phía Ngao Sương hắn đã bảo Ngao Thiên quay về, hẳn là không xảy ra vấn đề gì, vậy chỉ có thể là nha đầu Long Nhược Tuyết này. Tuy hắn đã rời khỏi Long Tổ, nhưng chỉ cần là thuộc hạ của hắn, người khác không thể động vào. Nghe lời Mạc Phàm nói, cười mỉa xuất hiện trên mặt Sentaiko và Odea Zangtoku. Chuyện này sao? Hai người nhìn thoáng qua nhau, còn chưa mở miệng, một giọng nói chói tai truyền từ trên tiểu đảo đến. Mạc tiên sinh, nếu đã đến đây rồi, còn chưa lên sao? Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa nói, hai bóng người lập tức xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hai người kia không phải ai khác, một người là Dạ Vô Nhai hội trưởng của Long Hoa hội. Người còn lại đúng là Tu La, người vừa nói chuyện là anh ta. Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái, rời mắt nhìn Sentaiko lần nữa. Hội trưởng của Long Hoa Hội cũng ở đây là chuyện các người khiến tôi hối hận sao? Tam thư và tam thánh bút của Long Hoa Hội bị Mạc tiên sinh cướp đi, đương nhiên không phải là quân bài chưa lật của chúng tôi, nếu Mạc tiên sinh muốn biết, vậy Sentaiko cũng không giấu nữa, lúc này không chỉ hội trưởng Dạ đến chúng thần Sơn. Dạ đại tiểu thư và nha hoàn bên cạnh cô ấy cũng ở đây, hơn nữa nghi thức của Dạ đại tiểu thư và vương tử Carter sắp bắt đầu rồi. Sentaiko thở dài, tiếc hận nói.
nghi thức của Dạ Tình và Carter. Mạc Phàm nhíu mày, trong đôi mắt sắc bén tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn Dạ Vô Nhai đứng ở chỗ cao chúng thần sơn. Hắn biết rất rõ nghi thức của Carter, là thông qua hiến tế người bên cạnh mình để đạt được chúc phúc. Lúc trước Carter muốn bắt Tiểu Tuyết, thần điện cầu thân Bạch Gia, đều là muốn lấy Tiểu Tuyết làm tế phẩm. Sau khi chuyện này bị hắn ngăn chặn, không ngờ vận rủi lại hàng lâm người Dạ Tình. Không chỉ thần điện lấy Dạ Tình làm tế phẩm, thân là cha Dạ Tình, vậy mà lúc này Dạ Vô Nhai còn đứng bên chúng thần sơn. Sở dĩ Dạ Tình trở thành tế phẩm, không thể nói là không có một tay của Dạ Vô Nhai. Thần điện, Dạ Vô Nhai. Phẫn nộ hiếm khi xuất hiện tràn đầy trong lòng hắn, giống như núi lửa phun trào tràn ra bên ngoài. Xung quanh kình phòng như đao lập tức nổi lên, sóng biển điên cuồng, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Kiếp trước nếu không nhờ Dạ Tình cứu hắn, đã không có hắn hiện giờ. Cô gái rất quan trọng với hắn, lại bị người ta dùng để hiến tế. Các người bắt Dạ Tình không chỉ vì hiến tế, còn muốn để tôi đến chúng thần sơn đúng không? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, trầm giọng nói. Trên chúng thần sơn này có không dưới 20 cường giả, còn có trận pháp cấm ma và chuyên đối phó tu sĩ. Ở tu chân giới mấy thứ này đều là ma tộc chuyên dùng để đối phó tu sĩ cường đại. Một khi tu sĩ tiến vào nơi như vậy, thực lực 10 phần mà phát huy ra được 3 phần đã không tệ rồi, 100 tu sĩ đi vào, không hơn một người còn sống đi ra. Đa số tu sĩ cường đại ở tu chân giới chết trong tay ma tộc, đều chết ở nơi này. Cho nên bình thường gặp phải nơi như vậy, mọi người đều lựa chọn tấn công bên ngoài, đi vào trong kết giới chẳng khác nào tử vong. Chuyện gì cũng không thể gạt Mạc Tiên Sinh thật sự quá mạnh, chúng tôi chỉ có thể dùng chút thủ đoạn hạ lưu đối phó Mạc Tiên Sinh, Mạc Tiên Sinh có lên hay không? Sen Tai Cô không cảm thấy thẹn, trái lại cười đắc ý nói. Mạc Tiên Sinh, nếu cậu không đi lên, có khả năng không gặp được Dạ Tình tiểu thư nữa rồi. Odea Giang Tô Cô lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, cười nói. Hai người vừa nói xong, trên một kiến trúc ở giữa chúng thần sơn, một cột sáng mấy người ôm không hết phóng thẳng lên trời, cắm vào trong bầu trời. Cột sáng này vừa đến bầu trời không lâu, giống như đội lên cuối chân trời. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, bầu trời giống như bị chọc thủng, năng lượng màu trắng như thác nước 3.000 trượng từ cột sáng rơi thẳng xuống, rơi lên chúng thần sơn. Lực lượng thánh khiết, khủng bố lập tức chút xuống, giống như thế giới bình thường có thần linh sắp hàng lâm. Dưới lực lượng này, sương mù tràn ngập biển rộng không còn sót lại gì. Nước biển 10 dặm quanh chúng thần sơn giống như sợ hãi lực lượng này, nhao nhao tản ra 4 phương 8 hướng, hình thành một vùng đất tương tự đáy biển. Hải vật trong nước biển giống như điên rồi, nhanh chóng bơi về phía đáy biển và bơi đi xa, rời xa nơi thị phi này. Cho dù là hạm đội gần đảo Long Nha cách 10 hải lý, người đứng trước màn hình cũng có thể cảm nhận được lực lượng lớn mạnh này. Đây là... Trong đó trước một màn hình, một người đàn ông châu Âu trẻ tuổi nhìn lực lượng từ trên trời giáng xuống, khiếp sợ nói. Chúng thần ban ân, hơn nữa không phải chúng thần ban ân bình thường. Một lão giả ở bên cạnh nhíu mày nói. Hàng năm đều có không ít người khổ tu ở chúng thần sơn, tiếp nhận chúng thần ban ân. Dựa theo khổ tu mà mỗi người trải qua, tiềm lực và tế phẩm khác nhau, sẽ được ban ân khác nhau. Đa số mọi người khi được ban ân đều chỉ là một đạo sáng rất nhỏ. Có một số người thì không nhìn ra, thế trận lớn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Chỉ sợ lại có một cao thủ thần cảnh sắp xuất hiện, chuyện hôm nay càng thêm phiền phức rồi. Lão giả kia nói, lúc này cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng có thể biết chắc chắn tiếp nhận chúng thần ban ân là vương tử Carter của thần điện. Trước khi Carter tiếp nhận chúng thần ban ân, đã đến cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, thực lực chỉ dưới điện chủ của thần điện. Lần này Carter tiếp nhận ban ân còn khủng bố hơn lần trước, lực lượng mạnh như vậy tuyệt đối sẽ đến thần cảnh. Một chúng thần sơn hội tụ nhiều cao thủ như vậy, cho dù không có điện chủ của thần điện đều rất khó đối phó. Hiện giờ Carter sắp tấn chức thần cảnh, thế cục gần như nghiêng về một phía. Lập tức báo lên trên, chuyện này lại thăng cấp, có thần cảnh sắp xuất hiện. Trên quân hạm, vị tướng quân kia vội nói. Đây là cao thủ thần cảnh. Mỗi một cao thủ thần cảnh xuất hiện tương đương với một quốc gia nghiên cứu chế tạo ra vũ khí hạt nhân. Lập tức kết nối điện thoại với Tổng thống. Lập tức khởi động kế hoạch A. Một loạt cuộc gọi được kết nối, rất nhanh thông qua, truyền tin tức ra ngoài, một loại biện pháp ứng phó được khởi động.
Sự kiện này đã khiến cấp cao thế giới sôi trào không thôi, giống như bỏ một lọ axit sulfuric đậm đặc vào trong nước sôi, bọt nước văng tung tóe. Lúc thế giới sôi trào, Sentaiko và Oda Zantoku nhìn thoáng qua thác nước từ trên trời rơi xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra tươi cười đắc ý. Mạc tiên sinh, xem ra đã bắt đầu tế tự rồi, hơn nữa tác dụng còn rất tốt, cậu định lo lắng lúc nữa, hay theo chúng tôi tới chúng thần sơn, nếu cậu còn đợi lát nữa, Sentaiko tôi không phụng bồi rồi. Sentaiko cười hỏi. Mạc Phàm nhìn cột sáng này, sắc bén trong mắt lại lạnh vài phần. Những người khác biết cột sáng này, tất nhiên hắn cũng không lạ gì. Ở ma giới, ma tộc cũng dùng phương thức như vậy đạt được lực lượng, chẳng qua so với dị tượng ma tộc đạt được, quả thực nơi này yếu muốn chết. Nếu dị tượng ma tộc tiếp nhận ban ân tựa như tinh hà nhật hạ, nơi này chỉ như chảy nhỏ giọt từ vách núi xuống, vốn dĩ không có mấy lượng. Oda Zantoku thấy Mạc Phàm vẫn không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên cười đùa. Mạc tiên sinh, theo tôi được biết quan hệ giữa cậu và Dạ Tình tiểu thư không giống bình thường, thế nào, cậu không đi cứu cô ấy à? Nếu cậu không cứu cô ấy, vậy có lẽ cô ta không cứu được thật rồi, cô gái hoa hạ ưu tú như vậy mà chết trẻ, đúng là đáng tiếc. Vẻ mặt Oda Zantoku đầy tiếc hận nói. Ông ta đến chúng thần sơn trước, thấy được Dạ Tình được coi là tế phẩm đặt lên giàn tế. Dạ Tình toàn thân áo cưới, phong cách khác hoàn toàn với Sentaiko, nhưng tuyệt đối là người phụ nữ khiến tất cả đàn ông không thể quên. Cho dù là ông ta từng chơi đùa vô số phụ nữ, trong đó có không ít nữ minh tinh, siêu mẫu, cũng không thể tìm được mấy người so được với Dạ Tình. Mạc Phàm nắm chặt tay, vẫn không nói gì. Oda Zantoku thấy Mạc Phàm còn đang do dự, trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng. Tôi vốn tưởng rằng Mạc tiên sinh là người vì bạn bè mà có thể giúp bạn không tiếc mạng sống, không ngờ Mạc tiên sinh cũng có tư tâm, tình nguyện nhìn bạn có quan hệ vô cùng thân thiết với mình bị người ta lấy làm vật phẩm hiến tế, cũng không chịu đi cứu, nếu chuyện này để Dạ Tình tiểu thư biết, nhất định Dạ Tình tiểu thư sẽ vô cùng thất vọng, thôi, chúng ta đi thôi, tôi thấy Mạc tiên sinh sẽ không đến chúng thần sơn đâu. Oda Zantoku nói, trong mắt hiện lên trêu tức. Chỉ cần Mạc Phàm lên chúng thần sơn, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện ông ta phải làm, là khiến Mạc Phàm lên chúng thần sơn. Nói xong ông ta xoay người muốn rời đi với Sentaiko. Đi sao? Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt như đao quang chiếu ra. Dưới chân hắn vừa động, cành hoa xuất hiện. Sắc mặt Sentaiko và Oda Zantoku thay đổi, không đợi hai người phản ứng kịp, Mạc Phàm đã đến trước người bọn họ. Một tay Mạc Phàm vươn ra, ánh sáng chiếu lên người hai người trực tiếp xách Oda Zantoku lên, giống như xách một con gà. Bên cạnh, trường đao bên hông Sentaiko chỉ ra khỏi bao được một tấc, cuối cùng không rút ra được, cô ta đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ đang ở trong phạm vi bảo vệ của chúng thần sơn, tuy lực lượng kết giới ở đây không bằng trên núi chúng thần sơn, nhưng đủ phòng được vũ khí tiên tiến. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ dám làm sứ giả. Ai biết kết giới ở đây không là gì với Mạc Phàm. Oda Zantoku, ông cho rằng những lời này của ông có thể ảnh hưởng đến tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Chỉ là khích tướng cũng muốn chơi trước mặt hắn, Oda Zantoku có chút thông minh, nhưng chỉ có một chút, trăm năm qua hắn từng thấy rất nhiều người thông minh, chút đó của Oda Zantoku không là cái thá gì. Trình độ thông minh như vậy cũng muốn chơi đùa trước mặt hắn, quả thực là muốn chết. Tay hắn khẽ nắm chặt, âm thanh răng rắc lập tức phát ra từ cổ Oda Zantoku, trong chớp mắt mặt Oda Zantoku đỏ bừng. Ảnh hưởng đến Mạc tiên sinh thì chưa đến mức, chỉ cần có thể khiến Mạc tiên sinh lên chúng thần sơn, nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành, khà khà. Oda Zantoku bị Mạc Phàm nhấc lên như vậy, không chỉ không tức giận, trái lại nghiến răng cười nói. Hiện giờ ông ta rất muốn thấy Mạc Phàm tức giận. Nếu Mạc Phàm không tức giận sẽ khiến ông ta nghĩ Dạ Tình không quan trọng với Mạc Phàm, vậy kế hoạch của bọn họ thất bại rồi. Nhưng Mạc Phàm có phản ứng lớn như vậy, đủ để nói quan hệ giữa Mạc Phàm và Dạ Tình, như vậy đủ rồi. Khiến tôi lên chúng thần sơn, ông cảm thấy có thể giết tôi sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi, giọng nói lạnh như băng giống như truyền từ trong đầm băng vạn năm ra. Có thể hay không, chỉ cần Mạc tiên sinh đi lên thì biết. Oda Zantoku tôi vẫn nói câu đó, nếu như ngay cả lực lượng như vậy không giết được Mạc tiên sinh, vậy tôi chết dưới tay Mạc tiên sinh thì không thể trách ai.
Oda Zantoku cười mỉa nói. Ông ta từng thấy sự đáng sợ của Mạc Phàm, vốn hơi dao động, nhưng từ khi đến Chúng Thần Sơn, ông ta không nghi ngờ chuyện có thể diệt Mạc Phàm. Không nói đến vô số cao thủ trên Chúng Thần Sơn, chỉ riêng không gian cấm ma, kết giới khắc chế tu sĩ, trận pháp tấn công vô cùng cường đại đã khiến ông ta tin chắc. Ở dưới những kết giới, không gian đặc biệt, vậy mà thực lực tiên thiên đỉnh phong của ông ta đều không còn, không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Mạc Phàm đáng sợ mấy, đến Chúng Thần Sơn cũng không khác người thường. Đến lúc đó bọn họ không bị không gian áp chế, bất luận là ai đều ngược Mạc Phàm như ngược chó. Mạc Phàm không chỉ không cứu được Dạ Tình, ngay cả mình cũng chết ở Chúng Thần Sơn. Vậy sao, được lắm, vậy để tôi xem lúc đó ông còn ung dung như bây giờ không. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn Oda Zantoku, nói từng chữ. Từng chữ đều như châu ngọc rơi xuống khay bạc, nói năng có khí phách. Như vậy mà muốn đối phó hắn, nếu trên núi là một số ma tộc ở ma giới có lẽ còn được, nhưng trên đó chỉ là một đám gà đất chó kiểng, hắn rất muốn nhìn xem đám người này làm gì được hắn, cũng xem đám người này làm gì Dạ Tình. Muốn tiến hành nghi thức hiến tế trước mặt hắn, cho dù là nghi thức mà hoàng tộc ma tộc tổ chức, y tiên bất tử hắn cũng khiến bọn họ không chiếm được gì, trái lại phải trả cái giá thật đắt. Nói xong tay hắn hơi dùng lực, giống như ném con chó chết đi, một tay ném Oda Zantoku sang một bên. Trên cổ Oda Zantoku, một phù văn lóe lên rồi biến mất. Oda Zutoku xoa xoa cái cổ đau nhức, cười chui từ trong nước biển ra. Tôi cũng muốn nhìn xem Mạc tiên sinh đến Chúng Thần Sơn, còn có thể hoành hành ngang ngược hay không. Khi nói chuyện, trong đôi mắt hung ác nham hiểm của ông ta lóe lên chờ mong. Không phải bây giờ Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, đợi đến Chúng Thần Sơn, xem Mạc Phàm sẽ có biểu cảm gì. Không phải Mạc Phàm ngược ông ta như chó sao, đợi đến Chúng Thần Sơn ông ta sẽ trả Mạc Phàm nghìn lần. Đợi diệt Mạc Phàm, lại đến Giang Nam hủy trang viên Mạc gia còn thảm hại hơn nhà Oda ông ta gấp 1000 lần, để Mạc Phàm biết kết cục đắc tội nhà Oda bọn họ. Mạc Phàm không để ý đến Oda Zantoku, tuy Oda Zantoku là gia chủ nhà Oda, uy danh truyền xa ở Nhật Quốc. Nhưng ở trong mắt hắn, Oda Zantoku không khác gì tên bảo vệ canh cửa. Người như vậy kêu gào, vốn dĩ không cần để ý, vì một người đứng trên đám mây sẽ không để ý một con kiến trên đất kêu gào, hiển nhiên là không cần thiết. Tay hắn vung lên, nước biển dưới chân lập tức nghiêng về phía thiên không, hình thành một cây cầu thủy tinh ở trong không trung, nối từ biển rộng đến Chúng Thần Sơn. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, giơ chân lên bậc thang. Nếu những người này muốn hắn đến Chúng Thần Sơn, vậy thì lên xem có ai, cũng để những người này nhìn xem Chúng Thần Sơn có thể làm gì hắn. Oda Zantoku thấy Mạc Phàm bước từng bước lên không trung đến Chúng Thần Sơn, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như nhìn thấy Mạc Phàm bị ông ta dẫm dưới chân. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đi thôi. Oda Zantoku cười nói. Ông ta dậm chân, cột nước như suối phun hướng ra mặt biển, mang theo ông ta đến Chúng Thần Sơn. Trên Chúng Thần Sơn, Tu La và Dạ Vô Nhai nhìn Mạc Phàm đạp bậc thang mà đến, khóe miệng cũng cong lên cười mỉa. Đi thôi, chúng ta sắp báo thù được rồi. Tu La cười nói. Với thực lực của Mạc Phàm, không có khả năng không nhìn ra được kỳ lạ ở Chúng Thần Sơn, vậy mà Mạc Phàm còn dám tới. Không phải Mạc Phàm quá kiêu ngạo, thì quá nặng tình cảm, đây đều là biểu hiện ngu ngốc, cũng là kết quả bọn họ muốn. Mạc Phàm vừa đến Chúng Thần Sơn, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hai người cũng xoay người đến Chúng Thần Sơn. Trên mặt biển, vẻ mặt Sentaiko vô cùng lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm, trong mắt hiện lên nghi ngờ. Đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ nhếch lên, giống như muốn nói gì đó, nhưng dừng lại. Một tay cô ta kết thành lan hoa chỉ, một cơn gió thổi lên dưới chân cô ta, bao phủ bóng người cô ta ở bên trong, gió mạnh biến mất, cô ta cũng biến mất khỏi mặt biển. Không lâu sau, Mạc Phàm đến Chúng Thần Sơn, quang bích ngũ sắc chắn trước người hắn. Bên trong quang bích là một vùng mặt cỏ xanh biếc, không biết vì nguyên nhân gì, những cây cỏ này như bảo thạch xanh biếc tỏa ra hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời. Giữa mặt cỏ là đá cẩm thạch màu trắng trải thành con đường nhỏ. Phía cuối con đường là cổng vòm màu trắng theo phong cách châu Âu xây trên lối vào. Trên cổng vòm, ba văn tự ma tộc Chúng Thần Sơn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bên trong cổng vòm là con đường núi thông thẳng tới núi.
Hai bên đường có một pho tượng thạch đứng hai bên, mỗi một pho tượng đều có biểu cảm và gương mặt khác nhau, giống như một đám người đứng ở đó. Mạc Phàm chỉ nhìn lướt qua, sau đó tiến vào trong vầng sáng ngũ sắc, đi dọc đường núi đến một cái sân rất rộng. Cái sân này khoảng chừng trên vạn mét vuông, giống như gọt sạch đỉnh núi, trên đất tràn đầy ma văn. Tiếp lên trên là một thần điện theo phong cách châu Âu, đạo bạch quang trùng thiên kia là bắn ra từ cung điện ở giữa thần điện. Bốn phía sân được bốn ngọn núi bao quanh, bốn ngọn núi được điêu khắc thành bốn thiên sứ cầm kiếm. Rõ ràng chỉ là tượng, nhưng trông rất sống động, khiến cho người ta có cảm giác áp bách khó mà nói rõ, giống như bốn pho tượng này đều là thiên sứ thẩm phán nắm giữ vận mệnh thẩm phán chi kiếm đứng ở đó. Mạc Phàm vừa đến sân, từng đôi mắt nhìn về phía hắn. Mạc Phàm, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Một người đàn ông mặc áo kiểu tôn trung sơn màu xanh thản nhiên nói. Mạc Phàm nhìn người vừa nói, một đám người lọt vào tầm mắt hắn. Cùng lúc đó, một số người thông qua vệ tinh và thiết bị khác cũng thấy người đứng trên sân. Người nói chuyện là Thanh Long bang chủ của Thanh bang sao? Có người nhìn màn hình nói. Thanh Long là bang chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thanh bang, khi thành bang chủ Thanh bang chỉ mới 25 tuổi, trước đó Thanh Long chỉ là một học sinh bình thường. Nếu luận về thiên phú, có lẽ Thanh Long kém hơn Mạc Phàm một chút, nhưng không kém quá xa. Phải biết rằng Thanh bang là bang phái đứng đầu thế giới, không chỉ có trên 10 vạn người, còn có cao thủ như Vạn Thiên Tuyệt, Thiên Thành Diệt. Có lẽ các trưởng lão dưới tay ông ta không thể so được với Vạn Thiên Tuyệt, nhưng nhất phái tông sư tồn tại, không phải có thể khống chế dễ dàng như thế. Thanh Long là một thanh niên 25 tuổi, đã có thể khống chế cả một bang phái, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thủ đoạn, nhất định phải có thực lực khủng bố. Tuy chưa ai từng thấy Thanh Long ra tay, nhưng có lời đồn thực lực của Thanh Long không kém Vạn Thiên Tuyệt. Không chỉ Thanh Long, những người bên cạnh ông ta đều không tầm thường. Sắc mặt một người khác khó coi nói. Cái gì, cả Thanh bang dốc toàn lực sao? Có người hít vào một hơi khí lạnh nói. Rất nhanh ông ta nhận ra người bên cạnh Thanh Long, Đường Ngạo Khôn đại trưởng lão đương nhiệm của Thanh bang, Đao Thần Vô Địch nhị trưởng lão đương nhiệm của Thanh bang, Thanh bang. Lần này không chỉ có Thanh Long tự mình ra tay, các trưởng lão còn lại của Thanh bang cũng có mặt, thế trận này bất luận đặt ở đâu, đều khiến cho thế giới oanh động. Mấy người kia là ai thế? Một cô gái tóc vàng chỉ một nơi khác, một lão giả ẩn toàn thân ở trong sương mù. Cô ta không nói thì không có ai để ý, cô ta vừa chỉ lập tức không ít người nhìn qua. Lão giả này mặc trên người trang phục dị tộc màu đen, cả khuôn mặt đều giấu trong mũ. Toàn thân ông ta là hắc khí lượn lờ, tay cầm long trượng màu đỏ sậm cao cỡ một người, trên ngón tay gầy khô chỉ còn lại lớp da là chiếc nhẫn đủ màu sắc. Theo gió núi thổi qua, ông ta giống như có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng một người như vậy, lại khiến sắc mặt không ít người thay đổi. Đây là Vu Thái Âm, một vị vu chủ của Vu Thần Giáo trước đó, không phải ông ta đã chết rồi sao, sao có thể xuất hiện ở đây? Một lão giả châu Âu tuổi già sức yếu vô cùng khiếp sợ nói. Vu Thái Âm là sư phụ của vu chủ bị Mạc Phàm giết, cũng là vu chủ trước đó. Nếu chỉ là vu chủ thì không có gì, nhưng ông ta là vu chủ rất có thiên phú gần 500 năm qua. Chưa tới 30 tuổi đã tu truyền thừa của Vu Thần Giáo đạt tới đỉnh phong. Còn luyện được phu thể gần mấy trăm năm không xuất hiện. Lúc ông ta trở thành vô chủ, gần như không ai dám trêu chọc Vu Thần Giáo, cũng chính vì tồn tại của ông ta, thế lực Vu Thần Giáo gần như có ở khắp nơi. Nhưng dựa theo tin tức bọn họ đạt được, Vu Thái Âm vì luyện hóa thất bại Vu Tổ Hỏa trong truyền thuyết, bị Vu Tổ Hỏa thiêu chết. Đến bây giờ đã 30 năm không có tin tức của Vu Thái Âm. Bọn họ biết Vu Thần Giáo cũng có mặt, nhưng không ngờ người xuất hiện ở chúng thần sơn là lão nhân biến mất đã lâu. Nhanh di chuyển hình ảnh, nhìn xem còn ai không. Có người vội vàng nói. Hình ảnh được di chuyển, chiếu về phía một lão giả. Lão giả này mặc trang phục thích khách cổ xưa, cầm trong tay một đoạn kiếm, máu tươi nhỏ từng giọt từ đoạn kiếm ra. Mỗi một giọt chảy ra, trên người ông ta sẽ có một hư ảnh bay ra, hư ảnh hấp thu giọt máu chảy ra, lại biến mất vào trong cơ thể lão giả này. Đây là huyết kiếm tát khắc, một đời thứ thần trước. Hình ảnh lại di chuyển, một người đàn ông tuổi ngang với Mạc Phàm xuất hiện trên màn hình. Người thanh niên này mặc tay trang màu trắng, biểu lộ dáng người cao gầy của anh ta. Khuôn mặt anh Tuấn không kém nam minh tinh chút nào, trái lại còn anh Tuấn hơn nhiều,
nhất là đôi mắt mê người kia, giống như có thể nói, tinh quang chớp lóe bên trong. Đó là vương tử Camon của Hắc Ám giáo đình, có danh xưng là Hắc Ám chi tử. Ngoại trừ Tát Khắc và Camon ra, một số người khác cũng được nhận ra. Cự thần Nóc của gia tộc Wiki, xét tiên sinh một thế hệ kiếm thần phương Tây, những người này bất luận là ai, đều danh chấn thế giới. Mọi người nhìn một vòng người ở chúng thần sơn, không một ai nói được nên lời. Chuyện này, đây là chúng thần tề tụ sao? Thích Khách, cự thần, kiếm thần, Vu Thái Âm đều có danh hiệu vu thần, tuy Hắc Ám giáo đình Hắc Thần chi tử, Thanh Long và một đám người khác chưa tới phong thần, nhưng không kém bất luận người nào ở đây, đều nổi tiếng trên thiên bảng. Ngoài ra còn có điện chủ của thần điện chưa lộ diện, thực lực thì càng khỏi phải nói, không khác chúng thần tề tụ mấy. Đội hình này đúng là đáng sợ, Mạc Phàm chui đầu vô lưới rồi. Có người lau mồ hôi trên trán nói. Những người này tụ tập một chỗ, mượn lực lượng kỳ diệu ở chúng thần sơn, bọn họ có thể diệt một đại quốc hiện giờ, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Lần này Mạc Phàm xong đời rồi, quá tuyệt vời, khà khà. Trước màn hình, một người đàn ông châu Âu mỉm cười nói. Sự tồn tại của Mạc Phàm đối với các quốc gia ngoài Hoa Hạ mà nói, tuyệt đối là uy hiếp. Nếu có thể diệt trừ, là một chuyện tốt đối với bọn họ. Dù sao Mạc Phàm là tu sĩ cường đại như vậy, sử dụng với vũ khí tiên tiến, có thể khiến quốc gia đối thủ bị diệt vong, nếu không sẽ trở thành uy hiếp, giống như tông môn ẩn thế ở Hoa Hạ. Tông môn ẩn thế liên lụy đến rất nhiều, bình thường bọn họ không màng thế sự còn đỡ, một mình Mạc Phàm đã tạo thành uy hiếp, nên không thể để cậu ta còn sống. Trưởng quan, tôi nghĩ những thứ chúng ta chuẩn bị không cần dùng nữa rồi. Một sĩ quan phụ tá cười đắc ý nói. Vốn vì phòng ngừa chúng thần sơn không đối phó được Mạc Phàm hay Mạc Phàm chạy trốn, bọn họ chuẩn bị vũ khí tiên tiến, nếu không sẽ không tuyên chuyển lượng lớn tài nguyên đến đây. Đội hình như vậy, không cần vũ khí tiên tiến rồi. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng liếc một vòng, đoán ra gần hết thân phận của những người ở gần đây. Xem ra tất cả đều đến rồi. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, nói. Ngoài trừ người của thần điện không có mặt trên sân ra, Thanh Bang, Vu Thần Giáo, Hắc Ám Giáo Đình, Long Hoa Hội, gia tộc Wiki, nhà Miyamoto, những thế lực có ân oán với hắn đều ở đây hết. Mạc tiên sinh, ở đây tụ tập nhiều người như vậy, cậu còn di ngôn gì? Oda Zangtoku cười mỉa nói. Cho dù không có không gian cấm ma và kết giới, chỉ riêng người ở đây cũng đủ đối phó Mạc Phàm. Di ngôn, muốn để lại di ngôn, nhất định phải lấy ra thứ gì đó đổi mới được, ví dụ như công pháp. Vương tử Camon của Hắc Ám giáo đình khẽ nhếch miệng, cười quỷ dị nói. Công pháp sao? Mạc Phàm nhìn một vòng, ánh mắt nhìn về phía thần điện trên núi, tế tự đang tiến hành ở đó. Mạc Phàm, chỉ cần cậu giao công pháp tu luyện của mình và bí pháp phá giải thiên mộ cho chúng tôi, còn thề người Mạc gia cậu vĩnh viễn sẽ không là địch với chúng tôi, nếu không Mạc gia cậu sẽ không chết tử tế, có lẽ chúng tôi còn tha cho cậu một mạng, thù oán giữa Vu Thần giáo tôi và cậu xóa bỏ từ đây. Vu Thái Âm lạnh lùng nói. So với giết Mạc Phàm, vô số công pháp trên người Mạc Phàm càng mê người hơn. Nếu có thể lấy được những công pháp này, nhất là đối với ông ta gần dầu hết đèn tắt, không còn gì tốt hơn, đây là mục đích hôm nay của ông ta. Còn chuyện hủy Vu Thần giáo, ông ta không để ở trong lòng. Các người thì sao, cũng có quyết định này à? Mạc Phàm không thèm nhìn Vu Thái Âm, ánh mắt vẫn nhìn đạo quang trụ kia, không nóng không lạnh nói. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người trước màn hình mỉm cười. Mạc Phàm muốn đầu hàng sao? Không đầu hàng cũng không được, cho dù là thần cũng sợ muốn chết, huống chi Mạc Phàm còn là người. Một người khác cười nói. Sắc mặt người trong quân hạm Hoa Hạ và đám Ngao Thiên đều khó coi. Lần này không hay rồi, không phải Mạc tiên sinh bị lực lượng ở chúng thần sơn trói buộc đấy chứ? Không phải là không có khả năng, chúng thần sơn có thần linh chúc phúc thất trọng. Trong đó nhất trọng có được năng lực khiến tu sĩ suy yếu, càng đi sâu vào trong, loại lực lượng này càng mạnh, nếu không được thần điện cho phép, đến trung tâm của thần điện, cho dù là tiên thiên tông sư cũng sẽ như người bình thường. Vị tướng quân kia thận trọng nói. Vậy chúng ta có thể làm gì không? Tham mưu trưởng bên cạnh tướng quân hỏi. Dùng vũ khí tiên tiến cũng như vậy. Vị tướng quân kia nhíu mày nói. Phàm là thứ tấn công chúng thần sơn đều sẽ suy yếu. Đây là vì chúc phúc,
nghe nói được thần linh khắc lên trên thần bia trong thần điện, không chỉ có tác dụng với con người, vũ khí của bọn họ cũng như vậy. Chuyện này, tham mưu kia nắm chặt tay, không nói gì nữa. Trên du thuyền, Tiểu Vũ nắm lấy quần áo Tiểu Tuyết. Chị dâu, anh em không? Tiểu Vũ nói một nửa, thì không nói tiếp nữa. Cô đã là tiên thiên tông sư, cũng tu luyện diễn thiên thần quyết, thông qua thủy kính có thể nhìn ra khí tức trên người Mạc Phàm rất yếu, còn yếu hơn khi giết chết AB Xây Mây. T. Dên sân, những người còn lại đều nhếch miệng. Từ trước đến nay thanh bang chúng tôi đều dĩ hòa vi quý, nếu Mạc tiên sinh đồng ý với điều kiện của Vu lão, chuyện cậu giết ba trưởng lão của thanh bang chúng tôi cũng có thể xóa bỏ. Thanh Long nói, chúng thần sơn có ma lực cường đại, ông ta không hề cảm thấy Mạc Phàm không có bất luận năng lực gì chống cự. Một khi ra tay, tất nhiên sẽ có tổn thất, thanh bang bọn họ đã tổn thất đám Vạn Thiên Tuyệt, có thể giải quyết trong hòa bình thì tốt, ông ta không muốn tổn thất nữa. Chỉ cần Mạc tiên sinh có thể đỡ một kiếm của tôi, gia tộc Uy Kỳ chúng tôi không có ý kiến. Xét tiên sinh vươn một tay ra, một thanh đại kiếm xuất hiện trong tay ông ta, được ông ta cắm trên đất, lạnh lùng nói. Nếu ca đồ đệ của ông ta bị Mạc Phàm dùng kiếm giết chết, vậy ông ta dùng một kiếm trả lại. Tôi sao, nếu Mạc tiên sinh quỳ xuống với tôi, còn thề không bước vào Nhật Quốc nửa bước, tôi sẽ suy xét một phen không hủy trang viên Mạc ra, nếu không có khả năng không ai nghe được di ngôn của cậu rồi. Oda Zangtoku cười âm hiểm nói. Ngụ ý không thể rõ ràng hơn. Nếu Mạc Phàm không đồng ý, không chỉ Mạc Phàm phải chết, người nhà Mạc Phàm cũng không còn một ai. Oda Zangtoku, ông cũng hơi quá đáng rồi đó, cậu ấy là Mạc tiên sinh mà. Ca Mông cười nói, nhưng không có ý ngăn cản. Tôi thấy yêu cầu này không quá phận, Long Hoa hội chúng tôi thì phải trả lại tam thư, tam thánh bút, bia địa giới, còn bồi thường tất cả pháp bảo trên người cậu nữa, Mạc gia cậu thì cút khỏi Giang Nam, không thể rời khỏi Đông Hải, đồng thời cậu cũng phải quỳ xuống xin lỗi. Dạ Vô Nhai nói, chỉ có công pháp sao đủ. Nếu cúi đầu thì phải cúi thật thấp, nếu không thì chết liên tục đi. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn Dạ Vô Nhai một cái, sắc bén nở rộ trong mắt hắn, hắn không để ý đến Dạ Vô Nhai nữa, nhìn về phía thần điện phía xa. Thần điện, các người thì sao? Mạc Phàm cao giọng hỏi. Trên sân vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía thần điện. Rất lâu sau, một giọng nói già nua, khàn khàn truyền từ miệng bốn tượng thiên sứ xung quanh sân ra. Cúi đầu sống, không cúi đầu chết, không còn đường khác, tự mình lựa chọn. Số chữ một câu không nhiều, nhưng mang theo uy áp cực lớn lan tràn ra xung quanh, ngay cả người ở trước màn hình đều cảm nhận được áp bách này. Xung quanh yên tĩnh giống như chết lặng. Đó là giọng của điện chủ thần điện sao? Có người ngơ ngẩn nói. Khi nói chuyện, mồ hôi rơi xuống như mưa, hai chân cũng không tự chủ được run rẩy không ngừng, có một số người thực lực yếu hơn một chút. Ánh mắt nhìn về phía trước, dầm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Người không quỳ xuống thì toàn thân phát run, giống như cách bọn họ ba thước có một pho tượng thần đang nhìn bọn họ chằm chằm. Đáng sợ thật. Điện chủ của thần điện vẫn vô cùng thần bí, đừng nói là dáng vẻ của ông ta, ngay cả giọng nói của ông ta cũng là lần đầu tiên được nghe thấy. Dựa vào giọng nói có thể sản sinh ra lực uy hiếp lớn như vậy, khiến người ta nghe xong thì không chống đỡ được. Lực lượng này đáng sợ đến mức nào? Thần cảnh, tuyệt đối là thần cảnh, còn không phải thần cảnh bình thường. Có người nói chắc chắn. Chiến đấu với Vạn Thiên Tuyệt và AB Xây Mây đều có không ít người chú ý, video clip đã truyền từ lâu. Nhưng một câu của hai người tuyệt đối không có uy lực như điện chủ thần điện hiện giờ. Giọng nói này vừa vang lên, trên mặt những người vừa cao hứng đều là thống khổ, nhưng tươi cười càng đậm hơn. Ví dụ như Oda Zangtoku và Dạ Vô Nhai. Trái lại sắc mặt đám Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, Ngao Thiên, An Hiểu Hiên, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Vô Song và tiểu đội Thanh Long Long Tổ càng khó coi hơn. Đội hình những người trước đó đã đủ đáng sợ, hiện giờ lại thêm một người đáng sợ như vậy, Mạc Phàm còn đường sống sao? Mạc Phàm, chúng tôi nói xong điều kiện rồi, cậu có ý kiến gì? Thanh Long hỏi, thái độ của điện chủ thần điện cứng rắn như vậy. Vốn dĩ không có đường sống, không cần thiết phải nhiều lời với Mạc Phàm, một câu này là đủ rồi. Mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt không giống nhau. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nghi thức hiến tế đang tiến hành, trên khuôn mặt lãnh khốc không có chút biểu cảm, cũng không nói gì. Rất lâu sau,
có tiếng sấm kêu ở phía thần điện. Một ngũ giác tinh mang to lớn dâng lên từ phía thần điện, bay về phía thác nước từ trên trời rơi xuống. Giữa ngũ giác tinh mang, một mỹ nữ mặc áo cưới tượng trưng cho thánh khiết và trang trọng được đặt bên trong, bay theo ngũ giác tinh mang. Hai mắt cô gái này khép chặt, dáng vẻ an tường như ngủ thiếp đi, trên gương mặt tinh điêu tế chắc có trang điểm nhẹ, bộ dạng tuyệt mỹ giống như bước từ trong tranh ra, đúng là giả tình. Cô gái vừa ra khỏi thần điện, lực lượng thần thánh lại rơi từ trên bầu trời xuống. Mạc Phàm nhìn thấy giả tình, trong mắt hơi híp lại, sắc bén lại nhiều hơn, lúc này hắn mới mở miệng. Có thể, tôi đều có thể đồng ý với các người những chuyện đó. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người nhướng mày lộ ra tươi cười. Bọn họ tưởng rằng chuyện này sẽ rất phức tạp, dù sao Mạc Phàm chưa từng thỏa hiệp với bất cứ ai. Không ngờ Mạc Phàm lại cúi đầu như vậy, nhưng nghĩ một lát mọi người thoải mái hơn. Lực lượng của bọn họ khủng bố như vậy, Mạc Phàm không có bất luận phần thắng nào, phản kháng thì chỉ có chết, làm gì có ai không sợ chết. Nếu Mạc Phàm không cúi đầu, người chết không chỉ là Mạc Phàm, cả Mạc gia cũng sẽ bị diệt. Mạc Phàm không sợ chết, nhưng tất phải nghĩ tới người nhà của mình. Cho nên Mạc Phàm cúi đầu là lựa chọn tốt nhất. Xem ra Mạc Tiên Sinh còn biết đạo lý thức thời là Trang Tuấn Kiệt, tôi còn tưởng rằng Mạc Tiên Sinh là một người không biết rẽ ngoặt chứ. Vương tử Ca Mông của Hắc Ám Giáo Đình cười nói. Cậu ta thức thời còn được, không thức thời thì phải chết. Odea Giang Tô Cô cười nói, trong mắt đều là trêu tức. Không phải vừa rồi Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, chẳng phải lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu. Mạc đại sư gì chứ, chỉ là tiểu tử không thể không nước chảy bèo trôi. Tiểu tử, cậu đã không có ý kiến, vậy giao những thứ chúng tôi muốn ra đây. Vu Thái Âm lạnh lùng nói. Nhưng tôi cũng muốn một thứ. Mạc Phàm nói tiếp. Không ít người nhíu mày, lộ ra chút bất mãn. Thứ gì? Dạ tình hoàn hảo không tổn hao gì. Mạc Phàm nhìn Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Dạ tình là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất kiếp trước của hắn. Nếu có thể đổi lấy dạ tình, đừng nói là công pháp, bảo hắn cúi đầu hắn cũng có thể làm. Ánh mắt Dạ Vô Nhai mê mang, trong mắt ông ta xuất hiện phức tạp. Chuyện này thì cậu đừng nghĩ, không có khả năng. Tế tự đã bắt đầu, còn đến giai đoạn 2 rồi. Nếu dừng lúc này, tất nhiên sẽ khiến thượng giới phẫn nộ. Bởi vì chuyện này giống như đặt một bảo bối trước mặt thần linh, lại bị người ta lấy đi, là ai cũng sẽ tức giận, thần linh cũng không ngoại lệ. Nhất là khi tế tự sản sinh ra dị tượng lớn như thế, rõ ràng là giả tình khiến thần linh rất hài lòng, bỏ dở như vậy, chỉ khiến lửa giận của thần càng mạnh hơn. Ngoài ra một khi tế tự này hoàn thành, tất nhiên Carter sẽ trở thành cao thủ thần cảnh, thần điện tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện gì. Nói điều kiện khác đi, chúng tôi có thể làm được. Vu Thái Âm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Vậy tôi muốn mạng của các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Bọn họ nghĩ y tiên bất tử hắn dễ bắt nạt như vậy, nghĩ rằng bọn họ có thể uy hiếp được hắn, đùa giỡn gì vậy. Dám ra tay với một trong những người phụ nữ quan trọng của hắn, toàn bộ đều chết cả đi. Mạc Phàm vừa nói xong, sắc mặt mọi người lập tức khó coi. Bầu trời trong xanh lập tức xuất hiện mây đen dày đặc, bên trong mơ hồ có lôi điện nổ tung. Trong chớp mắt giống như trời tức giận, bầu trời tối sầm lại. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Vu Thái Âm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, một bóng đen to lớn ở phía sau ông ta điên cuồng mà lên, cao khoảng chừng mấy chục mét. Giọng nói của Vu Thái Âm cũng thay đổi theo, rõ ràng là một người, nhưng giống như vô số người đang tức giận giống to. Không chỉ có ông ta, những người khác cũng không có chút do dự phóng thích nội khí ra. Dù sao cũng là Mạc Phàm, cho dù có chúng thần sơn áp chế, cũng không thể lơ là, chế phục Mạc Phàm trước rồi nói sau. Chỗ mi tâm Thanh Long có một ký hiệu lóe lên, lân phiến màu xanh từ chỗ mi tâm ông ta lan ra xung quanh. Thân thể ông ta cũng phát ra âm thanh đùng đùng, cao to hơn, trong chớp mắt bộ tôn trung sơn trên người ông ta rách nát, một cái đuôi màu xanh có gai nhọn vươn ra từ sau lưng ông ta. Chỉ trong phút chốc, Thanh Long liền biến thành nửa người nửa rồng. Long nhân, đó là long nhân sao? Đám sen tai cô ở phía sau Thanh Long nhoáng lên một cái liền tản ra, khí tức cường đại nở rộ trên người bọn họ. Cách đó không xa, trên người Ca Mông bốc lên hắc khí, vẻ hung dữ xuất hiện trên mặt anh ta. Ca Mông hét lên điên cuồng, răng nanh, sừng nhọn màu đen, móng nhọn, đuôi,
lông màu đen lập tức xuất hiện trên người anh ta, chỉ trong phút chốc anh ta như ma vương trong truyền thuyết. Khí tức trùng thiên cũng tỏa ra từ người đám thứ thần đời trước, Zetsu tiên sinh, cự thần, Odea Zantoku. Bầu không khí xung quanh như áp lực sắp nổ mạnh. Dưới uy áp của mọi người, ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh. Muốn chết, tôi lên chúng thần sơn này là giết các người. Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện sẽ hoàn thành nghi thức, dừng lại cho tôi. Nói xong một tay hắn duỗi về phía Dạ Tình trong ngũ giác tinh mang, hắc khí xuất hiện trên người Dạ Tình. Những hắc khí này vừa xuất hiện, lập tức từ tia sáng trên tay chân Dạ Tình quấn lấy ngũ giác tinh mang. Chỉ trong phút chốc, trên ngũ giác tinh mang được một tầng hắc khí bao trùm. Sau đó kim quang nở rộ trong cơ thể Dạ Tình, ở xung quanh Dạ Tình, giữa ngũ giác tinh mang giống như có đồ án chữ chỉ. Thác nước từ trên trời rơi xuống và khí tức thần thánh ngừng lại, nghi thức đang tiến hành cũng dừng lại theo. Nghi thức dừng lại, vẻ mặt mọi người sửng sốt. Mạc Phàm ở chúng thần sơn có lực trói buộc mạnh như vậy, hẳn là không làm được gì mới phải, vì sao cậu ta còn có thể ngưng được nghi thức của thần điện? Trong chớp mắt, trên mặt không ít người hiện lên vẻ nghi ngờ. Sao lại thế này? Một khi bắt đầu nghi thức, sẽ giống như máy móc khổng lồ vận hành, rất khó có thể làm dừng lại. Mạc Phàm chỉ vươn tay ra, đã khiến nghi thức dừng lại. Dự cảm không hay tràn đầy trong lòng không ít người. Chẳng lẽ Mạc Phàm đã mạnh đến nước này, ngay cả chúng thần sơn cũng không trói buộc được Mạc Phàm? Không có khả năng. Có người lắc đầu nói. Chúc phúc của chúng thần sơn là tuyệt đối, sao có thể không trói buộc được Mạc Phàm? Chỉ do dự một giây, mọi người vẫn xông về phía Mạc Phàm. Bọn họ đã lựa chọn ra tay, mũi tên đã để trên dây, không bắn không được. Trưởng quan, chúng ta thì sao? Nhìn nghi thức dừng lại, một quan quân châu Âu nhỏ giọng nói. Trưởng quan kia trầm mặc rất lâu, nhìn Mạc Phàm thông qua màn hình, mãi mà không nói gì. Theo nghi thức này dừng lại, bầu trời âm u trở nên đỏ sậm, giống như có ngọn lửa sắp rơi từ tầng mây xuống. Mơ hồ trong đỏ sậm có thể nhìn thấy gương mặt người to lớn phẫn nộ xuất hiện, kiểm tra xem là ai làm chậm trễ chuyện tốt của ông ta. Thần giận, đây tuyệt đối là thần giận. Gương mặt khổng lồ này vừa xuất hiện, ở một màn hình khác có người hoảng sợ kêu lên. Cho dù thần giận từng được người ta nhắc tới, nhưng không phải không có. Năm 2004, có người chụp được mặt rớt trên bầu trời gần thành cổ La Mã. Sau đó toàn bộ đồng ruộng, cây cối, kiến trúc, gia súc ở trăm dặm xung quanh giống như bị sét đánh, thiêu thành cho tàn. Sau đó điều tra ra, có người giải thích thần giận vì dị giáo dùng phương pháp tính vũ nhục hủy một tòa cổ miếu, chuyện này đã khiến thần giận. Hiện tượng này giống hệt như trước, chắc chắn là thần giận. Không đợi gương mặt khổng lồ trên bầu trời trừng phạt, tiếng gầm giận dữ truyền từ trong thần điện ra. Mạc Phàm, tôi phải diệt cửu tộc các người. Nghi thức mà thần điện chuẩn bị tỉ mỉ, lại bị Mạc Phàm ngưng lại như vậy, còn dẫn tới thần giận. Nếu chỉ là nghi thức bình thường, có lẽ bỏ dở sẽ không sao. Nhưng lần này nếu không giải quyết nhanh nghi thức, không chỉ Mạc Phàm chịu trừng phạt của thần, thần điện của bọn họ cũng khiến thần bất mãn, bởi vậy sẽ nhận trừng phạt nghiêm trọng. Bởi vì nghi thức lần này của bọn họ triệu hoán thần linh là đại thiên sứ, mà không phải thiên sứ bình thường. Nếu thiên sứ bình thường là tướng quân, thì đại thiên sứ là quốc vương, trong lúc mời quốc vương ăn cơm bị người ta phá hoại, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải lập tức giải quyết. Trong thần điện, trong trận pháp to lớn ngồi đầy trưởng lão thần điện, trên mặt một lão giả trong đó được bao phủ bởi ánh sáng tràn đầy phẫn nộ, thần quang trong mắt sáng lên. Cả chúng thần sơn lập tức lắc lư, giống như động đất đất rung núi chuyển. Rầm rầm, trên chúng thần sơn, ngoại trừ bốn tượng thiên sứ quanh sân ra, trong mắt những tượng thần khác giấy lên ngọn lửa màu vàng, khe hở có khắp nơi trên thân tượng, ánh sáng màu vàng bắn từ trong khe hở ra. Rầm rầm rầm, đá trên người bọn họ nứt toác ra, kim quang bùng nổ ra. Trong kim quang, một đám quang ảnh hình người mặc chiến giáp, sau lưng là đôi cánh dài, trong tay cầm thẩm phán chi kiếm như ở trong bích họa giáo đường phương Tây phóng lên trời, thẩm phán chi kiếm nhấp nhoáng ngọn lửa màu vàng, giống như điên rồi chém về phía Mạc Phàm. Những quang ảnh này giống người điều khiển trật tự, trong lúc phung kiếm, lực lượng thần thánh, xét xử vô cùng khủng bố hàng lâm. Không chỉ như vậy, từng phiến ma văn từ trên mặt đất trong sân bay lên, như tờ giấy chớp lóe lam quang bay về phía Mạc Phàm, lực trói buộc cường đại bao phủ lấy Mạc Phàm.
Tuy những lực lượng đáng sợ như vậy không thể khiến sân và không gian xung quanh Mạc Phàm nứt vụn, nhưng khiến xung quanh Mạc Phàm sáng như ban ngày. Giữa bạch quang, Mạc Phàm nhìn nghi thức ngưng hẳn, hơi buông lỏng. May mà khi hắn ở thủ đô đã để lại cho Dạ Tình một viên hạt châu do hắn dùng thái âm chi khí ngưng tụ thành, giúp Dạ Tình giải trừ bệnh cũ. Chính vì vậy hắn mới có thể khống chế thái âm chi khí trong cơ thể Dạ Tình, đổi ma pháp trận Hàng Lâm thành ma pháp trận bỏ dở, tạm thời ngăn cản nghi thức này. Nếu không trong lực lượng thiên sứ chúc phúc thần điện mạnh như vậy, hắn khó mà cứu được Dạ Tình trước khi hoàn thành nghi thức. Dù sao đó không phải là thiên sứ chúc phúc bình thường, nếu hắn đoán không sai, ít nhất là thiên sứ cấp thánh thiên sứ lưu lại. Thánh thiên sứ tương đương với tu sĩ Nguyên Anh, chúc phúc như vậy cho dù trải qua nhiều năm, hắn cũng khó mà ngăn cản được. Làm xong những chuyện này, mắt hắn nheo lại, nhìn về phía đám người hùng hổ đánh tới từ bốn phương tám hướng. Những người này không có một người yếu, nhất là Thứ Thần, Thanh Long và Vương Tử Cam Mông của Hắc Ám Giáo Đình. Trên người Thứ Thần có ít nhất 20 linh hồn, đây là một loại thủ đoạn của hồn thuật sư ma tộc, tên là dung hồn thuật. Pháp thuật này không những có được năng lực anh linh, triệu hoán anh linh chiến đấu vì ông ta, còn có thể hợp lực lượng anh linh lên người mình, 20 anh linh hợp lực lại, không gấp 20 đơn giản như vậy, Thứ Thần này không yếu hơn ABC Mây chút nào. Thanh Long là Long Nhân, ngoại tộc như vậy cùng có được ưu điểm của rồng và người. Nếu ông ta ra tay đối phó Ngao Thiên, có thể tay không xé rồng. Cam Mông kia ít tuổi một chút, nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là có được huyết mạch của ma hoàng hắc ám, anh ta có thể biến hóa thân thể ma tộc, nói lên anh ta đã nắm giữ lực lượng huyết mạch, không kém Thứ Thần và Thanh Long. Nhưng mà, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, ánh sáng lạnh tỏa ra. Nếu hắn không hoàn thành thứ thể châm thì phiền phức một chút, cho dù hắn ngưng tụ thần nguyên, nơi này được thiên sứ chúc phúc khiến tu vi của hắn áp chế không chỉ một nửa. Hắn muốn đánh bại những người này đều rất khó khăn, muốn giết toàn bộ vốn dĩ là chuyện không có khả năng. Nhưng lúc này hắn sẽ để bọn họ nếm thử lửa giận của hắn. Muốn công pháp của hắn, muốn hắn cúi đầu, muốn hắn quỳ xuống, những chuyện này đều có thể, nhưng phải có thực lực mới được. Đương nhiên nếu động vào người bên cạnh hắn, có thực lực cũng phải chết. Ý niệm của hắn vừa động, thân thể hắn giống như khí cầu được thổi phồng, nhanh chóng mọc lên từ mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, hắn lập tức từ 1m8 cao hơn gấp 10 lần, giống như người khổng lồ đứng ở trên chúng thần sơn, bế nghễ thiên hạ nhìn xuống muôn dân. Khí tức ngập trời từ trên người Mạc Phàm tỏa ra, kình phong như được bão nhấc lên sóng biển nhanh chóng đánh ra bốn phía. Mọi người ở đây lại sửng sốt. Đây là... Không ít người nhìn thân thể to lớn của Mạc Phàm, khí tức độc nhất vô nhị, khó có thể tin nói. Mạc Phàm vừa mới ngưng nghi thức tế tự. Đã khiến bọn họ không thể tin vào hai mắt mình, bây giờ lại trở nên cao to như vậy. Sao lại thế này? Người cao nhất trên thế giới là một người Mỹ quốc, chỉ cao 2.72 mét. Một số tu sĩ sử dụng bí pháp tỏa cốt công tương tự, cũng chỉ khiến thân xác cao thêm một phần, có thể cao hơn người bình thường đã là cực hạn. Loại bí pháp này chỉ áp dụng dụ tai mắt người khác, không thể dùng cho chiến đấu, bởi vì sau khi thân thể tăng cao cường độ sẽ hạ thấp rất nhiều. Trạng thái chiến đấu này không khác gì muốn chết. Mạc Phàm vừa cao như vậy, vậy mà cao gần 20 mét, khí tức còn không yếu. Đây là thần thể trong truyền thuyết sao? Có người hoảng sợ nói. Thân thể tu giả thể thuật tu đến kim thân đao thương bất nhập, thì là hoành luyện, tương đương với cảnh giới trúc cơ. Thân thể bất lậu, có thể sử dụng không khí kỹ, đây là hoành luyện tông sư, như cảnh giới tiên thiên. Nếu lại tu thân thể đến tình hình thông thần. Lúc này thân thể sẽ gọi là thần thể như cảnh giới kim đan. Tuy là cùng cấp, nhưng nếu tu sĩ cảnh giới kim đan gặp cường giả tu thành thần thể, chỉ có chạy trối chết. Bởi vì một khi thành thần thể, pháp thuật và bí kỹ đều không có tác dụng gì với thần thể, trái lại trong lúc tu sĩ tu thành thần thể giơ tay nhấc chân đều phát ra thần thông, rất khủng bố. Chỉ có tu sĩ tu pháp tu ra thần thông và luyện công ra thần kỹ, mới có thể đối đầu với người tu thành thần thể. Cho dù như vậy, cũng thường vĩnh viễn là thần thể sống đến cuối cùng. Bởi vì thần cảnh vốn hiếm thấy, thần thông và thần kỹ không phải mỗi cao thủ thần cảnh đều luyện ra được, thần thông của nhiều người thì như lông phượng và sừng lân, một người chỉ có một thần thông sao thắng được người toàn thân thần thông. Mà dấu hiệu tu thành thần thể, đó là thân thể có thể biến hóa lớn nhỏ như long tộc. Thần thể biến to không chỉ không hạ thấp thực lực của mình,
trái lại còn phát huy ra uy lực của thần thể. Thân thể Mạc Phàm cao lớn như vậy, còn mạnh như vậy, tuyệt đối là thần thể. Mấy ngày trước lúc Mạc Phàm đánh bại ABC Mây, vừa đến thần cảnh đúng không? Có người ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm hỏi. Không sai, còn chưa đến một tuần. Người bên cạnh trả lời. 7 ngày thành thần thể sao, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Sắc mặt không ít người khó coi hơn. Thần thể là con đường khó đi nhất đối với cường giả thần cảnh, vô số người cả một đời cũng không thể tu trên con đường này. Mạc Phàm vừa tới thần cảnh chưa tới 7 ngày, sau khi tu đến thần cảnh lại tu thành thần thể, đây là người sao? Chỉ sợ lần này có thay đổi rồi. Có người vô cùng thất vọng nói. Mạc Phàm đi lên chúng thần sơn vốn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cậu ta thành thần thể thì khác, thần thể có lực miễn dịch rất mạnh với bất luận thuật pháp và võ kỹ nào, cũng có thể nói là khắc tinh của thuật pháp và võ kỹ. Có thần thể, hoàn toàn không cần vận dụng một chút linh khí, cũng không cần thi triển bất luận pháp thuật gì, ra tay là thần thông, vậy là đủ rồi. Nếu điện chủ thần điện không xuất hiện, hay là bọn họ không có ai khác ra tay, có khả năng thua là bọn họ. Có người thận trọng nói, thần thể quá mạnh, chỉ có thể dựa vào điện chủ thần điện rồi. Đám Thanh Long nhìn Mạc Phàm, cũng ngẩn người, trên gương mặt lãnh khốc nhanh chóng âm trầm. Đúng lúc này, vương tử Ca Mông hóa thành ma vương hắc ám nhíu mày, lạnh lùng nói. Tôi không tin cậu có thể thành thần thể, để ma thể ma hoàng của bổn vương tới thử thần thể của cậu là thật hay giả. Nếu có người tu thành thần thể, chỉ có thể là vương tử Ca Mông của hắc ám giáo đình, không thể là những người khác. Ma hoàng quyền. Anh ta khẽ quát một câu, một quyền không do dự đánh ra, một quyền ảnh màu vàng như tiểu sơn xuất hiện trước người anh ta, thể tích không kém thân thể to lớn của Mạc Phàm, đẩy không khí đánh về phía Mạc Phàm. Những người khác nghe thấy lời Ca Mông nói, sắc bén xuất hiện trên mặt bọn họ. Tôi cũng không tin, ăn một kiếm của tôi thử xem. Xét tiên sinh kiếm thần phương Tây không giữ lại chút nào, rót toàn bộ linh khí trong cơ thể vào trong trường kiếm trong tay mang theo kiếm quang gần 20 trượng chém về phía đầu Mạc Phàm. Lão Phu cũng không tin. Phu Thái Âm nói, ông ta sống nhiều năm như vậy, nếm muối còn nhiều hơn Mạc Phàm nếm gạo, chỉ sợ là một tên tiểu tử phô trương thanh thế, đâu mạnh như vậy. Đám Thanh Long, thứ thần tát khắc, Phu Thái Âm đều sử dụng hết thủ đoạn của bản thân, tấn công Mạc Phàm. Trên sân, trong chớp mắt năng lượng khủng bố dao động không chỉ mạnh gấp đôi. Một đám điểu sư không cẩn thận bay tới gần sân, còn chưa tới trên không quanh sân, trực tiếp nát vụn, ngay sau đó hóa thành huyết vụ, tiêu tán trong không trung. Phải biết rằng điểu sư là yêu thú trong truyền thuyết, thân thể như sắt thép đúc ra. Mỗi một điểu sư vừa sinh ra đã là trúc cơ kỳ, điểu sư trưởng thành thì là cảnh giới tiên thiên, dưới năng lực dao động này cũng như giấy. Trên sân, Mạc Phàm nhìn đám người bay từ xung quanh tới, ngón tay hắn sáng lên, 4 thanh kiếm chu sát, chu tà, chu diệt, chu tuyệt xuất hiện xung quanh hắn, thể tích cũng lớn gấp 10 lần. Một tay hắn vươn ra, bạch ngọc kiếm ngoan ngoãn bay vào tay hắn, trường kiếm khẽ vạch, tạo ra một trang lưỡi liềm to lớn trong không trung. Chỉ trong chớp mắt, bên tay trái hắn đám vương tử Ca Mông, xét tiên sinh kiếm thần phương Tây và cự thần dẫn đầu đánh tới đạo kiếm này. Dầm. Không có bất luận đường sống phản kháng, giống như cắt đậu hủ, quả đấm màu đen to lớn bị chém thành mảnh. Sau đó kiếm khí của Z tiên sinh cũng bị chém như đậu hủ, không có chút phản kháng. Kiếm khí Nguyệt Nha nối gót tới, chém lên người đám người. Bóng người bay đầy trời về phía Mạc Phàm, cho dù là Ca Mông, Z và cự thần, hay là những tượng đá bay ra đều giống như đạn bắn ra, toàn bộ đều bay về sau. Rầm rầm rầm, âm thanh sơn băng địa liệt vang lên. Không ít người như bị đoàn tàu đâm vào, đập mạnh vào ngọn núi phía xa, có một số người thì bị chém thành hai. Một kiếm của Mạc Phàm chém những người này, tay trái khẽ vung nhẹ lên, đơn giản giống như đuổi ruồi. Đám Thanh Long biến thành Long Nhân, thứ thần tát khắc, Phu Thái Âm kêu lên đau đớn, không chỉ không lay động được Mạc Phàm, còn phun ra máu tươi bay về sau, đập vào trong thạch bích. Chỉ một kiếm, trên sân chỉ còn lại trưởng lão Thanh Bang chưa kịp ra tay. Dạ Vô Nhai và Odea Zangtoku. Tuy bọn họ không bị đánh bay, nhưng trên mặt cả đám không có chút vui sướng, trái lại đều là không cam lòng và tuyệt vọng. Không dễ dàng gì bọn họ mới tụ tập được nhiều người như vậy, còn chuẩn bị rất nhiều, gần như có thể nói là không một kẽ hở, kết quả lại bị Mạc Phàm giải quyết hết, còn dễ dàng như vậy.
sao lại có chuyện này được? Oda Zangtoku lẩm bẩm nói, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình. Một kiếm đánh lùi những người đó, Mạc Phàm nhìn lướt qua những người còn lại, tay đều không cử động, chân khẽ dẫm xuống. Cút! Một chữ vang lên, sóng khí ngập trời đánh ra bốn phía. Những người khác chỉ cảm thấy trên người giống như bị bão cấp 18 đánh tới, thân thể trực tiếp bay về sau. Trên sân, trong phút chốc chỉ còn lại mình Mạc Phàm. Mạc Phàm lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía thần điện. Trong thần điện, mắt của điện chủ thần điện cũng nheo lại, sắc bén xuất hiện bên trong. Cấm ma, lực trói buộc của chúng thần sơn, cộng thêm nhiều cao thủ như vậy, vẫn bị Mạc Phàm đánh bại dễ dàng, chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến của ông ta. Hơn nữa cả quá trình còn chưa tới một phút. Mạc Phàm, giải trừ thuật pháp của cậu, tôi có thể thả cậu rời đi, nếu không cậu ở đây cả đời đi. Điện chủ thần điện lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói xong, xung quanh sân thay đổi. Con đường khi tới không còn, biển dưới chân núi chúng thần sơn cũng biến mất không thấy, ngoại trừ sân ra, bên ngoài thần điện là núi và mây vô hạn vô biên. So với giết Mạc Phàm, bây giờ ông ta càng muốn giải quyết nghi thức này hơn, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn thật, thần chưa bao giờ đùa giỡn. Những người khác chỉ biết là mình nhìn thấy thần giận, nhưng không biết thần giận sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi một lần đều vô cùng khủng bố. Ví dụ như hồng thủy diệt thế, thiên thạch diệt thế. Núi lửa bùng nổ tiêu diệt một quốc gia, khiến một quốc gia trở thành quốc gia tử vong thập tông tội, vân vân. Giải trừ lửa giận của thần trước, rồi nghĩ biện pháp tiêu diệt Mạc Phàm cũng không muộn. Mạc Phàm nhìn lướt qua biển mây mênh mang xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra. Không phải không thể giải trừ thuật pháp, thả bạn tôi ra. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giọng nói không ngừng truyền khắp mây và núi, trong giọng nói không có đường sống thương lượng. Dạ tiểu thư đã thành vật phẩm của thần, không có khả năng trả lại cho cậu, nhưng cậu vì một người bình thường, muốn hoàn toàn đối nghịch với thần điện chúng tôi sao? Điện chủ thần điện nhíu mày, trầm giọng nói. Nghi thức đã làm đến bước này, thả dạ tình còn đáng sợ hơn ngưng hẳn nghi thức. Chuyện này giống như tặng một bảo vật cho quốc vương, sau khi quốc vương nhìn thấy thì rất thích, ngay lúc muốn trình lễ vật này cho quốc vương, thì lễ vật này bị người ta lấy đi. Nếu ông ta dám làm vậy, sinh mệnh hơn trăm năm của ông ta cũng đến đỉnh rồi. Vật phẩm, người bình thường. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Ở trong mắt các người cô ấy là người bình thường, ở trước mặt tôi các người còn không bằng vật phẩm và người bình thường, cho dù giết sạch các người, hay diệt thứ trên trời kia, tôi cũng phải cứu cô ấy. Điện chủ thần điện nhíu mày, trong đôi mắt thâm thúy lóe sáng ngọn lửa màu vàng. Mạc Phàm, cậu đừng có làm càn. Cho dù cậu muốn cứu dạ tiểu thư thì cũng đừng tìm chúng tôi, dạ tiểu thư là lễ vật dạ tiên sinh tặng cho thần điện chúng tôi, có thể tìm thần điện chúng tôi lấy dạ tiểu thư, cũng là dạ tiên sinh, mà không phải cậu không có tư cách này. Điện chủ thần điện nói. Mạc Phàm nhìn cách đó không xa, dạ vô nhai đứng trên một ngọn núi sắc mặt vô cùng âm trầm. Mạc Phàm tôi muốn cứu người nào, cần ông nói tư cách à, ông đang đùa tôi sao? Dạ vô nhai là cha của dạ tình thì sao, nếu dạ vô nhai không phải cha dạ tình, dạ vô nhai đã chết vài lần rồi. Ngoài ra một người cha hiến con gái mình cho thần điện cử hành nghi thức, vốn dĩ không xứng làm cha dạ tình. Ý của cậu là cậu nhất định phải cứu dạ tiểu thư sao? Giọng nói của điện chủ thần điện trầm xuống, xác nhận lại. Mạc Phàm cười khẽ, không trả lời, nhưng đã cho điện chủ thần điện đáp án. Để dạ tình sống cuộc sống mà cô ấy muốn là chuyện vô cùng quan trọng sau khi hắn trọng sinh, dạ tình bị người ta lấy làm hiến tế sao hắn có thể không cứu. Đừng nói là nghi thức chưa kết thúc, cho dù linh hồn của dạ tình bị hiến tế cho ma giới, hắn cũng có thể đến ma giới một chuyến, cướp linh hồn của dạ tình về, không còn khả năng khác. Muốn để hắn từ bỏ, trừ phi có thể giết chết y tiên bất tử hắn. Mạc Phàm, nghi thức này đang cử hành ở gần Hoa Hạ, nếu ngưng hẳn ở đây. Chắc hẳn cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra đúng không? Điện chủ thần điện không nhịn được phẫn nộ nói. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Hắn không biết chuyện của ma tộc, đùa giỡn gì thế? Ma giới ở phương Tây có không ít phàm nhân trên tinh cầu, những tín đồ trên tinh cầu đó muốn đạt được lực lượng cũng là thông qua nghi thức này. Nghi thức thất bại, hắn từng thấy kết quả ngưng hẳn không chỉ một hai lần. Trừ chuyện đó ra. Hắn không chỉ từng thấy người bình thường cử hành nghi thức với ma giới,
nghi thức ma giới thượng giới cử hành hắn cũng từng thấy nhiều rồi, vậy mà điện chủ thần điện nói hắn không biết ngưng hẳn nghi thức sẽ xảy ra chuyện gì. Loại nghi thức này tương tự với một lần trao đổi, thứ có khả năng thượng giới thích và tọa độ cử hành nghi thức thông qua ma ngữ trong ma pháp trận mà thượng giới truyền lại, mở ra một thông đạo tạm thời, thượng giới lấy đi thứ mình hứng thú, sau đó đánh xuống năng lực kỳ dị hay lực lượng. Nếu bị ngưng hẳn, tai nạn trực tiếp nhất là lực lượng nổ mạnh của thượng giới, dẫn đến tai nạn diện tích rộng, dù sao đây là lực lượng của thượng giới, tương đương với vũ khí tiên tiến ở hạ giới. Trừ chuyện đó ra, nghi thức bị ngưng hẳn sẽ khiến thượng giới không vui, mà tộc thượng giới có thể thông qua không gian thông đạo đánh tai nạn xuống. Còn có một loại là nếu uy áp của ma tộc thượng giới bị người ta mạo phạm, thượng giới sẽ đánh xuống người mạo phạm uy nghiêm của mình. Tôi còn biết nhiều hơn ông nghĩ nhiều, ví dụ như bình thường ông không thể rời khỏi thần điện này, hiện giờ ông đang kéo dài thời gian, nghĩ cách rời khỏi thần điện. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Người khác không nhìn ra, có thể giấu giếm được cảm ứng của hắn sao? Quả thật thực lực của điện chủ thần điện này rất mạnh, đã gần với thiên sứ, thậm chí đã là thiên sứ. Nhưng chúng thần sơn này do một thánh thiên sứ xây dựng, đại thiên sứ muốn hoàn toàn khống chế chúng thần sơn chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng, càng không nói đến ông ta. Không biết điện chủ thần điện xuất phát từ nguyên nhân gì, đã hợp thành một thể với chúng thần sơn này. Chuyện này khiến thực lực của ông ta tăng mạnh, còn có lực lượng điều khiển chúng thần sơn, nhưng khiến ông ta khó mà rời khỏi thần điện. Điện chủ thần điện nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Những người này đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, đến lúc ông ta ra tay rồi. Nhưng nếu ông ta có thể rời khỏi thần điện đối phó Mạc Phàm, ông ta đã sớm ra tay, sẽ không đợi đến bây giờ. Sở dĩ ông ta nói nhiều với Mạc Phàm như vậy, là muốn kéo dài thời gian rời khỏi đây. Bây giờ thời gian đã gần đủ rồi. Ánh mắt ông ta phát lạnh, một vòng tròn hình ma pháp trận xuất hiện trên mặt đất chỗ ông ta ngồi. Ma pháp trận này sáng lên, tảng đá như thủy tinh dâng lên dưới chân ông ta. Ken két. Chỉ trong phút chốc, cả người ông ta biến thành một pho tượng thủy tinh điêu khắc. Một đạo quang bay từ bên trong ra, cả chúng thần sơn bắt đầu lắc lư, giống như đang hoan nghênh, giống như đang run rẩy. Cùng lúc đó, âm thanh lại truyền ra từ miệng bốn đại thiên sứ to lớn. Mạc Phàm, nếu cậu muốn chết, vậy bản điện chủ sẽ đưa cậu xuống địa ngục. Điện chủ thần điện xuất thế. Không ít người ở đây không dám thở mạnh, nhìn về phía thần điện. Phía trước màn hình lớn, có người vội vàng đeo kính, nhìn chằm chằm về phía màn hình. Điện chủ thần điện là một trong số những người thần bí nhất trên thế giới. Trong ghi chép của thần điện chỉ nói điện chủ hơn 100 tuổi, cho đến tận bây giờ chưa có ai từng gặp điện chủ thần điện, cũng không có ảnh chụp của ông ta. Không chỉ tướng mạo ông ta, ngay cả thực lực của ông ta cũng rất mơ hồ. Tất cả mọi người chỉ biết điện chủ thần điện rất mạnh, bởi vì không có cao thủ nào dám mạo hiểm tiến vào chúng thần sơn, giáo chủ Hắc Ám giáo đình đời trước, thủ lĩnh một thế hệ của thứ thần đều chết trong tay điện chủ thần điện, cuối cùng một người thần bí như vậy cũng lộ diện rồi. Xèo xèo, cửa ngà voi trang trí xa hoa của thần điện mở ra, ánh sáng như mặt trời chiếu từ bên trong ra. Trong hào quang, một lão giả thân thể cao lớn đi ra. Người đàn ông này tóc quăn màu bạc, để râu quai nón, mặc trên người áo bảo tế màu trắng hoa văn vàng, không khác gì mục sư bình thường. Nhưng sau lưng ông ta có đôi cánh tuyết trắng dương ra, giống như thiên sứ trong truyền thuyết, kim quang chói mắt nở rộ trên người ông ta. Khí tức thánh khiết, vĩ đại, uy nghiêm, cao quý theo kim quang tỏa ra bốn phía. Thiên sứ. Điện chủ thần điện là thiên sứ sao? Nhìn hình thái này của điện chủ thần điện, mắt không ít người mở to, vô cùng khiếp sợ nói. Thiên sứ là đứa bé của thần trong truyền thuyết, hưởng thụ quan hệ thân mật với thần, thông qua sắm vai hình tượng sứ giả, mang tới vinh quang và tín ngưỡng của thần tới mỗi góc trên vũ trụ. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, thiên sứ chỉ được ghi lại trong sách tôn giáo cổ, xuất hiện trên phim điện ảnh, TV và bích họa, đều là thiên sứ con người chưa từng thấy. Tuy thần điện thường xuyên cử hành nghi thức thiên sứ hàng lâm, thực lực thiên sứ hàng lâm trên người tế phẩm không yếu, nhưng không thể dương cánh. Thiên sứ dương cánh như điện chủ thần điện, tuyệt đối là đầu tiên. Không chỉ là thiên sứ, ông ta còn không phải thiên sứ bình thường. Một tướng quân Mỹ quốc nuốt nước bọt nói. Thiên sứ bình thường là thần cảnh, có thể dương hai cánh mà thần ban cho. Mà sau lưng điện chủ thần điện có tới bốn cái cánh,
đó là tượng trưng cho đại thiên sứ thì trên thần cảnh. Đại thiên sứ, ông trời của tôi, chắc là Mạc Phàm sẽ phải chết trên đảo chúng thần sơn này rồi, kha kha. Có người hưng phấn cười nói. Bỗng nhiên Mạc Phàm lộ ra thần thể, vốn đã hết hy vọng, bên điện chủ thần điện thực ra là đại thiên sứ trong truyền thuyết, cao hơn Mạc Phàm một cấp bậc, còn so làm gì nữa. Ma pháp trận ở chúng thần sơn không thể trói buộc được Mạc Phàm, vậy thì để đại thiên sứ tới diệt Mạc Phàm. Ở bờ biển Giang Nam, đám tiểu vũ ngồi du thuyền chậm rãi trồi lên từ hải nhãn. Điện chủ thần điện này mạnh thật. Bên trong du thuyền, Ngao Thiên nhìn điện chủ thần điện, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Trước đây khi ông ta chưa bị phong ấn, linh khí còn chưa khô kiệt hoàn toàn, khi đó có nhiều tu sĩ mạnh hơn hiện giờ, nhưng không ai đáng sợ như điện chủ thần điện. Trước cửa thần điện, mắt điện chủ thần điện nheo lại, nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu nên cảm thấy may mắn, trăm năm qua chưa có ai có thể bước tôi ra khỏi thần điện, cậu là người đầu tiên. Cũng là người cuối cùng rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ vì chút lực lượng đó mà trăm năm không ra khỏi thần điện, không thể không nói điện chủ thần điện này đúng là đủ ngoan độc. Nhưng nếu ra ngoài, vậy đừng nghĩ đến chuyện quay về. Điện chủ thần điện nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Mạc Phàm, quả thật đây là lần cuối cùng, bởi vì tôi muốn cậu giống như Dạ đại tiểu thư, trở thành tế phẩm của nghi thức. Tế phẩm không giới hạn chỉ có nữ, chẳng qua là tế phẩm nữ không chỉ được nữ thiên sứ yêu thích, cũng thường được thiên sứ nam hoan nghênh. Nếu thân thể nam đủ thuần khiết, thân thể đủ cường đại, cũng có thể làm tế phẩm. Mạc Phàm còn trẻ mà có thực lực cường đại như vậy, chắc chắn là tu phương đông bị thượng giới đánh hạ phàm, cũng được gọi là trích tiên. Hơn nữa Mạc Phàm không phải tu sĩ bình thường, bởi vì tu sĩ bình thường không có khả năng trở thành trích tiên. Nếu dùng người như vậy hiến tế, nhất định có thể giải trừ được phẫn nộ của vị đại nhân kia, dù sao trích tiên là tế phẩm khó gặp. Nói xong, ông ta không nhiều lời Mạc Phàm, cánh sau lưng khẽ động, cả người như sao chổi xẹt qua để lại cái đuôi trong không trung, đến trên không sân chỗ Mạc Phàm. Thần nói thế giới này phải có ánh sáng. Ông ta nói những lời này xong, ánh sáng màu vàng từ ma văn trên sân dưới chân ông ta, chảy về phía bốn tượng thiên sứ. Chỉ trong phút chốc, ma văn trên sân và trên thiên sứ đều sáng lên. Thần nói, phàm là chịu chỉ dẫn của tôi đều có thể đạt được sinh mệnh. Những lời này vang lên, sơn thể lại run rẩy, kịch liệt hơn trước rất nhiều lần. Trong chấn động, hòn đá to rơi từ trên người bốn thiên sứ to lớn xuống. Bốn thiên sứ như thần linh vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say, bỗng nhiên mở mắt ra, ngọn lửa màu vàng giấy lên toàn thân bọn họ, cả thân thể chậm rãi đứng dậy. Bốn thiên sứ này vốn cao 3-40 thước, vừa mới đứng dậy, trong chớp mắt cao không chỉ một lần, giống như bốn nhà cao tầng cao 100 mét đứng vững bốn góc sân, khí tức khủng bố nở rộ quanh người bọn họ, càng ngày càng mạnh. Ngay cả Mạc Phàm cao gần 20 thước, đều lùn đi rất nhiều trước mặt bốn thiên sứ này. Thần nói, toàn bộ những người làm trái thần đều bị suy yếu. Ma văn trên người bốn thiên sứ ở sân lại sáng lên, lực lượng đáng sợ hơn lúc trước lại xuất hiện trên sân. Dưới lực lượng này, thần thể của Mạc Phàm lập tức vang lên tiếng đùng đùng, sau đó bắt đầu nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điện chủ thần điện thấy thần thể của Mạc Phàm nhỏ đi, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn không có ý dừng lại. Thần nói, phàm là người cãi mệnh lệnh của thần, đều bị xét xử. Những lời này vang lên, ngọn lửa trên cự kiếm trong tay thiên sứ lại bùng cháy hơn, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh tăng cao. Thần nói, phàm là người làm trái với ý của thần, đều bị chế tài. Cự kiếm cháy sáng hừng hực ngọn lửa màu vàng tăng cao, cắm thẳng về phía chân trời, khí tức chế tài tùy ý mà ra. Thần nói, phàm là. 6 câu liên tục vang lên, ma văn trên sân và trên người thiên sứ sáng 6 lần. Dưới 7 câu này, khí tức trên người Mạc Phàm càng ngày càng yếu, trái lại lực lượng trên người điện chủ và bốn thiên sứ càng ngày càng khủng bố. Lực lượng đáng sợ như vậy, ngay cả người đứng trước màn hình cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ, xét xử, chế tài trên bốn thành cự kiếm, quả thực cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Không đợi 7 câu thốt ra từ miệng điện chủ thần điện, có người đã nhận ra được. Thần thuật, đây là thần thuật trong truyền thuyết. Thần thuật được xưng là thần ngôn, không phải là pháp thuật. Ma pháp bình thường, cũng không phải là những lời nói đơn giản, mà không cần kết ấn cũng không cần vịnh sướng có thể đạt được lực lượng cường đại thông qua những lời nói đơn giản.
Nói một cách đơn giản là ngôn tùy pháp hành. Ở phương Đông, chỉ có một số tu sĩ đại đạo lĩnh ngộ đủ mới có thể làm được. Ở phương Tây, chỉ có thần linh mới làm được. Dù sao pháp thuật này không phải tiểu pháp thuật bình thường, mà là pháp thuật tuyệt đối. Nhưng nghe nói một số mục sư trải qua khổ tu có được cơ hội thần linh ban ân, cũng có thể sử dụng thần thuật. Nhưng đây chỉ là nghe nói, phần lớn người tự xưng nắm giữ thần thuật đều thông qua pháp khí, hay những phương pháp khác làm ra biểu hiện giả của ngôn tùy pháp hành. Bởi vì nắm giữ bất luận thần thuật nào, đều là sủng nhi của thần, ở thần điện có được địa vị trí cao vô thượng. Cho nên gần như không có người nắm giữ thần thuật chân chính. Thứ mà điện chủ thần điện sử dụng, tuyệt đối là thần thuật trong truyền thuyết. Thần thuật là cùng cấp bậc với thần thông, thần kỹ, thần thể, điện chủ thần điện sử dụng liên tục 6 thần thuật, đủ để đối phó thần thể của Mạc Phàm rồi. Xem lần này Mạc Phàm có chết không? Một quan quân châu Âu đập bàn cười nói. Những người khác cũng hơi nhếch miệng, thở phào nhẹ nhõm. Điện chủ thần điện, quả thật không hổ là điện chủ, lần này chúng ta thắng rồi. Bên cạnh đám người thanh bang, Odea Zantoku cười đắc ý nói. Thần thuật có được thần lực tuyệt đối không thể làm trái, cho dù thần thể cũng không thể chống cự, Mạc Phàm có đường chống cự sao? Quả thật Mạc Phàm sẽ thua. Thanh Long nói, trái tim treo cao cũng buông lỏng xuống. Thanh bang kết thủ oán với Mạc Phàm sâu nhất, lần này bọn họ đã dốc hết toàn lực lượng, nếu lần này cũng bị đánh bại, thanh bang bọn họ hoàn toàn xong đời rồi. Nhưng xem ra một màn như vậy sẽ không xảy ra. Điện chủ thần điện cảm nhận được khí tức trên người Mạc Phàm suy yếu, vẫn không dừng lại. Thần nói, Phàm là người đứng đối diện thần, đều phải biến mất. Cho nên, điện chủ thần điện dừng lại một lát, một tay vươn ra không gian, một bản thần điển mạ vàng xuất hiện trong tay ông ta. Thần điển không có ai lật xem, tự động mở ra trang thứ 7, điện chủ thần điện cũng mở miệng lần nữa. Cho nên Mạc Phàm người Hoa Hạ, tôi nhân danh thần ban thưởng cho cậu, hủy diệt. Ông ta vừa nói xong, một đạo bạch quang thánh khiết bay từ trong thần điển ra, bay về phía Mạc Phàm. Hào quang trên ma văn ở sân tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, lực lượng kinh thiên động địa lại xuất hiện, trong chớp mắt đã tới cực hạn, giống như chỉ cần thêm chút nữa sẽ khiến không gian nổ tung. Theo đạo bạch quang bay về phía Mạc Phàm, bốn thẩm phán chi kiếm trong tay bốn thiên sứ cũng như sao băng rơi xuống. Mang theo ngọn lửa đốt sáng tâm hồn con người và tiếng xé gió khủng bố lao về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là bốn kiếm, nhưng giống như có thể chém nát núi, bổ biển, hủy diệt toàn bộ mọi thứ. Dưới bốn kiếm, thân thể gần 20 thước của Mạc Phàm lại nhỏ đi, chỉ còn lại gần 10 thước. Hắn khẽ nâng mí mắt nhìn điện chủ thần điện, trong mắt lộ ra chút dị sắc. Sáng thế thất thuật của thiên sứ nhất tộc sao? Sáng thế thất thuật là thiên sứ nhất tộc lấy 7 câu của thần sáng thế làm dẫn, dung nhập quy luật vào bên trong sáng tạo ra pháp thuật cường đại. Trong thất thuật có 3 loại chúc phúc, 3 loại suy yếu, 1 loại hủy diệt, có thể giết chết đối phương ngay lập tức, là một loại pháp thuật vô cùng phiền phức. Mạc Phàm, cậu biết nhiều thật, xem ra cậu là trích tiên thật. Điện chủ thần điện lạnh nhạt nói. Sáng thế thất thuật cho dù là điện chủ các thế hệ cũng không phải đều biết, vậy mà Mạc Phàm lại biết. Chắc chắn cậu ta là trích tiên thượng giới ở phương Đông. Điện chủ thần điện vừa nói những lời này, không ít người nhướng mày, ánh mắt nhìn Mạc Phàm vô cùng kỳ lạ. Trích tiên, Mạc Phàm thật sự là trích tiên sao? Lúc trước có không ít người hoài nghi Mạc Phàm là trích tiên, dù sao đa số trích tiên đều có đặc tính tương đồng, trước thời điểm nào đó không khác gì người thường, nhưng qua thời điểm này, sẽ biểu hiện ra thiên phú tu luyện và kiến thức khác hẳn người thường. Người khác tu luyện 100 năm. Nhưng trích tiên chỉ cần 1 năm. Hiện giờ những lời này thốt ra từ miệng điện chủ thần điện, có khả năng hoài nghi này là thật rồi. Trích tiên thì thế nào, không phải đều chết cả sao? Có người lông mày giãn ra, cười mỉa nói. Dù sao trích tiên không phải tiên, đều chết dưới sáng thế thất thuật, vốn dĩ không có gì phải sợ. Trích tiên. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Thân là y tiên, tất nhiên hắn biết cái gì là trích tiên. Ở tu chân giới, trích tiên không phải là người phạm sai lầm bị đánh vào luân hồi chuyển thế lần nữa. Mà là một tu sĩ chịu thương nặng đến tình cảnh không thể không buông thân thể mình, hơn nữa linh hồn tu sĩ này không thể chịu được linh khí ở tu chân giới, không thể không đánh nhốt linh hồn vào trong hạt giống sinh mệnh, đưa đến một thế giới cấp thấp. Hạt giống sinh mệnh này đến hạ giới,
sẽ tự lựa chọn một vật dẫn mới thích hợp, đợi hạt giống sinh mệnh này trưởng thành sẽ khôi phục trí nhớ ở tu chân giới, người như vậy là Trích Tiên. Hắn có rất nhiều điểm tương tự với Trích Tiên, nhưng rõ ràng là khác biệt rất lớn với Trích Tiên. Ông rất coi trọng kiến thức của ông nhỉ, tôi cao cấp hơn Trích Tiên đó. Mạc Phàm cười nói. Điện chủ thần điện nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Cho dù cậu là ai, hôm nay cậu đều phải trở thành tế phẩm ở đây. Ông ta vung tay lên nói. Thần chi tỏa. Giọng nói vừa vang lên, những vùng đất ven sân có từng sợi tỏa liên màu vàng bay ra. Mỗi tỏa liên này đều có kích thước như cây vài chục năm, như linh xà tự động quấn lấy tay chân Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt đã quấn toàn thân Mạc Phàm, kiếm ngọn lửa trên bầu trời cũng đã đến đỉnh đầu Mạc Phàm, bay phấp phới, nhanh chóng hạ xuống. Tế phẩm, nếu ông thật sự là đại thiên sứ, dùng sáng thế thất thuật còn có thể lấy đi chút máu của tôi làm tế phẩm, nhưng rõ ràng là ông còn chưa đến mức đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu là đại thiên sứ chân chính dùng sáng thế thất thuật, vốn dĩ không dùng thất thuật, có lẽ chỉ cần một chút phúc tinh lọc, có thể tinh lọc cơ thể hắn không còn một mảnh, một chút phúc suy yếu, có thể khiến tu vi của hắn mất hết, một chút phúc giải trừ, có thể khiến pháp khí trên người hắn đều giải trừ hết. Điện chủ thần điện này vốn có bốn cái cánh, hai cái trong đó không phải của ông ta, nếu đoạt cánh của người khác dính lên người mình mà gọi là đại thiên sứ, vậy chắc chắn đại thiên sứ không biết điện chủ thần điện. Đương nhiên đến mức này, cũng đủ để khiến điện chủ thần điện kiêu ngạo cả đời rồi. Nhưng còn kém xa mới đủ đối phó hắn. Chưa tới phút cuối chưa thôi, hủy diệt cho tôi. Điện chủ thần điện lạnh lùng nói. Bỗng nhiên bốn thanh cự kiếm ngọn lửa dài ra, chém về phía Mạc Phàm, khí tức chôn vùi khiến không ít người tâm kinh đảm hàn. Mạc Phàm cười nhạt, mắt nheo lại. Ông cho rằng chỉ có mình ông sử dụng được thần thuật sao? Một người bình thường như điện chủ thần điện lấy tu vi thần cảnh đều có thể sử dụng thần thuật, hắn đường đường là y tiên bất tử có thể không biết sao. Nghịch sinh cửu trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, chỗ đan điền, bỗng nhiên một hạt châu màu đỏ sáng lên, nhanh chóng chuyển động 9 vòng ngược kim đồng hồ thì biến mất. Hạt châu này vừa biến mất, thân thể hắn không chỉ không tăng cao, trái lại khôi phục về ban đầu trôi nổi giữa không trung. Nhưng lúc bốn thanh cự kiếm muốn chém xuống, một hư ảnh mặc áo trắng, tóc dài, cao khoảng chừng 100 mét có 8 tay điên cuồng to lên quanh hắn. Khí tức khiến người ta sợ hãi lập tức tỏa từ người 8 tay này ra, giống như muốn nghịch chuyển càn khôn. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, hư ảnh vươn ra 4 cái tay lập tức bắt lấy thẩm phán chi kiếm kia. Điện chủ thần điện vốn nhíu mày, sau đó hơi nhếch miệng lên, cười khinh thường, nếu Mạc Phàm dùng 4 kiện pháp bảo có lẽ còn chút tác dụng, tuy 4 kiện pháp bảo sẽ biến thành sắt vụn, nhưng tốt hơn dùng thuật pháp ngăn cản sáng thế thất thuật. Loại thuật pháp vô thật thể này, nếu có thể ngăn được sáng thế thất thuật thì không phải là sáng thế thất thuật rồi. Nhưng như vậy cũng được, chế tài tiểu tử này, tiếp tục tiến hành nghi thức. Mạc Phàm, cậu có thể ngoan ngoãn đi tìm chết rồi. Ông ta vừa nói xong, đại thủ hư ảnh và thẩm phán chi kiếm đụng vào nhau. Keng! Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, sóng khí như bão giống vũ khí tiên tiến bùng nổ ra, hình thành một khu vực vòng tròn nhanh chóng lan ra 4 phía. Sắc mặt mọi người ở xung quanh thay đổi, vô cùng khó coi. Có một số người kêu lên đau đớn, máu tươi chảy từ tai mắt mũi miệng ra, bị thương dưới tiếng nổ mạnh khai thiên tích địa và năng lượng diệt thế dao động. Rút lui! Có người kêu lên, mọi người không dám chần chừ, phát huy tốc độ đến mức tận cùng lùi về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, đỉnh núi bọn họ đứng lúc trước bị tiêu diệt. Không chỉ chúng thần sơn, ngay cả trên quân hạm xung quanh, thủy kính và phía trước màn hình lớn, hô hấp của mọi người bị kiềm hãm, giống như có tảng đá đè nặng lên ngực bọn họ, hình ảnh trực tiếp biến mất. Rất lâu sau, hình ảnh này mới khôi phục lại bình thường, mọi người lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy 4 thanh thẩm phán chi kiếm trong tay thiên sứ không chỉ không chém chết Mạc Phàm, còn không làm gì được hư ảnh 8 tay, trái lại thẩm phán chi kiếm lóe sáng ma văn bị tay hư ảnh nắm chặt lấy. 4 thiên sứ muốn rút ra, 4 thanh kiếm này giống như bị kìm thép kẹp chặt, không thể dao động chút nào. Chuyện này, sắc mặt Thanh Long vô cùng khó coi nói. Đây là tình huống gì thế? Điện chủ thần điện đã dùng tới thần thuật, còn là thất thần thuật. Lại bị một pháp thuật của Mạc Phàm đỡ rồi. Sao có thể như vậy, không phải thần thuật là tuyệt đối sao? Không ít người cảm thấy khó mà tin nói. Sở dĩ thần thuật lợi hại,
không chỉ vì một câu đơn giản là có thể phát ra, cũng vì uy lực đáng sợ của thần thuật. Nhưng thần thuật của điện chủ thần điện ở trên người Mạc Phàm, giống như giả. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Có người lắc đầu nói, tuy sự thật ở ngay trước mắt, nhưng không thể tin đây là sự thật. Ngay cả điện chủ thần điện cũng ngẩn mặt ra, sắc mặt khó coi gần như có thể vặn ra nước. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta sử dụng thần thuật, ông ta từng sử dụng thần thuật xét xử một bộ lạc tranh đoạt tín ngưỡng với thần điện, trên vạn người trong bộ lạc bao gồm cả thần linh của bộ lạc đều bị ông ta chế tài, không ai sống sót. Nhưng vì sao thần thuật vô địch lại không có tác dụng đối với Mạc Phàm? Cho dù Mạc Phàm là Trích Tiên, cũng không nên ngoại lệ. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu là ai? Trong mắt điện chủ thần điện chớp lóe sắc bén, trầm giọng hỏi. Ngay cả thần thuật đều không thể đối phó Mạc Phàm, nếu chuyện này truyền ra, không chỉ uy danh của thần điện bọn họ bị hao tổn, ngay cả tín ngưỡng của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười như có như không. Quả thật uy lực của thần thuật không tầm thường, nhưng lực lượng của thần thuật chỉ có thể đối đầu với thuật pháp cùng cấp. Chuyện này giống như thần thuật cấp 1 đối phó với thuật pháp cấp 1 cấp 2, chắc chắn thần thuật có thể đối phó, nhưng thần thuật đối phó với thuật pháp cấp 3 thì có chút hữu tâm vô lực. Nếu pháp thuật cấp 3, cấp 4 có thể bị thần thuật tinh lọc, vậy chỉ sợ tu sĩ ở tu chân giới đã sớm bị ma giới chiếm lĩnh. Nghịch sinh cửu trọng mà hắn sử dụng là sau khi thân thể thông thần, mới có thể sử dụng thần thông cấp cao. Thần thông này là thần thông trấn phái của môn phái nghịch thiên môn tu thể, nghịch chuyển tinh nguyên trong cơ thể, trong thời gian ngắn tạo ra nghịch thiên thể. Bởi vì nghịch thiên thể quá mức nghịch thiên, nên nghịch thiên môn đã bị thiên đạo trừng phạt rất đáng sợ. Nếu không phải thái thượng trưởng lão của nghịch thiên môn ngăn cơn sóng dữ, dùng tất cả tu vi của ông ta ngăn cản trừng phạt của thiên đạo, có khả năng nghịch thiên môn đã không còn tồn tại, đầy đủ để thấy đáng sợ của nghịch sinh cửu trọng. Thần thông này là hắn cứu vị thái thượng trưởng lão kia một mạng, là lễ vật nghịch thiên môn đưa cho hắn. Hắn hoàn thành 4 châm thứ thể châm, trong cơ thể đã ngưng kết ra tinh nguyên, đã đủ để sử dụng nghịch sinh cửu trọng. Tuy chỉ là hư ảnh, còn xa chưa tới nghịch thiên thể thực chất, nhưng đủ đỡ thần thuật. Chuyện này thì ông không có tư cách biết, cho dù ông biết cũng không thể hiểu được. Sắc mặt điện chủ thần điện khó coi như bị người ta tát mấy cái. Mạc Phàm. Cậu, điện chủ thần điện nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Phàm không để ý đến điện chủ thần điện, mà nhìn về phía 4 thiên sứ đang vùng vẫy. Nếu là tảng đá, thì thành thật như tảng đá đi, nếu không ta hủy các ngươi. Hắn vừa nói xong, hư ảnh quanh hắn vươn 4 tay còn lại ra, một chưởng đánh vào ngực 4 thiên sứ. Chỉ một chưởng, thân thể 4 thiên sứ cao chừng 100 mét cong thành con tôm bay về phía sau, giống như 4 tòa đại lâu bị đẩy mạnh. Bay thẳng ra xa 100 mét mới dừng lại. Từng đạo vết rạn xuất hiện trên người 4 thiên sứ, có khả năng bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Không chỉ như vậy, ngọn lửa màu vàng trên người 4 thiên sứ cũng giống như nước biển rút đi, từ khe hở chui vào trong cơ thể, biến thành tượng đá lần nữa. Một chưởng đánh lùi 4 thiên sứ, lúc này Mạc Phàm mới rời mắt nhìn điện chủ thần điện. Bây giờ ông thả bạn của tôi ra, hay là tôi tự tới cứu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, mọi người nhìn về phía điện chủ thần điện. Điện chủ thần điện nheo mắt lại, trong con ngươi màu lam lóe lên ngọn lửa màu vàng, có chút ghen tị và chút phẫn nộ. Ông ta vì đạt được lực lượng của chúng thần sơn, đột phá đến cảnh giới cao nhất, không tiếc từ bỏ tự do, dung hợp lại với chúng thần sơn. Có ai ngờ trả cái giá lớn như vậy, vậy mà không phải đối thủ của tiểu tử Hoa Hạ mới tu hành 1 năm. Đây là chuyện ông ta không thể tiếp nhận được. Chỉ trong phút chốc, ánh mắt ông ta trở nên dữ dằn hơn, ngọn lửa màu vàng ở trên người không giảm trái lại còn tăng thêm, khí tức cũng điên cuồng tỏa ra. Mạc Phàm, không phải cậu rất muốn cứu tiểu nha đầu này sao, tôi cứ không để cậu thực hiện được đó, cậu muốn cứu cô ta, vậy dùng mạng của cậu đổi đi. Thần thuật không làm gì được Mạc Phàm, dựa vào thân thể của ông ta chắc chắn cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Dù sao thần thể am hiểu nhất là cận chiến. Nhưng ông ta đường đường là điện chủ của thần điện, sao có thể chịu thua như vậy? Cho dù chết, cũng phải kéo Mạc Phàm chết cùng. Hai đôi cánh sau lưng ông ta chấn động, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Trong chớp mắt liền đến trên không thần điện, đến bên cạnh Dạ Tình ở trên ma pháp trận to lớn kia. Thần nói, thế giới này phải có lửa. Vẻ mặt điện chủ thần điện nghiêm túc, cao giọng nói.
Bùm, một đạo thánh hỏa màu trắng giấy lên trong lòng bàn tay còn lại của ông ta. Ngọn lửa này vừa giấy lên, khô nóng phát ra từ linh hồn xuất hiện trong lòng mọi người, giống như thần hồn bị thiêu đốt. Thánh hỏa, điện chủ thần điện đang đốt thánh nguyên sao? Thánh nguyên là nòng cốt chúng thần điện tu luyện thành công, tương đương với tu sĩ kim đan hoa hạ, tu sĩ chakra yoga cổ, yêu đan của yêu tộc. Đốt thánh nguyên có thể đạt được thánh hỏa và lực lượng cường đại mạnh hơn bình thường nhiều, kết quả đốt thánh nguyên xong là tử vong. Lúc không tới cuối cùng, không ai nguyện ý đốt thánh nguyên. Điện chủ thần điện muốn liều mạng rồi. Có người nghiêm túc nói. Mạc Phàm cũng nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc bén. Sao hắn không nhìn ra đốt thánh nguyên, như vậy giả tình sẽ gặp nguy hiểm, thánh hỏa là một trong những khắc tinh của hiếm có của thái âm và thái dương chi khí. Ông đây là muốn chết à? Đây cũng là cậu tự chuốc lấy, đốt mấy thứ này cho tôi. Điện chủ thần điện cười mỉa nói. Ông ta giơ cánh tay đầy thánh hỏa lên, thánh hỏa như nham thạch nóng chảy chảy tới ma pháp trận. Thánh hỏa từ ma pháp trận lập tức lan ra hắc khí và bạch quang trên ma pháp trận. Hắc khí và bạch quang ở dưới thánh hỏa thiêu đốt, giống như gặp được khắc tinh, nhanh chóng biến mất. Thác nước trên bầu trời chậm rãi chảy xuống, lực lượng thần thánh lại đánh xuống. Mạc Phàm nhìn nghi thức khởi động lần nữa, thân thể nhoáng lên một cái, không chút do dự lao về phía thần điện. Tuy bây giờ hắn qua đó sẽ phiền phức một chút, nhưng còn có thể ngăn cản nghi thức. Đợi nghi thức tiến vào giai đoạn kế tiếp, cho dù hắn ngăn cản nghi thức, không chỉ không cứu được Dạ Tình, cũng sẽ trở thành tế phẩm. Hắn còn chưa tới trước thần điện, bốn cỗ kình phóng đánh úp về phía hắn. Mạc Phàm nhíu mày, chỉ thấy bốn thiên sứ bị hắn đánh lùi lại giấy lửa lần nữa, cự kiếm phách sơn liệt hải trong tay lại chém về phía hắn. Tử! Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, bốn thanh kiếm bay đến tay nghịch thiên thể. Trên hư ảnh nở rộ hồng quang, bao vây bốn kiếm bên trong, kiếm khí như hoa đón bốn cự kiếm của thiên sứ chém tới. Rầm! Một tiếng thật lớn, bốn thiên sứ lùi về sau hơn 10 thước mới dừng lại, vết rạn lại xuất hiện trên người bọn họ, nhưng ít hơn trước rất nhiều. Điện chủ thần điện thấy Mạc Phàm sốt ruột, khóe miệng hơi nhếch lên, cười đắc ý. Chư vị, mọi người đến đây vì diệt trừ tiểu tử này, không phải chỉ nhìn chúng thần sơn chúng tôi đối phó cậu ta, như vậy đợi bản điện chủ chế phục tiểu tử này, các người đừng mơ lấy được bất luận ưu đãi gì. Điện chủ thần điện liếc mắt nhìn những người khác với vẻ bất mãn nói. Cuối cùng bây giờ Mạc Phàm cũng sốt ruột, ông ta chỉ cần đợi trước khi Mạc Phàm xông tới, nghi thức tiến vào giai đoạn kế tiếp là được. Cho dù Mạc Phàm còn cao cấp hơn Trích Tiên cũng không có tác dụng, chỉ có thể làm tế phẩm mà thôi. Trừ phi Mạc Phàm không muốn cứu tiểu nha đầu này. Người muốn lấy được ưu đãi, thì phải ngăn cậu ta giúp tôi, chỉ cần ngăn cản cậu ta, còn lại không cần các người quan tâm. Bản điện chủ sẽ giải quyết cậu ta. Những người khác do dự một lát, mắt cả đám nheo lại. Khí tức của Mạc Phàm yếu hơn trước nhiều, mau ngăn cậu ta lại. Thanh Long lau máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Một trường vừa rồi của Mạc Phàm thiếu chút nữa đánh nát bốn thiên sứ, hiện giờ chỉ khiến thiên sứ lùi hơn 10 thước, uy lực kém hơn vừa rồi nhiều, rõ ràng là thuật pháp Mạc Phàm sử dụng yếu đi nhiều. Thực lực của Mạc Phàm đang yếu đi. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để bọn họ đối phó Mạc Phàm rồi, sao có thể bỏ qua? Bỏ lỡ lần này, có khả năng bọn họ thua thật. Ông ta vừa cử động, thân thể Long Nhân lập tức biến mất không thấy, khi xuất hiện đã đến trước người Mạc Phàm. Miệng ông ta há to, lực hút nuốt trôi biển rộng đánh tới. Chỉ trong chớp mắt, thân thể ông ta to hơn nhiều, nhỏ hơn hư ảnh trăm mét của Mạc Phàm và thiên sứ một chút. Nhưng giống như cự thú trong Antraman xuất hiện trước người Mạc Phàm. Thương Long Thủ. Ông ta khẽ quát một câu, nội khí toàn thân không giữ lại chút nào mà phóng thích ra hết, hai móng như móng rồng không do dự vồ về phía Mạc Phàm. Thanh Long vừa ra tay, đám vô thái âm, vương tử ca mông của Hắc Ám Giáo Đình, thứ thần, Dạ Vô Nhai, Odea Zangtoku do dự chưa tới một giây, nhao nhao ra tay. Quan hệ giữa bọn họ với Mạc Phàm đã không chết không ngừng. Không có đường sống dịu đi, cho dù bọn họ không đạt được công pháp của Mạc Phàm, cũng nhất định phải diệt Mạc Phàm, nếu không bọn họ sẽ có kết cục như nhà Miyamoto. Vạn quỷ phệ huyết. Mộc trượng trong tay Vu Thái Âm gõ xuống đất, trong chớp mắt mộc trượng vỡ nát, âm thanh quỷ khóc sói gào lập tức vang lên. Ngàn vạn bóng đen bay từ trong mộc trượng vỡ nát ra, trong chớp mắt từ nhỏ bằng con kiến biến thành cao bằng một người,
lộ ra răng nanh khiến người ta sởn gai ốc quấn lấy nghịch thiên thể của Mạc Phàm. Vạn quỷ này là ma hồn ông ta tiêu phí 20 năm mới thu thập được, chuyên dùng để đối phó người thu thể khí huyết cường đại. Chưa chắc đã đối phó được thần thể của Mạc Phàm, nhưng khiến thần thể của Mạc Phàm suy yếu là chuyện chắc chắn. Diệt thế ma long, đi ra cho tôi. Ca Mông nổi giận gầm lên một câu, một bóng đen cự long phương Tây như thằn lằn xuất hiện sau lưng anh ta. Bóng đen cự long này gầm thét, xông về phía Mạc Phàm với Ca Mông. Thứ thần lè lưỡi liếm máu chảy ra từ đoạn kiếm trong tay ông ta, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Ám chi lĩnh vực. Một vùng màu đen bao lấy Mạc Phàm và hư ảnh bên trong. Trong lúc này, toàn bộ cao thủ đều lấy quân bài chưa lật ra đối phó Mạc Phàm. Trên chúng thần sơn vừa mới yên bình một lát, trong phút chốc lại căng thẳng hơn. Mạc Phàm nhìn bốn thiên sứ và đám thanh long, lại nhìn về phía thần điện đã khôi phục toàn bộ ma pháp trận, lông mày lập tức nhíu lại, phẫn nộ chưa bao giờ mạnh như vậy từ khi hắn trọng sinh xuất hiện trong lòng hắn. Nghịch sinh cửu trọng đã vô cùng lợi hại, tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ, nghịch thiên thể này của hắn không kiên trì được lâu nữa rồi. Nhưng nghi thức đã lại bắt đầu. Đám thanh long cộng thêm thiên sứ không làm gì được hắn, nhưng có thể ngăn bước chân của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể nhìn Dạ Tình bị hiến tế không làm gì được. Chỉ trong phút chốc hắn đã có lựa chọn. Ý niệm của hắn vừa động, tám tay của nghịch thiên thể đánh về phía đám thanh long, cùng lúc đó, hai chữ thốt lên từ miệng hắn. Tiêu Dao. Hai chữ vừa vang lên, thân thể hắn như tuệ tinh tảo nguyệt bay về phía thần điện, chưa tới một phần 10 giây, hắn đã tới trước cửa thần điện. Nhưng mà, không đợi hắn tiến vào phạm vi thần điện, giọng nói tràn đầy đùa cợt của điện chủ thần điện vang lên. Mạc Phàm, nơi này không phải nơi cậu muốn vào là có thể vào. Mạc Phàm nhíu mày, trong lòng thầm kêu không hay. Tiêu Dao. Hai chữ thốt lên từ miệng hắn, thân thể hắn nhoáng lên một cái, giống như bươm bướm lượn vòng dạo chơi trong nơi muôn hoa. Hắn vừa đi được một bước xa, hai đạo ánh sáng màu vàng to bằng ngón cái bắn ra từ trong mắt thần linh trên bầu trời, chiếu lên vai hắn. Chưa tới một phần 100 giây, trên vai Mạc Phàm lóe lên hồng quang. Nhưng mà, hồng quang không vật có thể phá này bị đánh nát dễ dàng như đập thủy tinh ở dưới kim quang, ánh sáng xuyên qua bờ vai hắn, cả người hắn bay về phía sau, lùi khoảng chừng mấy chục mét xa mới dừng lại, huyết dịch chảy từ cánh tay hắn xuống. Hóa ra thần thể cũng có thể chảy máu. Điện chủ thần điện cười nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cánh tay hắn, sắc mặt hơi đổi. Từ khi hắn tu thành công tới nay, nhất là khi luyện thành kim cương bất diệt thể, chưa từng chịu thương tổn như vậy. Ý niệm của hắn vừa động, hồng quang sáng lên trên bả vai hắn, trong chớp mắt huyết dịch ngừng lại, miệng vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhưng trì hoãn như vậy, bốn thiên sứ và đám thanh long cũng đuổi tới trước người hắn, chặn đường đi của hắn. Ma pháp trận trên không đã khôi phục hoàn toàn, lên rất cao trên bầu trời. Một hư ảnh giống Dạ Tình như đúc bay từ trong cơ thể cô ra, bay về phía thác nước rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, hư ảnh kia đã biến mất vào tận cùng thác nước, nghi thức bắt đầu giai đoạn 3. Điện chủ thần điện thấy linh hồn Dạ Tình biến mất vào trong hư không, nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cũng nhếch lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu còn muốn ngăn cản nghi thức này không? Nếu cậu vẫn kiên trì, bản điện chủ có thể thả cậu vào. Nhưng nếu cậu tiến vào, sẽ trở thành tế phẩm đó. Điện chủ thần điện vừa nói xong, đám thanh long ngầm hiểu nhường một lối đi, để Mạc Phàm đi qua. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Nghi thức hiến tế có 4 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là mở không gian thông đạo, giai đoạn 2 là hiến, do thần linh lựa chọn tế phẩm mình hài lòng, thứ 3 là tế, cuối cùng là ban ân. Hiện giờ là quá trình tế. Trong quá trình này ba hồn sáu phách của tế phẩm và thân thể lần lượt bị thần linh lấy đi, hư ảnh vừa rồi là một trong sáu phách của Dạ Tình. Giai đoạn này ngoại trừ người cử hành nghi thức và tiếp nhận ban ân ra, những người khác tiến vào phạm vi tế tự đều thành tế phẩm. Ca Mông thấy Mạc Phàm không cử động, luôn nhíu mày thì ơi nhếch miệng cười quỷ dị. Mạc Phàm, chúng tôi đã nhường đường cho cậu rồi, cậu muốn từ bỏ à? Nếu từ bỏ, vậy thì nhanh đi đi. Phu Thái Âm cười mỉa nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như đang nhìn chó nhà có tang. Mạc Phàm chau mày, vẫn không nói gì, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu. Làm sao bây giờ? Không xông vào được, không cứu được Dạ Tình, hắn cũng sẽ trúng quỷ kế của đám người này.
thuật pháp chịu hạn chế lớn ở đây, thuật pháp có thể sử dụng vốn dĩ không có tác dụng gì mấy. Nhưng nếu đợi thêm lát nữa, hắn chỉ có thể đến ma giới tìm Dạ Tình, như vậy sẽ phiền phức rồi. Dạ Tình trở thành tế phẩm đã bị thiên sứ xóa sạch trí nhớ trong chuyển sinh trì, còn gieo xuống khế ước thiên sứ, trong này dính tới cơ mật của thiên sứ, trừ phi là cường giả tuyệt thế, nếu không tuyệt đối không thể làm được. Từng có em gái của một thiên tài kiếm đạo bị thiên sứ nhất tộc bắt đi, chuyển sang kiếp khác thành thiên sứ. Thiên tài này 20 tuổi đã nằm trong top 10 trên Nguyên Anh bảng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng sau khi anh ta xâm nhập ma giới, cuối cùng không chỉ không cứu được em gái mình, còn bị thẩm phán thiên sứ ra lệnh, bảo em gái anh ta tự tay giết anh ta. Chuyện này dẫn tới sóng to gió lớn ở tu chân giới, thiếu chút nữa xảy ra chiến tranh hai giới. Nếu hắn là y tiên bất tử kiếp trước, tìm Dạ Tình về chỉ là chuyện một câu của hắn, hiện giờ hắn còn xa mới làm được. Lúc nói chuyện, lại có một hồn phách bay từ người Dạ Tình ra, biến mất vào bầu trời. Điện chủ thần điện thấy Mạc Phàm vẫn không mở miệng, chớp mắt, trong mắt ông ta hiện lên trêu tức. Ông ta nắm lấy áo cưới trên người Dạ Tình, khẽ kéo. Xoẹt, âm thanh quần áo bị xé rách vang lên, quần áo trên người Dạ Tình bị xé rách, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra. Trước màn hình, trước mắt không ít người sáng lên, trong chớp mắt huyết khí dâng trào. Da thịt trắng thật, không hổ là tiểu thư nhà giàu có hoa hạ, nếu có thể ngủ một tối, vậy thì tốt quá rồi. Mạc tiên sinh, ánh mắt của cậu không tệ đâu, Dạ tiểu thư đúng là vưu vật trời sinh, nếu cậu không cứu Dạ tiểu thư, có khả năng cô ta sẽ trần truồng rời khỏi đây rồi. Odea Zangtoku cười dâm nói. Tuy chuyện như vậy không hợp với thân phận của bọn họ, nhưng chỉ cần lừa gạt Mạc Phàm vào rồi giết Mạc Phàm, chuyện gì cũng đáng. Thế giới này chỉ là thế giới được làm vua thua làm giặc, ai sẽ bàn tán người thắng chơi bẩn. Mạc Phàm nắm chặt tay, phẫn nộ đã dâng tới cực hạn, hồng liên nghiệp hỏa huyết sắc giấy lên trên người hắn. Trong chớp mắt, Mạc Phàm giống như hỏa thần nổi giận, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trong mắt, trên người hắn. Các người muốn tôi tiến vào ma pháp trận này đúng không? Không ít người ở đây nhướng mày, nhất là điện chủ thần điện, đám Thanh Long. Nếu Mạc Phàm không tiến vào thần điện, bọn họ không làm gì được Mạc Phàm, trái lại đợi tế tự kết thúc, bị giết sẽ là bọn họ, thậm chí không cần đợi nghi thức kết thúc, bọn họ đã bị Mạc Phàm giết sạch ở bên ngoài thần điện. Nhưng cuối cùng Mạc Phàm vẫn không nhịn được muốn đi vào trong ma pháp trận. Người trẻ tuổi đúng là trẻ tuổi, bạn bè thì đáng bao nhiêu tiền. Có người lắc đầu thở dài nói. Ngu ngốc, nhưng phải cảm ơn ngu ngốc của cậu ta, kiếp sau học thông minh một chút. Có người cười đắc ý nói. Không, anh, đừng mà. Bên kia thủy kính, Tiểu Vũ kêu lên. Tuy cô nhỏ tuổi, nhưng có thể nhìn ra đây là bẫy, cho dù Mạc Phàm đi vào cũng vô dụng. Sắc mặt đám Ngao Thiên, Tiểu Tuyết vô cùng khó coi, nhưng không nói gì thêm, lửa giận hừng hực giấy lên trong mắt bọn họ. Đáng chết. Không sai, Mạc Phàm, cậu muốn đi vào sao? Thanh Long làm tư thế mời. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người này một cái, lông mày không nhăn lại đi vào trong thần điện. Mạc Phàm vừa tiến vào phạm vi của thần điện, phù văn ma pháp lập tức xuất hiện quanh người Mạc Phàm, giống như còn sống chui vào trong cơ thể hắn. Thác nước trên bầu trời giống như cảm nhận được tế phẩm mới, trong chớp mắt thô gấp đôi, lực lượng thần thánh đâu chỉ mạnh một chút, cho dù là một người bình thường ở trước màn hình cũng có thể cảm nhận được lực lượng thần thánh vô hình. Cùng lúc đó, một ma pháp trận to lớn dâng lên dưới chân Mạc Phàm, mang Mạc Phàm bay về thiên không. Mấy tỏa liên màu lam vươn từ ma pháp trận ra, dễ dàng đâm vào tay chân và ngực Mạc Phàm. Thấy một màn này, không ít người thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng nhếch lên tươi cười thắng lợi. Một khi tiến vào trong nghi thức hiến tế, sẽ giống như trâu bò vào trong lò mổ, mặc người ta sâu xé. Mạc Phàm, xem cậu còn có thể dở trò gì, đi chết đi. Điện chủ thần điện cười nói. Đi tìm chết sao? Trong ma pháp trận, ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, nhìn đám điện chủ thần điện. Các người cảm thấy nghi thức này có thể giết chết tôi sao? Giọng nói bình tĩnh khiến người ta có cảm giác lạnh sởn gai ốc. Mọi người hơi sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Ca Mông lắc đầu, cười khinh thường. Anh ta và Ca Tơ là anh em song bào thai, trước khi anh ta phản bội thần điện gia nhập Hắc Ám giáo đình, hai bọn họ đều là người của thần điện, cho nên anh ta hiểu rất rõ nghi thức hiến tế của thần điện.
Thần điện là nơi có lực chúc phúc rất mạnh của thiên sứ ở trên chúng thần sơn, lúc tiến hành nghi thức hiến tế, lực trói buộc ở nơi này không chỉ gấp 10 lần bình thường. Lần đầu tiên Carter đạt được ban ân anh ta cũng có mặt, lúc ấy thần điện bắt được một cự thú Bắc Hải làm tế phẩm. Thực lực của động vật biển này gần như đã đến thần cảnh trung kỳ, khi bị bắt đến thần điện còn có sức mạnh phi thường phản kháng, mười mấy trưởng lão và mục sư đều không phải đối thủ, nhưng từ lúc bắt đầu tế tự, động vật biển này không thể nhúc nhích chút nào. Không chỉ như vậy, nếu Mạc Phàm dám có bất luận ý cãi lại tế tự, gương to trên bầu trời sẽ dành để trừng phạt Mạc Phàm, mãi đến khi Mạc Phàm thành thật mới thôi. Trừng phạt vừa rồi của Đại Thiên Sứ có thể thương tổn đến Mạc Phàm, bây giờ thì càng không có vấn đề gì, Mạc Phàm phản kháng chỉ càng tăng thêm thống khổ mà thôi. Mạc Phàm, tôi khuyên cậu nên thành thật thì hơn, nếu không. Anh ta còn chưa dứt lời, khi nhìn về phía Mạc Phàm lần nữa, tươi cười trên mặt anh ta cứng ngắc. Chỉ thấy ngón tay Mạc Phàm đang vẽ trên không trung, chỉ trong phút chốc, một phù lục màu đỏ cổ xưa, già nua, yêu dị xuất hiện trước người hắn. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng. Phù lục này một phân thành hai, một cái biến mất vào trong cơ thể hắn, một cái khác bay về phía Dạ Tình. Điện chủ thần điện nhìn thấy lục phù bay tới, nhíu mày. Ông ta không biết đó là thứ gì, nhưng ông ta có cảm giác phù lục này không phải là thứ tốt. Ông ta giơ tay thành đao, thánh hỏa màu vàng giấy lên trong lòng bàn tay ông ta, như lửa đao chém về phía phù lục. Tịnh hóa chi viêm. Tịnh hóa chi viêm mới động vào phù lục, bỗng nhiên phù lục biến mất. Khi xuất hiện lần nữa đã đến bên cạnh Dạ Tình. Không đợi điện chủ thần điện ngăn cản, phù văn đã chui vào trong cơ thể Dạ Tình. Không hay rồi. Điện chủ thần điện kêu lên. Ngay sau đó, ngọn lửa đỏ như máu chảy từ tay chân và ngực Mạc Phàm ra, những ngọn lửa này vừa xuất hiện đã chảy từ tỏa liên về phía ma pháp trận. Ma pháp trận màu lam không có quá nhiều chống cự bị nhuộm thành màu đỏ, âm thanh trầm thấp như sấm rền vang lên. Các người muốn hiến tế bạn của Mạc Phàm tôi đúng không? Vậy dùng mạng các người bổ sung hai phách của bạn tôi bị hiến tế đi. Những lời này vừa vang lên, trong chớp mắt ma pháp trận màu đỏ lớn một vòng, không chỉ che khuất thần điện, ngay cả sân cũng bị bao trùm. Chuyện này còn chưa xong, ngọn lửa huyết sắc trên người Mạc Phàm giống như vô cùng vô tận, lao nhanh mà ra, ma pháp trận huyết sắc không ngừng biến to. Gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp mười. Không lâu sau, một ma pháp trận huyết sắc to lớn xuất hiện trên không chúng thần sơn. Thân thể Dạ Tình ở phía dưới ma pháp trận đó, không biết nhỏ đi bao nhiêu lần. Trên ma pháp trận lóe sáng huyết sắc, khiến cho cả chúng thần sơn giống như địa ngục, hàn ý xuất hiện từ tận đáy lòng. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, chỗ mi tâm hắn, phù lục vừa biến mất vào trong cơ thể lóe sáng hồng quang. Một đạo sáng màu đỏ bắn từ trong ma pháp trận ra, rơi lên người Dạ Tình. Cùng lúc đó, một đám ký hiệu ma pháp xuất hiện xung quanh điện chủ thần điện, nhân viên thần chức trong thần điện và đám thanh long, giống như khi bắt đầu hiến tế Dạ Tình. Một nghi thức hiến tế khác bắt đầu. Vẻ mặt mọi người ở đây lập tức ngẩn ra, bốn chữ khó có thể tin xuất hiện trên mặt bọn họ. Đây là tình huống gì thế? Tiến vào phạm vi thần điện, uy lực chúc phúc của thiên sứ mạnh hơn nhiều, Mạc Phàm tiến vào ma pháp trận đã thành tế phẩm, chuyện này đúng là khó mà tin tưởng. Phải biết rằng nghi thức hiến tế ngoại trừ vẽ ma pháp trận, chuẩn bị tế phẩm, niệm chú ngữ ra, còn cần rất nhiều môi giới. Một nghi thức từ chuẩn bị đến bắt đầu tiến hành, ngắn nhất cũng cần 1-2 tháng, thậm chí cần 1-2 năm. Tóm lại nghi thức hiến tế vô cùng phức tạp, không phải 1-2 câu là xong. Dù sao muốn đạt được lực lượng, nhất định phải trả giá cao hơn lực lượng này để trao đổi. Mạc Phàm chỉ vẽ một phù lục, liên tiếp quản trận pháp hiến tế, đảo khách thành chủ. Không để bọn họ nghĩ kỹ, một đám ma pháp trận nhỏ xuất hiện dưới chân mỗi người, tỏa liên màu đỏ bay từ trong ma pháp trận ra, quấn lấy bọn họ. Không ít người nhìn ma pháp trận và tỏa liên, trong mắt hiện lên chút không cam lòng. Nhất là điện chủ thần điện, trong mắt tràn đầy lửa giận. Rõ ràng Mạc Phàm đã tiến vào ma pháp trận, vì sao còn có thể làm vậy? Mạc Phàm, cậu làm gì thế? Cho dù cậu đốt huyết dịch của mình cũng không thể khống chế chúng thần ban ân của chúng tôi đâu. Điện chủ thần điện tức giận nói. Người khác không biết, sao ông ta không nhìn ra, Mạc Phàm đang đốt huyết dịch của mình. Nhưng đốt huyết dịch cùng lắm như ông ta đốt thánh nguyên của mình, khiến thực lực của ông ta tăng mạnh, cũng không thể khống chế ma pháp trận của bọn họ.
Không thể, là ông không hiểu biết mới đúng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy điện chủ thần điện có địa vị cao quý, nhưng hiểu biết về nghi thức hiến tế vẫn còn quá nhỏ bé. Nghi thức hiến tế cần môi giới, tế phẩm, đối tượng hiến tế, câu thông ma pháp trận của đối tượng hiến tế, nhưng tuyệt đối không phức tạp như vậy. Ở ma giới, còn nhiều ma pháp sư nhất niệm thành trận. Sở dĩ thần điện làm phức tạp như vậy, là vì gia tăng cảm giác thần bí, cảm giác long trọng, còn vì thực lực của bọn họ không đủ, thực ra một phù lục hiến tế là đủ rồi. Với thực lực của hắn đã có thể vẽ phù lục này rồi, nhưng ở trên thần điện chỉ có thể đốt huyết dịch của mình mới được. Tuy có tổn hại với thực lực của hắn, nhưng chỉ cần cứu Dạ Tình cũng đáng. Kiếp trước Dạ Tình cứu hắn lúc hắn gần chết, một chút huyết dịch có là gì? Hơn nữa đây cũng là biện pháp tốt nhất trừng phạt những người này. Không phải những người này lấy Dạ Tình làm tế phẩm hiến tế sao, vậy tất cả làm tế phẩm đi. Chạy nhanh! Có người không do dự kêu lên. Trận pháp hiến tế đã bị Mạc Phàm nắm lấy, lúc này không đi, lát nữa muốn chạy cũng không chạy được. Còn muốn chạy, bây giờ muốn chạy thì muộn rồi, nghe lệnh của tôi, nghiệp hỏa như vũ. Mạc Phàm lạnh lùng quát một câu, hồng liên nghiệp hỏa huyết sắc như mưa rơi từ ma pháp trận màu đỏ xuống. Một trưởng lão thanh bang chỉ dính một chút, trong chớp mắt ngọn lửa huyết sắc giấy lên trên toàn thân ông ta, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên. Trong chớp mắt, có mấy người bị ngọn lửa bao phủ. Trong lúc này, bao gồm điện chủ thần điện trong đó, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, không dám cử động mạnh, tất cả nhìn Mạc Phàm như nhìn ma quỷ. Không rời khỏi nơi này thì sẽ trở thành tế phẩm của nghi thức hiến tế, rời khỏi cũng sẽ bị tiên hỏa đốt chết. Chúng thần sơn này vốn là cạm bẫy chôn Mạc Phàm, bây giờ lại thành lò mổ Mạc Phàm tàn sát bọn họ. Chuyện này. Nhưng mà đúng lúc này, giọng nói phẫn nộ của điện chủ thần điện vang lên. Mạc Phàm, cậu đúng là đáng chết. Ông còn quân bài gì chưa lật thì lấy ra đi. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn điện chủ thần điện nói. Thần điện truyền thừa nhiều năm như vậy, hẳn là không chỉ có những thứ này. Hai tay điện chủ thần điện nắm lấy thần điển, hơi dùng lực một chút, thần điển bị ông ta xé nát, hóa thành từng mảnh. Những mảnh nhỏ này không rơi xuống, trái lại sáng lên bạch quang thần thánh, chiếu lên người điện chủ thần điện. Chỉ trong phút chốc, chiến giáp bạch kim che khuất toàn thân điện chủ thần điện, chỉ để lộ đôi mắt, ngọn lửa màu vàng không ngừng thiêu đốt bên ngoài người ông ta. Chiến giáp lộng lẫy, khiến cho người ta có cảm giác không gì phá nổi. Áo giáp thần thánh. Cam Mông và Thứ Thần nhìn áo giáp trên người điện chủ thần điện, vô cùng khiếp sợ nói. Khi thần điện phát hiện ra chúng thần sơn, ngoại trừ chiếm được lực lượng truyền thừa của chúng thần sơn ra, cũng đạt được hai kiện chân thần khí trên tượng đá thiên sứ, đó là áo giáp thần thánh và quyền trượng thần thánh. Áo giáp thần thánh là chiến giáp của thiên sứ, được xưng là có thể ngăn cản toàn bộ công kích dưới thần. Ngăn cản được toàn bộ những vật ô uế ô nhiễm, còn được chúc phúc của đại địa chi thần, người mặc vào có thể đạt được lực lượng vô cùng cường đại. Quyền trượng thần thánh là lực lượng chế tài và xét xử của thiên sứ, lúc thế lực thần điện cường đại nhất, có không biết bao nhiêu người được định nghĩa là tà ác bị quyền trượng thần thánh đập nát đầu. Mấy trăm năm trước, hai kiện pháp khí này đã bị hủy đi trong trận đấu tranh thế lực giữa thần điện và hắc ám giáo đình, thứ thần và mấy thế lực khác. Áo giáp thần thánh bị dập nát hoàn toàn, quyền trượng thần thánh bị gãy thành ba phần vinh diệu quyền trượng, thánh linh bảo thạch và thần lệ, vinh diệu quyền trượng và thánh linh bảo thạch bị hắc ám giáo đình và thứ thần đoạt được, thần điện chỉ còn lại thần lệ. Bởi vì hai đại thần khí bị hủy hết, thế lực của thần điện xuống dốc không phanh. Nhưng mấy đại thế lực bọn họ vì hủy diệt hai kiện thần khí này, cũng gần như dồn hết tất cả cao thủ thần cảnh. Không ngờ áo giáp thần thánh không bị hủy đi, còn xuất hiện lúc này. Thân thể của điện chủ thần điện không so được với Mạc Phàm, nhưng có áo giáp thần thánh ở đây, sẽ càng mạnh hơn Mạc Phàm. Hơn nữa điện chủ thần điện không chỉ có áo giáp thần thánh. Áo giáp thần thánh vừa xuất hiện, tay còn lại của điện chủ thần điện vươn ra hư không, khi rút lại một thần trượng rực rỡ xuất hiện trong tay ông ta. Quyền trượng này cao cỡ một người, toàn thân như ngọc, bên trên còn có một viên bảo thạch thủy tinh to bằng nắm tay, chất lỏng như chuyển động quanh bảo thạch này, không ngừng bơi lội. Đây là quyền trượng thần thánh sao? Để tỏ thành ý cùng đối phó Mạc Phàm, thứ thần và hắc ám giáo đình trả lại hai bộ phận khác của quyền trượng cho thần điện, quyền trượng thần thánh được tạo ra lần nữa. Mặc áo giáp thần thánh, tay cầm quyền trượng thần thánh, khí thế toàn thân điện chủ thần điện dâng cao,
ánh mắt nhìn Mạc Phàm như chất lỏng của rắn độc. Mạc Phàm, không phải cậu không muốn hiến tế tiểu nha đầu này sao, vậy bản điện chủ thành toàn cho cậu. Nói xong, quyền trượng thần thánh trong tay ông ta nhanh chóng đâm về phía Dạ Tình. Cho dù thần điện bị mấy đại thế lực khác cùng bao vây tấn công, thần điện cũng không yếu kém như hôm nay. Những thế lực hủy thần khí của thần điện, anh linh của tất cả cao thủ đều bị giam giữ trong chúng thần sơn, trọn đời không thể an giấc ngàn thu. Một tên tiểu tử như Mạc Phàm, vậy mà bước bọn họ tới đường cùng như vậy. Không phải Mạc Phàm không muốn nha đầu này bị hiến tế sao, vậy nha đầu này đi chết đi. Giết nha đầu này trước, lấy một chút lợi tức, rồi lại giải quyết Mạc Phàm. Có Mạc Phàm còn lợi hại hơn cả Trích Tiên làm tế phẩm, vậy là đủ rồi. Mạc Phàm còn chưa kịp ra tay, chỉ nghe phập một tiếng, xem ra quyền trượng không sắc bén đã đâm vào ngực Dạ Tình. Lông mày Dạ Tình hơi nhíu lại, trong chớp mắt máu đỏ tươi nhuộm đỏ người cô, một đám lửa màu vàng giấy lên trên người cô. Trong ngọn lửa có thể nhìn thấy mơ hồ, linh hồn còn lại của Dạ Tình như giấy nhanh chóng bị đốt đi. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa tắt, linh hồn Dạ Tình hết. Theo ngọn lửa tắt, bỗng nhiên ma pháp trận to lớn trên bầu trời lấy Mạc Phàm làm trung tâm tối sầm lại, nghi thức cũng bị tạm dừng. Không ít người ở đây sửng sốt, dù thế nào cũng không ngờ điện chủ lại ra tay với Dạ Tình. Nhưng rất nhanh mọi người đều nhếch miệng, cười vui vẻ. Sở dĩ điện chủ thần điện giết chết Dạ Tình, không chỉ vì tử chiến đến cùng, hiển nhiên là dựa vào hai kiện thần khí có tin tưởng đối phó cả Phật, nếu không sao dám không để cho mình chút đường lui. Thật thú vị, chỉ sợ lần này còn không biết hươu chết về tay ai đâu. Có người cười nói. Cách đó không xa, mắt Mạc Phàm mở to, ngơ ngẩn nhìn Dạ Tình mất linh hồn, hiếm khi lộ ra vẻ khó mà tin. Đã chết sao? Một đời này hắn trọng sinh, quả thật hắn thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi vận mệnh Mạc gia, cuối cùng cũng ở bên Tiểu Tuyết, phế đi vị hôn phu của Dạ Tình, chữa khỏi bệnh trên người cô. Nhưng hắn không ngờ tới. Bởi vì hắn mà làm liên lụy tới Dạ Tình. Ngay sau đó hắn nhíu mày, lửa giận mạnh hơn trước đâu chỉ 10 lần giấy lên trên người hắn, khí kình long toàn phong khàn giọng gào thét xung quanh hắn, năng lượng khủng bố dao động khiến người ta hít thở không thông. Mạc Phàm, tôi không diệt thần điện các người thì tuyệt đối không về Hoa Hạ, bắt đầu từ điện chủ thần điện các người đi. Nếu điện chủ thần điện đâm vào người hắn, hắn không có một chút ý kiến nào. Điện chủ thần điện lại ra tay với một trong những bạn tốt của hắn, một cô gái bình thường, thần điện phải bị diệt, điện chủ thần điện sẽ phải chết, cho dù thiên sứ tới cũng không cứu được. Dưới chân hắn vừa động, thân thể cháy sáng ngọn lửa huyết sắc như sao băng xẹt qua không trung, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, một quyền kinh thiên động địa đánh về phía điện chủ thần điện. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước người điện chủ thần điện. Chết, bây giờ người chết sẽ là cậu, thần nộ. Điện chủ thần điện không sợ hãi, quyền trượng thần thánh mang theo ánh sáng thánh khiết không do dự đâm về phía Mạc Phàm. Tuy áo giáp thần thánh và quyền trượng thần thánh đều được chữa lại, chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, ông ta vốn không định sử dụng, nếu dùng, dựa vào mình Mạc Phàm thì có năng lực gì. Quyền trượng đánh ra, hai đạo sáng trong gương mặt thần linh trên bầu trời cũng bắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, quả đấm đánh về phía đầu điện chủ thần điện. Bên trong mũ giáp, điện chủ thần điện thấy Mạc Phàm điên rồi, thì cười lạnh lùng, không thèm nhìn quả đấm của Mạc Phàm, quyền trượng vẫn đâm về phía trái tim Mạc Phàm. Bùm! Quyền trượng đâm vào ngực Mạc Phàm, hai đạo ánh sáng cũng chiếu lên vai trái vai phải hắn. Trên người Mạc Phàm chớp lóe hồng quang, đỡ quyền trượng và ánh sáng. Nhưng theo quyền trượng đâm về phía ngực Mạc Phàm, hồng quang trên người Mạc Phàm tối dần đi. Một quyền bá đạo của Mạc Phàm đập trúng mặt điện chủ thần điện, lại bị vùng ánh sáng trắng trên áo giáp thần thánh ngăn lại. Theo chấn động của hư không, bão bay về hai phía, hai người đều lùi về sau. Một kích của điện chủ thần điện không thể làm Mạc Phàm bị thương, nhưng ông ta nở nụ cười. Hô hô, tôi nói này Mạc Phàm, bây giờ người chết chỉ có cậu, bản điện chủ muốn xem cậu có bao nhiêu huyết dịch để đốt. Mạc Phàm đỡ quyền trượng thần thánh và công kích thần nộ. Nhưng đây đều là đại giá thiêu đốt huyết dịch. Cho dù là tu sĩ khí huyết cường đại, máu trong cơ thể cũng có lượng, đợi huyết dịch Mạc Phàm đốt xong, Mạc Phàm còn có thể làm gì? Trái lại ông ta dùng áo giáp thần thánh, tuyệt đối phòng ngự chống chọi với Mạc Phàm 1-200 lần đều không thành vấn đề, mỗi một lần dùng quyền trượng thần thánh sẽ khiến lực lượng của Mạc Phàm yếu đi một chút.
cứ tiếp tục như vậy, người chết cuối cùng sẽ là Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, trong phạm vi của thần điện vốn là nơi có lực chúc phúc cực mạnh, lực chúc phúc trên áo giáp thần thánh còn mạnh hơn lực chúc phúc của thần điện, một kiện pháp bảo thượng phẩm có hai tầng lực chúc phúc, quả thật rất khó đối phó. Trên tay hắn cũng có vài kiện pháp bảo loại công kích, nhưng bất luận là bốn thanh kiếm Chu Tà, Chu Sát, Chu Diệt, Chu Tuyết, vẫn kém hơn Thiên Tòng Vân Trung kiếm của AB Xây Mây và áo giáp thần thánh nhiều. Không phá được áo giáp thần thánh, quả thật hắn không phải đối thủ của Điện Chủ Thần Điện. Điện Chủ Thần Điện thấy Mạc Phàm không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên cười đắc ý. Suy nghĩ kỹ chưa, trở thành tế phẩm đi. Bốn cái cánh sau lưng Điện Chủ Thần Điện chấn động, thân thể lập tức như vì sao rơi xuống, hào quang trên quyền trượng thần thánh đại phóng, lại đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Điện Chủ Thần Điện. Ông nghĩ rằng tôi chỉ có huyết dịch để đốt sao, ông cho rằng chỉ có ông mới có thể mở chúng thần sơn, nắm trong tay pháp bảo một vùng thiên địa như vậy sao? Ngón tay giữa của hắn sáng lên, ba thứ đó trôi nổi xung quanh hắn. Nhìn thấy ba thứ này, Dạ Vô Nhai nhướng mày, sắc mặt khó coi. Ba thứ này không phải thứ khác, đúng là tam thư Mạc Phàm cướp từ tay ông ta. Tuy tam thư không phải là pháp bảo chúng thần sơn luyện thành một ngọn núi to, nhưng cũng là tam giới thiên địa nhân. Trong tam giới, người cầm tam thư là chủ. Mạc Phàm lấy tam thư, đây là muốn đối đầu với chúng thần sơn sao? Thứ này ở trong tay tôi có thể đối kháng với chúng thần sơn của thần điện ông. Một tay Mạc Phàm nâng tam thư, lạnh lùng nói. Tam thư là thánh môn chí bảo, bất luận là đối phó thiên sứ nhất tộc của ma tộc, hay đối phó ám hắc nhất tộc, đều là lợi khí. Tam thư mở ra, chúng thần sơn không là gì với hắn. Lúc này Điện Chủ Thần Điện đã đến bên cạnh Mạc Phàm, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, ông ta cười khinh thường. Vậy sao, vậy bản Điện Chủ cũng muốn thử một lần. Ông không có cơ hội này, bởi vì tôi muốn tự tay xé ông, mấy thứ này chỉ đề phòng những người khác chạy trốn, hôm nay một người cũng đừng muốn đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giọng nói như truyền từ địa ngục cửu u tới, khiến người ta không rét mà run. Tuy dùng tam thư có thể đối phó Điện Chủ Thần Điện, nhưng hắn muốn dùng hai tay xé Điện Chủ Thần Điện hơn. Hắn ném tam thư về phía sau, tam thư lập tức bay về phía ngoài chúng thần sơn, mở ra ở bên ngoài nơi này. Chúng thần sơn biến thành một vùng thư viện của tiên gia thời cổ, thanh sơn tùng lập, lục thủy trường lưu, một đám mây mù lượn lờ giữa núi sông, không biết núi cao bao nhiêu, sông rộng thế nào, bên trong có một đám tiên hạc bay lượn, nhìn vô cùng cắt lợi, nhưng cất giấu sát khí vô hạn. Hửm! Không ít người sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Dạ Vô Nhai lại càng cảm thấy khó hiểu, ông ta từng mang tam thư tiến vào chúng thần sơn, lực chúc phúc của thần điện không thể làm gì ông ta. Rõ ràng Mạc Phàm có thể dùng tam thư đối kháng với chúng thần sơn, lại lấy tam thư ngăn cản bọn họ chạy trốn. Tiểu tử này không muốn sống nữa à? Tôi thấy tiểu tử này bị phẫn nộ làm váng đầu rồi. Odea Zangtoku cười âm hiểm nói. Đổi thành bất luận tu sĩ nào. Lúc đối chiến với người khác, đều lựa chọn phương thức có lợi cho mình, không dám lơ là sơ suất. Nhất là cao thủ so chiêu, lại càng như vậy. Bởi vì chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ có khả năng chết trong tay đối phương. Nhưng Mạc Phàm lại dùng phương pháp ngược lại, rõ ràng là bị phẫn nộ làm choáng váng rồi. Vậy không thể tốt hơn rồi. Ca Mông hơi nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện lên chút ghen tị, nói. Tuy anh ta không muốn thừa nhận nhưng Mạc Phàm mạnh hơn anh ta, rất rõ ràng là anh ta không cùng một tầng với Mạc Phàm, người như vậy đánh mất lý trí hoàn toàn mới tốt, như thế Mạc Phàm sẽ chết trên tay Điện Chủ Thần Điện. Thấy quyền trượng trong tay Điện Chủ Thần Điện đánh tới, Mạc Phàm nheo mắt lại, năm ngón tay nắm chặt. Thái thượng phá diệt kinh, đại phá diệt quyền. Quyền kinh màu đỏ sậm lập tức dâng lên trên tay hắn, mang theo khí tức phá diệt vô tận đánh về phía Điện Chủ Thần Điện. Một quyền đánh ra, dưới chúc phúc của thiên sứ cuối cùng không gian vô cùng chắc chắn cũng mai một, hình thành một hắc động cỡ chậu rửa mặt. Bùm, một tiếng giống như bom nổ vang lên, hai người chạm vào nhau. Lần này Mạc Phàm vững như núi Thái Sơn, tuy áo giáp thần thánh trên người Điện Chủ Thần Điện bình yên vô sự, nhưng lại lảo đảo lùi về sau hai bước. Đây là quả đấm cậu muốn dùng tay không xé nát tôi à, chỉ có vậy thôi sao? Điện Chủ Thần Điện phủi áo giáp. Cười khinh thường nói. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm còn quân bài gì chưa lật, chỉ có lực lượng mạnh hơn trước, như vậy chẳng khác gì muốn chết,
dùng tay không đấu với ông ta. Mai rùa trên người ông không tệ, có thể đỡ hai quyền của tôi, nhưng có thể đỡ được mấy chục quyền của tôi sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, vẫn là đại phá diệt quyền như cũ. Chỉ hai quyền mà thôi, cao hứng quá sớm rồi đó. Cũng là một quyền, vừa rồi hắc động chỉ bằng chậu rửa mặt, lần này diện tích tăng gấp đôi, không do dự đánh về phía điện chủ thần điện. Bùm bùm, tiếng nổ mạnh không ngừng bên tai. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đối đầu với 8 trượng và 8 lần thần nộ của điện chủ thần điện. Xung quanh, đám thanh long và đại lão ở khắp nơi ngồi trước màn hình tươi cười vui vẻ. Mấy quyền đánh xuống, hắc động do quyền của Mạc Phàm sản sinh ra càng ngày càng nhỏ, nhất là một quyền cuối cùng khó mà bao phủ tay Mạc Phàm, tốc độ còn chậm hơn trước nhiều, mà áo giáp thần thánh trên người điện chủ thần điện càng lúc càng sáng rộng. Rất rõ ràng, Mạc Phàm bắt đầu yếu đi, áo giáp thần thánh thì càng mạnh hơn. Mạc Phàm, không phải cậu nói 10 quyền sao, tôi cá là cậu đánh ra 10 quyền sẽ bị áo giáp thần thánh làm gãy tay. Odea Zangtoku nhìn một quyền của Mạc Phàm lại đánh tới, giống như vùng vẫy giấy chết, cười khinh thường nói. Tôi cũng đánh cược. Vu Thái Âm cười lạnh lùng, cũng nói theo. Ai cũng có thể nhìn ra, Mạc Phàm đã là nỏ mạnh hết đà, người thắng trận này là bọn họ. Tuy những người khác không nói gì thêm, nhưng gần như đều có chung một biểu cảm kết cục đã định. Nhưng nếu bọn họ nhìn thấy biểu cảm của điện chủ thần điện ở bên trong áo giáp thần thánh, nhất định bọn họ sẽ không dám nói như vậy. À, phải không, vậy trợn to mắt của các người nhìn cho rõ. Quyền thứ 10 của Mạc Phàm nhẹ nhàng đánh ra, giống như một quyền của người bình thường. Nhưng mà, răng rắc, tiếng kêu thanh thúy vang lên, mọi người đều khiếp sợ. Vẻ mặt Odea Zangtoku sửng sốt, hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Không ít người cũng há to miệng, ngơ ngẩn nhìn áo giáp thần thánh trên người điện chủ thần điện, mãi mà không phát ra tiếng. Áo giáp thần thánh cường đại được xưng là thủ hộ tuyệt đối, trực tiếp bị nghiền nát dưới tay Mạc Phàm, một quyền của Mạc Phàm đánh vào vai điện chủ thần điện, vết rạn như mạng nhện lan tràn xung quanh áo giáp thần thánh. Răng rắc, tiếng chiến giáp và xương bị nghiền nát cùng vang lên, điện chủ thần điện phun máu, bay về phía sau, bay ra xa mấy chục mét mới dừng lại. Áo giáp thần thánh trên người ông ta hóa thành mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Bạch quang nhoáng lên một cái, áo giáp nghiền nát biến thành một tờ thần điển. 10 quyền, thật sự chỉ có 10 quyền. Một tướng quân châu Âu nuốt nước bọt nói. Áo giáp thần thánh vô địch trong truyền thuyết lại bị 10 quyền của Mạc Phàm đánh nát. 10 quyền đánh ra này, so với hơn 10 cao thủ cầm các loại thần khí tấn công 3 ngày 3 đêm, 10 quyền này đúng là ít đến đáng thương. Lúc trước áo giáp thần thánh vỡ. Thứ thần, hắc ám giáo đình và mấy thế lực vây quanh điện chủ thần điện chiến đấu 3 ngày 3 đêm, không biết áo giáp thần thánh chịu bao nhiêu công kích mới bị nghiền nát, đến chỗ Mạc Phàm thì chỉ cần 10 quyền. Chuyện này, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Có người dụi mắt hỏi. Rất lâu sau, mới có người lẩm bẩm nói. Đây là sự thật, áo giáp thần thánh bị Mạc Phàm phá rồi. Cho dù nói ra miệng, trong mắt người này vẫn là khó mà tin. Dù sao cũng là áo giáp thần thánh, đồ của thiên sứ sử dụng, nếu có thể phá dễ dàng như vậy, vậy thì không phải là thủ hộ tuyệt đối. Ở trước màn hình, sắc mặt không ít người nhanh chóng khó coi. Không chỉ bọn họ, sắc mặt điện chủ thần điện cũng rất khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Mấy quyền đầu của Mạc Phàm ông ta còn không cảm nhận được, nhưng về sau mới phát hiện quả đấm của Mạc Phàm không phải uy lực càng ngày càng yếu, mà là càng ngày càng mạnh. Sở dĩ không gian nghiền nát càng ngày càng nhỏ vì lực lượng của Mạc Phàm càng lúc càng nhanh, Mạc Phàm càng ngày càng chậm vì ông ta chậm lại, không tránh được quả đấm của Mạc Phàm, còn chậm hơn Mạc Phàm rất nhiều, đây là loại cảm giác nhanh đến mức tận cùng đối với người ngoài. Bởi vì ông ta không thể tránh, cho nên giống như không hề cử động, nhưng không thể không cứng đối cứng với Mạc Phàm. Trừ chuyện đó ra, trên quả đấm của Mạc Phàm có khí tức phá diệt, những người khác không cảm nhận được, nhưng ông ta cảm nhận được rất rõ. Mỗi một quyền sẽ khiến khí tức phá diệt mạnh gấp đôi, đến quyền thứ 10, đâu chỉ gấp 10 lần, ông ta có cảm giác một quyền này đánh xuống, cho dù là thiên địa đều bị phá, càng không nói đến áo giáp thần thánh. Nếu Mạc Phàm sử dụng tam thư, một quyền là đủ rồi. Ông ta chớp mắt, cánh ở sau lưng dương ra, không do dự bay về phía xa. Áo giáp thần thánh đã bị phá, ông ta chẳng khác nào con rùa không có mai, lúc trước ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm.
bây giờ càng kém Mạc Phàm xa. Ông ta tiếp tục ở đây sẽ chết trên tay Mạc Phàm, trốn là cơ hội sống duy nhất. Chỉ cần chạy trốn, ông ta còn cơ hội giết Mạc Phàm. Điện chủ thần điện chạy trốn, không ít người lại sửng sốt. Điện chủ thần điện chạy trốn sao? Chuyện này, điện chủ thần điện là cường giả hiếm có trên thế giới, vậy mà chạy trốn trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm này đáng sợ đến mức nào? Mạc Phàm liếc mắt nhìn điện chủ thần điện một cái, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Đi, ông đi được, hôm nay Mạc Phàm tôi không họ Mạc, Tam Thư. Hai chữ Tam Thư vừa vang lên, Tam Thư huyễn hóa ra tiên sơn tiên hà như còn sống, xông về phía chúng thần sơn. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ thần điện ra, những nơi khác đều bị Thanh Sơn Lục Hải bao phủ. Điện chủ thần điện bay tới trên không Thanh Sơn Lục Hải, giống như bị bẻ gãy cánh, trực tiếp rơi xuống đất. Một chân Mạc Phàm giơ lên, khi hạ xuống đã đến bên cạnh điện chủ thần điện. Tôi nói giết ông không thể sống. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn nắm lấy cánh điện chủ thần điện, dùng lực kéo. Xoẹt, hai cái cánh bị Mạc Phàm xé xuống, máu tươi và lông chim rơi đầy đất. Xoẹt, hai cái cánh khác cũng bị Mạc Phàm kéo xuống. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm nắm lấy cổ áo điện chủ thần điện nâng lên, giống như xách một con gà. Ông còn gì muốn nói? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Điện chủ thần điện nhíu mày, trong mắt lộ ra bối rối hiếm có. Mạc Phàm, vì một cô gái bình thường, cậu muốn đối nghịch với thiên sứ nhất tộc tôi sao? Điện chủ thần điện lạnh giọng hỏi. Thiên sứ nhất tộc? Nghe thấy mấy chữ này, không ít người lộ ra vẻ khó coi. Sớm có lời đồn truyền thừa của thần điện là thiên sứ nhất tộc ở thiên giới phương Tây để lại, chỉ là lời đồn này chưa từng được thần điện thừa nhận, cho nên có rất nhiều lời đồn về truyền thừa của thần điện, có người nói là Thái Dương thần, có người nói là Quang Minh thần, ai biết thần điện thật sự do thiên sứ nhất tộc để lại truyền thừa ở địa cầu. Nếu là thiên sứ nhất tộc, vậy không dễ làm rồi. Điện chủ thần điện tương đương với người đại diện cho thiên sứ nhất tộc ở địa cầu. Mạc Phàm giết ông ta chẳng khác tát vào mặt thiên sứ nhất tộc. Ở trên địa cầu có không ít ghi chép về thiên sứ là tộc chiến đấu, thiên sứ kém nhất cũng có lực lượng thần cảnh. Mạc Phàm giết điện chủ thần điện, tất nhiên sẽ phải chịu khiển trách của thiên sứ. Vì một cô gái bình thường đắc tội thiên sứ nhất tộc, quả thật không đáng. Mạc Phàm, nếu cậu tha cho tôi, thần điện chúng tôi nguyện ý dùng truyền thừa và tích lũy ngàn năm trao đổi. Điện chủ thần điện nói tiếp. Ông ta sống hơn trăm năm, có năng lực đến vị trí điện chủ thần điện, tất nhiên không phải người không thức thời. Ông ta giết Dạ Tình, chắc chắn phải trả giá lớn mới được. Truyền thừa và tích lũy. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Điện chủ thần điện nghe Mạc Phàm nói vậy, lập tức vui vẻ. Không sai, tất cả truyền thừa và tích lũy, tùy cậu chọn. Điện chủ thần điện hào phóng nói. Phải biết rằng đây là truyền thừa của thiên sứ nhất tộc. Có không biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước, có một số phú hào giá trị ngàn triệu nguyện ý dâng toàn bộ gia sản cũng không chiếm được. Dùng những thứ này trấn an Mạc Phàm trước, đợi sau này lại đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. Quả thực rất mê người. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong kho của thần điện chúng tôi có tài nguyên ngàn năm qua, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng, nếu cậu có những thứ này, tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ. Điện chủ thần điện thề son sắt nói. Trong mắt đã lóe lên hung ác nham hiểm. À, vậy ông vô địch thiên hạ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Vẻ mặt điện chủ thần điện sửng sốt, sắc mặt lập tức âm trầm, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Mạc Phàm, cậu có ý gì? Không có ý gì, ông giết bạn của tôi, cho dù ông tặng tôi cả thiên hạ, tôi cũng muốn giết các người, cứu bạn của tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Truyền thừa của thiên sứ ở trong mắt những người khác. Cho dù dùng 10 tòa thành để đổi cũng có vô số người tranh rách ra đầu. Dù sao đó cũng là truyền thừa của thiên sứ ma giới phương Tây, dù thế nào một tông phái tiền nhiệm ở địa cầu tuyệt đối không thể so được. Nhưng ở trong mắt hắn, truyền thừa này không là gì cả. Kiếp trước hắn du lịch vô số tinh vực, gặp được vô số cơ duyên, có không biết bao nhiêu truyền thừa trong trí nhớ, lấy bừa một cái cũng có thể so với truyền thừa của thiên sứ. Y tiên bất tử hắn cần truyền thừa của thiên sứ sao? Đùa gì vậy? Còn tích lũy ngàn năm của thiên sứ nhất tộc, chúng thần sơn này là của hắn, cần điện chủ thần điện cho sao? Giết bạn hắn, phải chết, không còn khả năng khác. Mạc Phàm, cậu sẽ hối hận,
Điện chủ thần điện nhíu mày thành chữ hỏa, tức giận nói. Ông ta là người đại diện của thiên sứ, Mạc Phàm giết ông ta chắc chắn sẽ bị thiên sứ trừng phạt. Chuyện này tuyệt đối không phải là vô căn cứ, bởi vì hai đại thần khí của thần điện bị tổn hại, điện chủ thần điện trước đó bị Hắc Ám giáo đình giết chết, ngay cả chúng thần sơn của thần điện cũng bị Hắc Ám giáo đình chiếm lĩnh. Nhưng chưa đến hai tháng, chúng thần sơn có hai thẩm phán thiên sứ hàng lâm. Hai thẩm phán thiên sứ này không chỉ chém thành viên của Hắc Ám giáo đình chiếm chúng thần sơn, còn giết trong ngàn dặm, giết sạch những người nghi ngờ tín ngưỡng của thần điện trong ngàn dặm này. Mạc Phàm dám giết ông ta, kết quả sẽ như vậy. Hối hận sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, một quyền tay còn lại đánh vào ngực điện chủ thần điện. A, điện chủ thần điện kêu lên đau đớn, không có áo giáp thần thánh bảo vệ, quả đấm của Mạc Phàm biến mất vào trong ngực điện chủ thần điện, vươn ra sau lưng ông ta, nội tạng và huyết dịch bắn ra. Hối hận mà ông nói là như này, hay như này? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong từ điển của hắn không có hai chữ hối hận, thiên sứ tới, hắn không chỉ lưu lại cả thiên sứ, còn đẩy ma giới ngàn dặm, để ma giới biết nơi nào bọn họ không nên ra tay. Khi nói chuyện, hắn rút tay đầy máu ra, nắm lấy tay cầm quyền trượng thần thánh của điện chủ thần điện, hơi dùng lực. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, cánh tay điện chủ thần điện giống như mì sợi bị Mạc Phàm kéo xuống, máu tươi màu vàng bắn ra, rơi xuống đất. Lộ ra bắp thịt và xương cốt màu đỏ bên trong. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, huyết khí nồng đậm lan tràn ra xung quanh. Ở trước màn hình, ngoại trừ đám Ngao Thiên gia, những người khác nhìn điện chủ thần điện bị Mạc Phàm xé tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc Phàm chỉ dựa vào xích thủ không quyền, không chỉ ngược lại điện chủ thần điện, hơn nữa bây giờ điện chủ thần điện ở trên tay Mạc Phàm, không có một chút phản kháng giống như con gà. Chuyện này, xong rồi. Vẻ tuyệt vọng xuất hiện trong mắt đám Thanh Long. Điện chủ thần điện là quân bài chưa lật cuối cùng của bọn họ, hiện giờ đã không còn quân bài này. Trừ chuyện đó ra, vừa rồi tuy Hồng Liên nghiệp hỏa rất lợi hại, nhưng bọn họ liều mạng không cần pháp khí cũng có khả năng xông ra. Nhưng hiện giờ điện chủ thần điện bị đánh bại, bên ngoài được Mạc Phàm bày thiên thư, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống, không còn đắc ý như trước. Mạc Phàm. Cậu là ma quỷ, có bản lĩnh thì giết bản điện chủ đi, dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy hành hạ bản điện chủ, cậu là đại sư hoa hạ gì chứ? Điện chủ thần điện chịu đựng đau đớn, hung dữ quát. Ông ta đường đường là điện chủ thần điện thua trên tay Mạc Phàm cũng là thế hệ cường giả, lại bị Mạc Phàm hành hạ như vậy, chuyện này như ném binh lính mất nước vào trong chuồng heo, không thể chịu đựng được, lính mất nước cũng là lính, dựa theo truyền thống hoa hạ cũng có chút đãi ngộ. Ma quỷ. Bị ổi, ông dùng một số người bình thường làm vật dẫn của thiên sứ, dùng người vô tội làm tế phẩm hiến tế cho thiên sứ, lại tự tay giết chết cô gái tay trói gà không chặt, đây là nịnh nọt cao thượng của ông sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Điện chủ thần điện vì lấy lòng những thiên sứ đó, không biết sát hại bao nhiêu người bình thường, vừa rồi còn giết cả Dạ Tình, vậy mà không biết xấu hổ nói mình cao thượng, ha ha. Nếu đó là cao thượng, vậy hắn coi như đây là ma quỷ. Hắn ném tay của điện chủ thần điện đi, lại giơ tay, một quyền đánh tới, điện chủ thần điện kêu thảm một tiếng, trên người lại có thêm lỗ máu, máu tươi giàn giụa. Phốc, điện chủ thần điện phun máu tươi, gương mặt hung dữ nhăn lại, vô cùng khó coi như gan heo phơi ba ngày. Vết thương mà Mạc Phàm tạo ra trên người ông ta đều đau đớn đến mức tận cùng, nhưng không chết ngay được. Tuy ông ta trải qua nhiều khổ tu, nhưng chưa từng chịu loại hành hạ này. Mạc Phàm. Vì một người đã chết, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Điện chủ thần điện giận dữ hét. Thế nào sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Dạ Tình ở phía sau. Tuy Dạ Tình đã bắt đầu tu luyện, nhưng mới chỉ mấy ngày nên không mạnh hơn người bình thường mấy. Bị điện chủ thần điện dùng quyền trượng đâm nát tim, linh hồn còn thừa đã bị thiêu đốt, ở trong mắt người khác cô đã chết rồi. Nhưng ở trong mắt y tiên bất tử hắn, khoảng cách này kém tử vong rất xa. Tôi muốn dùng máu của ông và sinh mệnh của mọi người ở đây làm tế phẩm, cứu sống Dạ Tình. Một lát sau, Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong cơ thể điện chủ thần điện có chút huyết mạch thiên sứ, tuy không tinh thuần, nhưng cộng thêm những người khác là đủ rồi. Hắn chỉ cần thông qua nghi thức hiến tế sinh mệnh, có thể đạt được nguyên hạch sinh mệnh từ trong sinh mệnh chi hải, cứu sống Dạ Tình. Còn Dạ Tình bị thiên sứ lấy đi và hồn phách bị điện chủ thần điện đốt.
hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ở tu chân giới có rất nhiều phương pháp bổ sung lại toàn bộ hồn phách, ví dụ như lấy máu bổ hồn hắn dùng lúc trước, chỉ cần huyết dịch trên người Dạ Vô Nhai, có thể bổ toàn bộ hồn phách. Trừ chuyện đó ra, còn có một số thiên tài địa bảo rất hiếm có cũng có thể bổ linh hồn con người. Đương nhiên hắn cũng có thể đến ma giới, lấy mấy hồn phách của Dạ Tình từ tay thiên sứ nhất tộc. Nhưng trước đó phải hiến tế lấy nguyên hạch sinh mệnh cứu sống Dạ Tình, nếu không cho dù hắn có linh hồn của Dạ Tình cũng không cứu sống được cô. Nghĩ đến chuyện này, năm ngón tay hắn vươn ra, cánh tay kéo về phía sau, máu tươi giống như chịu lực khiên dẫn, tụ tập về phía tay Mạc Phàm. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Mạc Phàm hiện đồ án ma pháp trận màu đỏ to lớn lúc trước lại sáng lên. Một đám ma pháp trận loại nhỏ lại xuất hiện dưới chân mọi người. Tỏa liên huyết sắc chui từ trong ma pháp trận ra, như linh xà quấn lấy mọi người, một luồng sáng đỏ như máu phóng lên trời, khí tức già nua, xa xưa, yêu dị tùy ý mà ra. Trên mặt điện chủ thần điện và đám thanh long lập tức lộ ra vẻ bối rối khó mà che giấu, nhất là điện chủ thần điện, trong bối rối còn có không gian tử vong. Các người còn nhìn bao lâu, chẳng lẽ chuẩn bị để tiểu tử này rời khỏi đây như vậy sao? Điện chủ thần điện không cam lòng quát về phía bầu trời. Mạc Phàm đây là muốn hiến tế tất cả bọn họ không biết Mạc Phàm có thật sự cứu được Dạ Tình hay không, nhưng nếu để Mạc Phàm tiến hành nghi thức thành công, bọn họ sẽ biến mất khỏi thế gian hoàn toàn, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Ông ta không có bản lĩnh đối phó Mạc Phàm, nhưng cạm bẫy này đâu chỉ có thần điện bọn họ, Thanh Bang, Hắc Ám Giáo Đình, Thứ Thần và mấy thế lực khác đều tham dự vào, xung quanh có không biết bao nhiêu người chú ý trận chiến này. Ví dụ như trước khi ông ta di chuyển chúng thần sơn, một đám tín đồ cuồng của thần điện đã chuẩn bị xong vũ khí tiên tiến, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Lúc này chỉ có thể dựa vào bọn họ ra tay rồi. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, ngay cả ông ta cũng xem thường Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm mạnh cũng chỉ là thần cảnh không thể chịu được uy lực của vũ khí tiên tiến, nếu không sao trên địa cầu không có cao thủ thần cảnh lộ diện. Gần trăm năm nay trên địa cầu không có ai tấn chức thần cảnh. Nhưng không có nghĩa là không có cường giả thần cảnh. Một khi đến thần cảnh, tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều, có ghi chép một cường giả thần cảnh kim đan sống 500 tuổi mới qua đời. Cho nên trên địa cầu vẫn tồn tại một số cao thủ thần cảnh. Ví dụ như trong cung điện dưới lòng đất thủ đô Hoa Hạ, trong võ đang, bí cảnh phía sau núi Thiếu Lâm, sơn ngoại sơn và hải ngoại hải thì càng khỏi phải nói. Hoa Hạ có, tất nhiên nước ngoài cũng không thể thiếu. Taj Mahal Thái Quốc, Pharaoh Burj Al Dahab Ai Cập, trong cổ bảo châu Âu thời Trung Cổ đều có cao thủ thần cảnh trong truyền thuyết. Sở dĩ những cao thủ này không lộ diện, đều là sợ uy lực của vũ khí tiên tiến, muốn lộ diện cũng không thể lộ diện. Lúc trước có một vị cao thủ thần cảnh ở trong mắt vô số đại quốc, kết quả vũ khí tiên tiến đánh xuống, không chỉ cao thủ thần cảnh này ngay cả xương đều không để lại, mấy trăm người thuộc gia tộc của ông ta cũng chết dưới vũ khí tiên tiến này. Đây là uy lực của vũ khí tiên tiến, thần cảnh cũng phải cúi đầu. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, nhìn xung quanh. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, quả thật có người trốn trong hư không, thực lực đều không yếu. Bởi vì những người này không nhúng tay vào, cho nên hắn không để ý những người này. Điện chủ thần điện thấy Mạc Phàm hơi kiêng kỵ, lông mày giãn ra. Mạc Phàm, cho dù cậu hiến tế cũng không thể cứu được Dạ Tình, nếu cậu muốn tế phẩm, chỉ cần cậu tha cho tôi. Thần điện chúng tôi có thể thu thập tế phẩm giúp cậu, khiến cậu hài lòng, thần điện chúng tôi không có nhiều thứ gì, chỉ nhiều tín đồ, cho dù bảo bọn họ làm tế phẩm bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Điện chủ thần điện thử thăm dò hỏi. Dạ Tình bị ông ta phá nát trái tim, linh hồn còn thừa cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Linh hồn hết, cứu sống Dạ Tình cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Cho dù y thuật của Mạc Phàm cao minh, cũng không đến mức có thể tố hồn, hay là tiến vào thần giới phương Tây đoạt ba phách của Dạ Tình từ tay Đại Thiên Sứ. Tuy ông ta bị thương nặng như vậy, còn tổn thất nhiều huyết dịch như vậy, nhưng cao thủ thần cảnh luôn là cao thủ thần cảnh, chỉ cần an dưỡng một khoảng thời gian ông ta sẽ khôi phục lại bình thường. Dù thế nào cũng không thể vì một người chết, mà từ bỏ tính mạng mình. Mạc Phàm nhíu mày, trong chớp mắt phẫn nộ ở trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Tuy hắn giết không ít người, Hoàng gia, Vu Thần giáo, không trên vạn cũng mấy ngàn. Nhưng những người đó đều là người đáng chết, không có một ai vô tội.
Điện chủ thần điện này vì mạng sống, còn định lấy một số người thờ phụng thần điện làm tế phẩm, đúng là đáng chết. Tôi cảm thấy lấy các người làm tế phẩm là quá tốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn bên ngoài chúng thần sơn. Nếu ra tay với tôi, mặc kệ các người là ai, đều chuẩn bị tốt bị diệt vong đi, bởi vì tôi không chết, các người sẽ như thần điện, biến mất hoàn toàn, không chuẩn bị mà nói, thì nghĩ cho kỹ, có hai lựa chọn, trong vòng 10 giây, tự mình chọn đi. Thể Mạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Những người này muốn ra tay thì ra tay đi, hắn muốn xem trên địa cầu này có thứ gì uy hiếp được hắn, hắn muốn xem vũ khí tiên tiến mạnh tới mức nào. Giọng nói này vừa vang lên, khí tức bá tuyệt thiên hạ lan tràn ra xung quanh. Thay vì cho bọn họ hai lựa chọn, càng giống như ra oai với bọn họ hơn. Rõ ràng chỉ là một câu, trên quân hạm xung quanh và phía trước một số màn hình lớn, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết rằng không phải Mạc Phàm đối mặt với một thế lực nhỏ, mà hắn đối mặt với thế lực cực mạnh trên thế giới, nếu không sao lại dùng GPS, hệ thống định vị toàn cầu. Có thể nói chuyện với những thế lực này như vậy, cả thế giới đều không có mấy người, người ở tuổi của Mạc Phàm thì càng ít càng thêm ít. Đương nhiên có không ít người nhướng mày, lộ ra ghen tị bất mãn. Mạc Phàm này cũng quá cản rỡ rồi, cậu ta nghĩ chúng ta không đối phó được cậu ta sao, lão đại. Chắc chắn tiểu tử này là nỏ mạnh hết đà, bây giờ là thời điểm tốt nhất giết cậu ta, ra tay đi. Một người đàn ông châu Âu ngoan độc nói. Rõ ràng là Mạc Phàm đang khinh thường bọn họ, cho dù là những cao thủ thần cảnh thành danh trăm năm cũng không dám làm càn như vậy, vậy mà Mạc Phàm dám nói thế. Xem ra không dùng vũ khí tiên tiến, Mạc Phàm sẽ cho rằng vũ khí tiên tiến chỉ là uy hiếp. Không phải Mạc Phàm nói cậu ta không chết sao, xem lúc đạn hạt nhân bắn xuống. Mạc Phàm còn có thể nói những lời này nữa không? Tiểu tử này thật đáng sợ, nhân cơ hội này diệt trừ sớm một chút thì hơn. Một người khác cũng nói. Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi, có thể lấy lực lượng một mình đấu lại thần điện. Nếu không phải thần điện lấy Dạ Tình làm áp chế, để Mạc Phàm tiến vào khu vực chúc phúc của thiên sứ làm cậu ta suy yếu, có khả năng ngay cả đốt huyết dịch Mạc Phàm cũng không cần dùng đến, đã có thể đánh bại đám người này. Người như vậy tồn tại ở Hoa Hạ, nếu không nhanh diệt trừ, chắc chắn sau này là tai họa. Trong quân hạm và trước màn hình lớn, vẻ mặt những người đó vô cùng lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm, mãi mà không nói gì. Xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mỗi người. Quyết định rất dễ, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu. Nhưng nếu bọn họ có thể thông qua hệ thống phản đạo của Hoa Hạ, giết chết Mạc Phàm thì không sao, tất cả đều vui vẻ. Nhớ đâu Mạc Phàm không chết, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Trầm mặc, vô cùng áp lực. Tuy chỉ có 10 giây, nhưng cả quá trình giống như trôi qua 10 thế kỷ. Quân hạm rút lui, lập tức bắt đầu thu thập toàn bộ thông tin về Mạc Phàm. Tôi cần một phần số liệu đầy đủ về Mạc Phàm, không thể có chút sơ hở. 10 giây sau, tướng quân châu Âu nhẹ nhàng thở ra nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu muốn ra tay với Mạc Phàm. Nhất định phải hiểu rõ Mạc Phàm trước, nếu không chỉ biết nhóm lửa thiêu thân. Cùng lúc đó, trên các quân hạm khác đều có lựa chọn giống vậy. Trong một tháng, tôi phải biết hệ số uy hiếp của Mạc Phàm với chúng ta là bao nhiêu. Vận dụng tất cả lực lượng, điều tra rõ người Hoa Hạ này cho tôi. Tìm hiểu thái độ của cậu ta đối với chúng ta, có định ý hay không. Trong lúc này, quân hạm rút lui, hệ thống định vị toàn cầu trên bầu trời khôi phục trạng thái cũ. Tất cả các nước từ bỏ ra tay với Mạc Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.